Phần 3. Tác phẩm Ở Rễ. Hey, các hữu nữ nha, đây là kênh riêng El Radio. Chương 25. Lại hàn huyên trong chốc lát, Lâm Vi mở miệng nói ra, canh giờ không còn sớm, tiện nhi ở tại chỗ này cùng nương ngươi nói chút thể mình lời nói, An Nhi theo ta đến thư phòng. Vân An đem ánh mắt nghi hoặc quan hướng Lâm Bất Tiện, ý kia là hỏi nói, làm sao còn muốn đàm, vẫn là đơn độc đàm a? Lâm Bất Tiện không làm bất luận cái gì tỏ vẻ, nhưng nàng đã dần dần hiểu được Vân An là một người biểu lộ phong phú. Vân An xem Lâm Bất Tiện cũng không có ý tứ cứu vớt mình, chỉ có thể đi theo Lâm Vi ra chính sảnh, hướng thư phòng đi đến, trong nội tâm đủ kiểu không nguyện ý, hôm nay thời tiết tốt như vậy, chính mình lại được một cái đại hồng bao, thật là nhớ đi ra ngoài chơi a. Hơn nữa còn có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn làm đâu. Vân An đi rồi, Lâm phu nhân đem nữ nhi kéo đến bên cạnh mình trên chỗ ngồi, nhẹ giọng hỏi, các ngươi đêm qua cũng không viên phòng. Ừm. Lâm Bất Tiện nhẹ gật đầu. Lâm phu nhân lại hỏi, là ngươi không muốn, hay là hắn thật sự uống rượu say? Là nàng uống rượu say. Nghe được nữ nhi nhà mình nói như thế, Lâm phu nhân đối Vân An càng thêm hài lòng, nàng cảm thấy con rể này tuy rằng xuất thân không tốt, nhưng ở cách đối nhân xử thế cũng không phải hàm hồ, không lỗ mãng, cũng hiểu vì người bên ngoài suy nghĩ. Lâm phu nhân dắt tay Lâm Bất Tiện, vỗ vỗ Lâm Bất Tiện mu bàn tay, lời nói thấm thía nói, Vân An mặc dù xuất thân cùng ngươi cũng không xứng, nhưng ván đã đóng thuyền. Ngươi cũng không cần quá lạnh nhạt hắn, về phần Chung Tiêu Đình kia, ngươi liền quên đi. Cẩn tuân mẫu thân phân phó. Nói cho cùng hay là ta và ngươi phụ thân đối với ngươi không đúng, kết hôn là nữ tử trong cả đời đại sự hạng nhất. Lại náo đến tình cảnh như thế này, vạn hạnh được tổ tông phù hộ, ta xem Vân An đứa nhỏ này ngược lại không giống như là cái có rắp tâm khác, chẳng qua là tính tình vui mừng thoát khỏi chút, lòng dạ cạn một chút, chưa hẳn hợp tính tình của ngươi. Mẫu thân không cần lo lắng, nữ nhi hội tuân thủ nghiêm ngặt thê tử bản phận. Lâm phu nhân thán một tiếng, suy tư một lát mới tiếp tục nói, đơn giản cũng có đơn giản chỗ tốt, hắn cuối cùng là người ở rễ nhập phủ, nếu là tâm tư quá mức thâm trầm, nương ngược lại lo lắng. Lấy hắn tâm tính này, phàm là ngươi thoáng dùng điểm tâm, định thoát không ra ngươi nắm gì. Tới khi nào cái nhà này cũng là ngươi nói tính toán, ta và ngươi cha dưới cửu tuyền cũng yên lòng. Mẫu thân cớ gì nói ra lời ấy, ngài cùng phụ thân thân thể an khang, định có thể dài mệnh trăm tuổi. Đúng rồi, mẫu thân còn phải đợi ôm kim tôn đâu, chờ các ngươi sinh hạ đích nam, chúng ta Lâm phủ sẽ không buồn. Cho nên, nữ nhi a, không chữa lúc trước, trong khuê phòng ngươi liền nhiều tùy theo hắn một chút đi. Vân An đứa nhỏ này nhìn xem mặc dù gầy yếu chút, ngược lại không giống cái nhiều bệnh, bộ dáng cũng không tệ, đại hôn đêm trước mẫu thân dạy ngươi, ngươi có thể nhớ kỹ. Lâm Bất Tiện mặt lập tức hồng thấu, buông thõng đôi mắt thấp giọng kêu, mẫu thân. Lâm phu nhân nở nụ cười, khuyên nhủ, cái này hai mẫu tử chúng ta, nhiều lời chút cũng không sao, đây là đường nữ nhân phải qua, đi qua sẽ hiểu. Vâng. Ngươi cũng đừng qua ngoài miệng nhận lời, ngươi thủ cung sa ngày mai ta nhưng là phải nghiệm xem. Đã biết, bên kia, Vân An tại thư phòng bị Lâm lão gia giáo huấn nửa canh giờ, so với việc Lâm phu nhân nói trắng ra, Lâm lão gia nói liền khó hiểu nhiều. Trong lúc nói chuyện không thiếu trích dẫn kinh điển, nhưng những điển cố này đều là Vân An chưa từng nghe qua, nghe Vân An như lọt vào trong sương mù, lại không dám chút nào biểu lộ. Lâm uy tổng cộng cho Vân An nói ba cái điển cố, cũng cùng Lâm phủ có quan hệ, một cái là Lâm phủ vì sao đạt được tấm biển, một cái là Lâm phủ như thế nào đã đạt được đồng đỉnh kia, tức hai đời tiên hoàng ngự tứ chi vật. Nói trắng ra chính là nói cho Vân An phải khiêm tốn, muốn rộng rãi kết thiện duyên, không nên. Bởi vì thân phận chuyển biến mà bành trướng, Lâm phủ sở dĩ có thể đi đến hôm nay cùng khiêm tốn là không thể tách rời. Cái điển cố cuối cùng, Lâm lão gia nói cho Vân An, thủy mãn tức thì tràn, trăng tròn tức thì thiệt thòi. Cũng coi là dùng phi thường mịt mờ lại uyển chuyển phương thức nói cho Vân An, tình cảnh Lâm phủ trước mắt, hy vọng Vân An có thể nhanh chóng trưởng thành, cùng Lâm Bất Tiện đồng tâm hiệp lực. Cùng Lâm phủ chung độ nan quan, Vân An mặc dù nghe không hiểu, nhưng nàng đem lời nói của Lâm lão gia tất cả đều ghi lại, tính toán đợi thời gian chấm dứt kỳ nghỉ kết hôn, tìm một cơ hội mời Nghiêm lão tiên sinh cho mình nói một chút. Thế nhưng, Lâm Vi thấy Vân An biểu lộ chất phác, trong ngôn ngữ cũng đầy là ứng phó, cực kỳ thất vọng. Hắn không khỏi tại trong lòng hỏi mình, chẳng lẽ là mình nhìn sai rồi? Vân An này chẳng qua chỉ là có một bộ linh thấu túi da, thông minh lưu tại mặt ngoài, kỳ thực là một người bên trong trống không xuẩn vật. Nghĩ tới đây, thật vất vả dựng nên đối Vân An hảo cảm cùng chờ mong hễ quét là sạch, hắn quơ quơ tay áo, nói ra, ngươi đi đi.
Vân An như được đại xá, vội vàng nhận lời nói, vâng. Thối lui ra khỏi thư phòng. Bước qua cánh cửa kéo cửa lên, Vân An vội vã không nhịn nổi hướng trước chạy chậm một khoảng cách, triệt để chạy ra phạm vi cảm giác Lâm Uy, mới nâng người lên chiều cao dài thở ra một hơi, tắm rửa ấm áp ánh mặt trời thân cái lưng mệt mỏi. Vân An nhanh nhẹn thông suốt ra Lâm Phủ, cùng người trên đường hỏi thăm một chút, đi vào một nhà tiền trang, nhờ sự giúp đỡ của một thân trang phục và đạo cụ giá cả xa xỉ, Vân An còn không có rảo bước tiến lên tiền trang đại môn, tiểu nhị liền tự mình ra nghênh tiếp. Khách quan, thỉnh ngài vào bên trong. Vân An xuất ra hồng bao, quả nhiên là một xấp ngân phiếu, Vân An hiện tại biết chữ còn không nhiều, miễn cưỡng có thể nhận ra mệnh giá ngân phiếu là 100 lượng, tổng cộng 10 cái. Vân An đại khái đánh giá một chút, âm thầm tặc lưỡi, wow, cái này nếu dựa theo giá hàng trái đất đi cân nhắc, Lâm A Di vừa ra tay liền cho ta hết một cái bao tương đương hơn 60 vạn mao gia gia đại hồng bao a. Không hổ là siêu cấp hào phú, đối con dâu. A Phi, ở rể ra tay thật là xa hoa. Vân An rút ra một tờ ngân phiếu đưa cho tiểu nhị, hỏi, xin hỏi một chút, loại này ngân phiếu có thể ở quý điếm hối đoái thành hiện ngân ư? Ngài đây là Lâm thị tiền trang thông bổn phiếu, tại Đại Yên tất cả tiền trang đều có thể hối đoái, chẳng qua chúng ta tiền trang cũng không phải là Lâm thị sản nghiệp, chỉ có thể cho ngài hối đoái 95 hiện ngân, khách quan ngài nhìn. Vân An nghe xong, vui vẻ, trêu ghẹo nói, chính là đổi hiện kim thủ tục phí thôi. 5%, còn rất khéo. Khách quan, ngài nói cái gì tiểu nhân nghe không rõ. Không có gì, ngươi giúp ta thay đổi, hối đoái 15 cái một lượng bạc, những thứ khác tùy tiện. Được rồi, khách quan ngài chờ một chốc, tiểu nhân đem ngân phiếu cầm tới nội đường mời trưởng quỹ kiểm tra, điểm ngân. Vân An vẻ mặt tươi cười, nói ra, đi, ngươi đi đi. Vân An sờ lên cái cằm, phát giác cái thế giới này kỳ thật rất có ý tứ, tuy nhiên xã hội bầu không khí cực độ phong kiến, nhưng kinh tế hàng hóa lại chưa từng có phồn vinh. Tại trong lịch sử trái đất, mức độ cởi mở cùng cơ sở kinh tế xã hội thường thường là có quan hệ trực tiếp, nơi này có vẻ như không giống lắm, để cho Vân An cảm thấy hứng thú nhất chính là, thời đại này vậy mà đã xuất hiện, nhãn hiệu, phòng ngụy tiêu chí, cùng, thủ tục phí, loại này Vân An rất quen thuộc sáo lộ, đường theo động tác võ thuật, cảm giác đến quen thuộc nguyên tố, Vân An cảm thấy cái thế giới này cũng tùy theo đầy đặn, không giống lúc trước như vậy bằng phẳng hóa. Tiểu nhị rất nhanh bưng một cái khay đi ra, Vân An chọn bạc, cõng đến trên lưng rời đi tiền trang. Đi đến một cái ẩn nấp góc đường, trở ra thời điểm bạc trong tay đã không thấy, nàng lưu lại 6-7 lượng bạc trong ngực, còn dư lại tính cả ngân phiếu cùng một chỗ bỏ vào không gian, còn thuận tiện cầm một cái phấn lót không thấm nước, đập vỡ phấn lót trong hộp kèm theo cái gương nhỏ, chuẩn bị lấy về đưa cho Lâm Bất Tiện dùng che đậy thủ cung sa. Vân An mở ra địa đồ, điều tra lúc trước mình đánh dấu chấm đỏ, mở ra công năng hướng dẫn, những thứ này đều là thời điểm Vân An làm khất cái bên trong Lạc Thành thấy cửa hàng bán mỹ thực. Dùng kinh độ và vĩ độ tiến hành dấu hiệu, vô cùng chính xác. Vân An vốn là đi vào một nhà cửa hàng bánh ngọt, khoảng cách cửa hàng còn vài chục bước xa đã nghe đã đến mùi thơm bánh ngọt ra lò, Vân An chợt hít một hơi, liếm liếm bờ môi bước nhanh hơn. Điếm tiểu nhị nóng bỏng chào hỏi Vân An, nói ra, khách quan ngài bên trong mời, chúng ta bánh quý phi mới ra lò, ngài đến điểm chút. Các ngươi trong tiệm có cái gì đặc sắc? Khách quan ngài đây chính là làm khó tiểu nhân, nhà chúng ta là trăm năm lão hào. Bánh ngọt chủng loại nhưng nhiều, mọi thứ đều có thể xưng tuyệt vị. Cái kia bán tốt nhất là mấy thứ nào? Bánh quý phi, hoa sen xốp giòn, bánh đậu xanh, hải đường xốp giòn, móng ngựa bánh, hoa quế định thắng bánh ngọt, bông sen hạt sen bánh. Ngừng, không cần báo tên món ăn, liền ngươi vừa rồi nói kia mấy thứ. Đồng dạng cho ta đến 4 khối, không, 6 khối đi, bọc lại ta mang đi. Tuân lệnh. Vân An nghĩ, đồng dạng 4 khối có lẽ đủ chính mình ăn. Bất quá Vân An muốn cho Lâm Bất Tiện cũng mang một phần nếm thử tươi sống, xem nàng mảnh khảnh dáng người kia, khẩu vị khẳng định cũng không lớn, đồng dạng 2 khối liền đủ nàng ăn. Vân An cảm thấy như Lâm Bất Tiện cái loại này siêu cấp bạch phú Mỹ, khẳng định sẽ không ăn loại này quán ven đường, muốn ăn cái gì trong phủ đầu bếp liền cho nàng làm, căn bản không cần đi bên ngoài mua, nhưng quán ven đường niềm vui thú cho dù là bạch phú Mỹ cũng hẳn là thể nghiệm, dù sao hai người còn muốn cùng một chỗ sinh sống một đoạn thời gian đâu. Rơi xuống ấn tượng một cái ăn mảnh cũng không hay. Tính tiền đi ra, Vân An dẫn theo tiểu bánh ngọt lại đi dạo vài cửa hàng, cuối cùng đem lúc trước tiếc nuối đền bù cái triệt để, đồng thời cảm thán có tiền thật tốt, Vân An hai cánh tay lên đã xách đầy bao lớn tiểu kiện, ăn, chơi, còn có một chút nhanh nhẹn linh hoạt đồ chơi, tất cả đều là 2 phần, một phần cho mình, một phần cho Lâm Bất Tiện. Tổng cộng bỏ ra không đến 5 lượng bạc, Vân An dự định lần sau ra tới lại ngao du cửa hàng đồ sứ. Tùy tiện đào chút gì đó đặt ở không gian mang về,
đều là một bút tài phú không nhỏ. Tính toán trong ngực còn dư lại bạc, nhìn xem canh giờ cũng không xê xích gì nhiều, Vân An hướng phía trên bản đồ chỗ đánh dấu bắt mắt nhất đi đến, hiệu cầm đồ thông quản. Vân An là tháng 5 ngày rằm đại tập ngày đó đem kiếm của mình làm đến thông quản hiệu cầm đồ, hôm nay là mùng 9 tháng 7, đã qua kỳ hạn thu tiền phạt, nhưng khoảng cách nửa năm chết đương có còn có một đoạn thời gian. Tiến vào hiệu cầm đồ, Vân An một chút liền nhận ra ngày đó tiểu nhị Toàn Hải, cười nói, tiểu ca, ta đến chuộc đồ đạc của ta. Nói xong đem đồ vật trong tay phóng tới một bên trên ghế, móc ra biên lai cầm đồ. Toàn Hải căn bản không nhận ra Vân An, cười nhận lời nói, biên lai cầm đồ ngài mang theo ư. Vân An đem biên lai cầm đồ giao cho Toàn Hải, người kia chứng kiến biên lai cầm đồ, ai ôi. Một tiếng, ngẩng đầu nhìn xem Vân An, nhìn lại một chút biên lai cầm đồ, nhìn lại một chút Vân An, đầy mắt không thể tin. Khách quan, cái này biên lai cầm đồ ngài là chỗ nào cầm được? Cái này trương biên lai cầm đồ tiểu nhân nhận ra, cũng không phải khách quan mặc đồ này. Là một tên khất cái đúng không? Chính là ta, tháng 5 ngày rằm ngày đó, ta cầm gia truyền bảo kiếm, thay đổi một lượng bạc, nhớ ra rồi ư. Vân An cảm thấy cái này tiểu nhị rất tận chức tận trách, cười nhắc nhở hắn. Toàn Hải kinh ngạc nhìn xem Vân An, trong mắt xẹt qua một tia thấp thỏm lo âu, nói ra, khách quan, ngài. Đây là... A, ta gả. Thành thân, nương tử của ta đặc biệt có tiền. Ngươi xem một chút biên lai cầm đồ đúng hay không, đây là bạc, tiền vốn tăng thêm tiền phạt, ta tính toán đã qua, ngươi thẩm tra đối chiếu thoáng một phát, không có vấn đề xin đem kiếm của ta trả cho ta, đa tạ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hôm nay chương mới đã đến, cảm tạ mọi người đọc. Vân An, tư vị làm tiểu bạch kiểm thật tốt, Lâm bất tiện, viên cái gì viên A, hai nữ tử thế nào viên phòng A? Thỉnh quân mạc tiếu, A, người trẻ tuổi. Chương 26. Toàn Hải biểu lộ lập tức lại khôi phục bộ dáng nhiệt tình già dặn, cách lan can bằng gỗ hướng Vân An chắp tay, vừa cười vừa nói, ơ, đại hỷ sự, tiểu nhân chúc mừng công tử gia, chúc ngài cùng tôn phu nhân sớm sinh quý tử. Vân An sờ lên cái mũi, quý tử và Vân Vân coi như xong đi, không làm lộ liền cám tạ trời đất. Đa tạ, có thể đem kiếm của ta trả lại cho ta sao? Khách quan chờ một lát, cho tiểu nhân tính toán toán, lại kiểm tra thoáng một phát biên lai cầm đồ. Xin mời. Toàn Hải xuất ra bàn tính, lốc bốc gãy một mạch, lại đếm Vân An cho bạc, nói ra, bạc số lượng không kém, không nghĩ tới khách quan sẽ còn toán thuật, thật sự là chân nhân bất lộ tướng, lúc trước là tiểu nhân mắc vụng về. Toàn Hải những lời này, nghe vào trong tai Vân An cùng mắng chửi người không có gì khác nhau, giống như trước đó trong mắt hắn Vân An không biết số. Kỳ thật, Vân An trách quan Toàn Hải rồi, thời đại này giáo dục xa không giống hiện đại giáo dục như vậy phổ cập, thụ giáo dục đối không ít người đến nói là xa xỉ phẩm. Thêm nữa không có hiện đại khoa học kỹ thuật phụ trợ, để hết thảy thời gian hành động chi phí quá cao, cho nên nơi này người đọc sách học tập đều là hữu dụng, tri thức. Tức khoa cử khảo thi cái gì, bọn hắn liền học cái đó, đây mới là sách thánh hiền, trừ hộ bộ cách mỗi nhiều năm sẽ đặc biệt chiêu một nhóm người toán thuật đặc biệt tốt đến hộ bộ nhậm chức bên ngoài, triều đình khoa cử là không khảo thi số học. Vân An đến bây giờ cũng còn không có phát hiện, nàng mặc dù biết chữ không nhiều lắm, nhưng dự trữ số lượng kiến thức của nàng là người nơi này xa không thể bằng, mặc dù không xuất ra những danh ngôn thiên cổ của tiên hiền ở trái đất, chỉ là tính nhẩm hai hạng này, Vân An liền so tuyệt đại đa số người mạnh hơn nhiều lắm. Toàn Hải thu hồi bạc, đối Vân An nói, khách quan, ngài kiếm là kiện bảo vật, một mực gác cao ở nội đường, tiểu nhân cái này đi lấy, xin chờ một chút. Tốt, đã làm phiền ngươi. Đại khái thời gian sau một chén trà công phu, Toàn Hải bưng lấy một phương hộp dài đi ra, cuốn bột lộ đài đem hộp dài giao cho Vân An, nói ra, khách quan, đây là ngài cầm vật, ngài cầm chắc. Ta trước tiên đem những thứ này bánh ngọt đặt ở đây, chờ ta đem hộp kiếm giao cho ta bằng hữu đảm bảo, rồi trở về cầm. Vân An mua thứ đồ vật nhiều lắm, lại bưng lấy hộp kiếm căn bản cầm không được, nàng quyết định trước tiên đem trường kiếm phóng tới trong không gian, rồi trở về lấy những vật này. Ngài mời. Vân An bưng lấy hộp kiếm đi vào một chỗ phố nhỏ yên lặng, mở ra hộp dài lấy kiếm bên trong ra. Cái này hộp quá chiếm không gian, không cần phải giữ lại. Kiếm vẫn là lúc trước kiếm, chui kiếm vỏ kiếm giống nhau như đúc. Vân An cầm chặt chui kiếm lẩm bẩm nói, vì ngươi nha, ta ngậm bao nhiêu đắng. Hiện tại ta ăn mặc không lo, ngươi về sau cũng đừng nghĩ lại thấy ánh mặt trời. Nói xong, Vân An kéo động kiếm chui rút ra trường kiếm, một giây sau Vân An trợn tròn mắt. Cái này không đúng. Vân An nhìn vỏ kiếm cùng chui kiếm, cùng mình lúc trước thanh kia giống nhau như đúc, nhưng chất lượng lưỡi kiếm này như thế nào so với thanh kia của mình tối không ít đâu. Vân An trường kiếm là thép chế, trên trái đất thép chế phẩm rất nhiều, mọi nhà đều có dao phay chính là,
chất lượng thép chế phẩm Vân An rất quen thuộc, nhưng thanh kiếm trước mắt này xem xét cũng không phải là thuần cương chất liệu, giống như xen lẫn một loại kim loại nào đó khác rèn ra. Coi như oxy hóa cũng không có nhanh như vậy a. Vân An sợ gây ra ô long, còn điều ra trước đó VCR so sánh một chút, cuối cùng cho ra một cái kết luận, kiếm bị đánh tráo, thanh kiếm này không phải thanh mình cầm kia. Vân An tức sùi bọt mép, dẫn theo trường kiếm phong phong hỏa hỏa về tới hiệu cầm đồ, phanh một tiếng đem trường kiếm vỗ vào trên quầy, nhìn chằm chằm Toàn Hải, hỏi, chuyện gì xảy ra? Toàn Hải cười hỏi, khách quan ngài đây là thế nào? Ngươi xem thật kỹ một chút thanh kiếm này. Đây không phải ta ngày đó cầm cố thanh kia, các ngươi có ý tứ gì? Khách quan, cũng không dám nói như vậy, chúng ta hiệu cầm đồ thông quản là hiệu cầm đồ danh dự tốt nhất toàn Yến quốc, ngài có nóng nảy hướng về phía tiểu nhân vung không sao, cũng không thể làm bẩn chúng ta lão biển. Vân An liên tục nói mấy cái, hảo, chữ, một chút rút ra trường kiếm để tại trên quầy, cả giận nói, ngươi xem một chút thanh kiếm này, thân kiếm đục ngầu còn mang theo một tầng màu xanh đen, ở đâu là thanh kiếm kia của ta? Đây rõ ràng là ngươi ngụy tạo, bởi vì các ngươi nơi này không cách nào tạo ra lửa nhiệt độ cao như vậy, dẫn đến thép độ tinh khiết không đủ, rèn đồ vật bên trong đều là tạp chất. Ta thanh kiếm kia tuyết trắng, sáng ngời, giơ lên đều có thể dùng làm tấm gương, làm sao lại cùng là một thanh được. Toàn Hải mặt không đổi sắc, già dặn tiếp lời nói, khách quan ngài xem. Nói xong đem biên lai cầm đồ từ trong ngăn kéo tìm được, đẩy lên trước mặt Vân An, từng chữ thì thầm, thiên cường năm 28, tháng 5 ngày rằm, thu một thanh hung khí, kiếm dài 2 thước 7 tấc, kiếm rộng 1 tấc 2 phân, vỏ kiếm bằng gỗ, gia sử dụng khỏa chi. Đổi một lượng bạc, đương sống. Người xem cái này biên lai cầm đồ, muốn hay không tiểu nhân cầm cây thước cho ngài tự mình đo đạc, cái này không đúng chỗ nào rồi. Vân An bị tức giận sôi lên, còn chưa chờ mở miệng, Toàn Hải vừa chỉ trên tường dán hai hàng chữ, nói ra, tiền vật tại chỗ kiểm nghiệm, rời quầy không chịu trách nhiệm. Khách quan, ngài vừa rồi cũng ôm kiếm đi ra ngoài một hồi lâu như vậy đâu, người miệng hai tấm da, cao thấp đụng một cái, người nói chúng ta đánh tráo. Đến cùng là chuyện gì xảy ra còn không biết đâu. Vân An giận quá phản cười, hoàng xem một vòng, nhìn thấy quầy hàng một bên có tấm che, xốc lên liền có thể đi vào, Vân An không nói hai lời đá văng tấm che vọt tới trước mặt Toàn Hải, hai tay cầm lấy vạt áo Toàn Hải hướng sau lưng trên kệ một đập, cả giận nói, các ngươi trưởng quầy đâu? Còn trốn không chịu trách nhiệm. Thiếu cùng ta dùng bài này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Hai ta trong nội tâm ai cũng minh bạch, nhưng là có một số việc, ta minh bạch, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch. Thanh kiếm kia xuất hiện ở nơi đây, đối với các ngươi bất luận kẻ nào đều không có chỗ tốt, ngươi làm loại này đối lý sự tình, sẽ không sợ lọt vào liên lụy tử tôn báo ứng ư. Hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó, có lẽ trước mắt đối nhân loại thời không này ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu là để một kiện không nên xuất hiện ở thời không này, vật phẩm thời đại này truyền lưu xuống dưới, trăm ngàn năm sau liền có khả năng thay đổi lịch sử vốn có của thời đại này. Vân An đột nhiên cảm thấy rất ngột ngạt, vì không để cho thời không này mang đến phiền toái, nàng một nữ thanh niên vừa tốt nghiệp đại học, đến bến tàu cùng một đám hán. Tử khiên gần một tháng bao tải, nếu không phải ở rễ Lâm Phủ nói không chừng chính mình lại muốn đi khiên bao tải thêm một tháng, mới có thể chuộc kiếm, kết quả đâu? Kiếm của mình sớm đã bị người ta cho đánh tráo, mình vì đám người này hành hạ như thế đến cùng mưu đồ gì đâu? Còn không bằng lúc trước trực tiếp đổi mấy trăm lượng bạc, cầm lấy tiền xa chạy cao bay, cũng sẽ không có đến tiếp sau sự tình, cũng sẽ không dùng nữ tử chi thân đi sắm vai con rể nhà người ta. Nghĩ tới đây, Vân An hận không được, mang theo Toàn Hải vạt áo, cạch cạch cạch, lại đi trên kệ đụng ba cái. Trên kệ trưng bày đều là chút cầm tạm vật quý báu, dùng để bán ra, giá đỡ một trận lay động, phía trên một tôn san hô cùng một cái bình hoa mất đi cân bằng, rơi trên mặt đất, nát. Toàn Hải mặt mũi trắng bệch, hai thứ đồ này hắn nhưng không thường nổi, vì vậy bắt được tay Vân An, treo lên, người đâu mau tới. Có người nện cửa hàng. Ném hỏng hai kiện bảo vật ca, hảo một cái ác nhân cáo trạng trước, được, thư kiện đúng không? Nương tử của ta gia vừa vặn cho ta làm hộ khẩu, chúng ta đi gặp quan. Không khéo chính là. Đổng trưởng quầy cũng không ở bên trong cửa hàng, hắn tham gia tiệc đại hôn của Lâm Tứ tiểu thư cùng Vân An, cũng là người duy nhất trong tiệm cầm đồ này nhận ra Vân An. Nghe được Toàn Hải tiếng la, hậu đường tất cả tiểu nhị cùng nhau chộp lấy gia hỏa vọt ra, một người trong đó không nói lời gì xoay tròn gậy gộc hướng Vân An phía sau lưng gõ đi qua, Vân An bị Toàn Hải liều mạng bắt lấy, trốn tránh không kịp bị đánh một cái, đau nàng nhe răng trợn mắt. Lần này Vân An triệt để nổi giận, gương mặt lạnh lùng quét nhìn một vòng, nói ra, đánh nhau đúng không? Đi, không chỉ có một bên khác, Lâm Tứ tiểu thư ngay tại tiếp đãi trưởng quỷ hiệu cầm đồ thông quản, Đổng đại tang.
nói, là cùng một sự kiện, phía sau bức rèm che, luôn luôn gợn sóng không sợ hãi Lâm Tứ tiểu thư đôi mi thanh tú trói chặt, trong đôi mắt nhúc nhích ngọn lửa, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Đổng trưởng quầy nơm nớp lo sợ đứng ở vị trí có hơn 5 bước bên ngoài bức rèm che, đầu cũng không dám ngẩng lên. Mới mấy ngày không có chú ý đến người bên kia, lại làm ra chuyện như vậy. Hiệu cầm đồ thông quản từ lúc tổ phụ còn sống đã là sản nghiệp Lâm gia, trải qua đời thứ ba giao đến trên tay của ngươi, lại làm ra như thế ác tha hoạt động. Đổng trưởng quầy giơ lên tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán, Lâm Tứ tiểu thư này ngày bình thường bất ôn bất hỏa, lời nói cũng không nhiều, có thể di động khởi phẫn nộ thế bức nhân. Đổng trưởng quầy lấy lệ nói một hồi, nói ra, khởi bẩm Tứ tiểu thư, là từ Đường Tam thiếu gia. Hắn nghe nói Ninh Vương điện hạ thích nhất hung khí, ngày ấy liền dẫn người đến bên trong cửa hàng đi tìm bảo vật có thể vào mắt, thanh kiếm kia Tam thiếu gia liếc thấy trúng, cái này. Tam thiếu gia nóng nảy, Tứ tiểu thư là biết rõ đấy, lại nói chúng ta cửa hàng ở bên trong có chi kia mà cổ, tại Tam thiếu gia trước mặt, tiểu nhân bất quá là hạ nhân mà thôi. Tiểu nhân đã báo cho Tam thiếu gia đây là vật cầm cố của khách nhân, nhưng Tam thiếu gia sau khi nghe xong thanh kiếm kia là của tên thất cái, không nói hai lời đem kiếm cầm đi. Đổng đại tang trong miệng vị kia từ Đường Tam thiếu gia, là Lâm Tứ tiểu thư từ huynh, cái gọi là từ huynh, là lấy chung từ đường, cùng tổ phụ nhưng khác biệt phụ thân cùng thế hệ huynh trưởng xưng hô. Cũng chính là vị Tam thiếu gia này gia gia, cùng Lâm Bất Tiện gia gia là cùng cha thân huynh đệ, không xa cũng không gần thân thích, nghe được chính mình vị này từ huynh, Lâm Bất Tiện liền rất cảm thấy đau đầu, chậm lại thanh âm hỏi, thanh kiếm kia hiện tại nơi nào? Cái này. Tiểu nhân nghe nói Ninh Vương điện hạ hôm nay đã khởi giá hồi đất phong, dựa theo Tam thiếu gia hấp tấp cá tính, thanh kiếm kia chỉ sợ đã hiến cho Ninh Vương điện hạ rồi. Lâm Bất Tiện đã trầm mặc, còn chưa chờ nàng tái mở miệng, ngoài cửa truyền đến Lâm Phúc thanh âm, Tứ tiểu thư, nô tài Lâm Phúc, có chuyện quan trọng bẩm báo. Lâm Bất Tiện hơi nghiêng đầu, đứng ở một bên Từ Nghi hướng phía cửa đi tới, một lát sau Từ Nghi trở lại bên người Lâm Bất Tiện, thấp giọng thì thầm nói, tiểu thư, là nha môn bên kia sai người tới đây thông truyền, nói là nhà chúng ta cô gia đến chúng ta quý phủ sản nghiệp ở bên trong nháo sự, đập phá không ít thứ đồ vật, còn cùng bọn tiểu nhị đánh một trận, nói là cô gia cũng bị thương, lại để cho chúng ta phái người đi một chuyến đâu. Nghe được Vân An bị thương, Lâm Bất Tiện giật mình trong lòng, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, bốn bề yên tĩnh Lâm Tứ tiểu thư lại cũng có thời điểm không thể ngồi ngay, Từ Nghi lại nhỏ giọng hỏi, có hay không phải kém Lâm Phúc đến nha môn đi một chuyến, đem cô gia cho tiếp trở về. Lâm Bất Tiện trả lời không chút suy nghĩ, chuẩn bị ngựa xe, ta tự mình đến nha môn đi một chuyến. Vâng. Lâm Bất Tiện không rõ Vân An làm sao sẽ đi nhà mình cửa hàng ở bên trong nháo sự, nhưng nàng biết rõ tình huống nhà mình cửa hàng, mỗi gian phòng cửa hàng ở bên trong đều thuê mấy cái cường tráng hảo thủ chuyên môn ứng đối đột phát sự kiện, Vân An dù sao cũng là nữ tử, dưới những nhân thủ kia cuối cùng vẫn không có khả năng chiếm được tiện nghi, Lâm Bất Tiện rất lo lắng, trong đầu thậm chí đã hiện lên hình ảnh Vân An bị đánh gãy tay chân. Ngươi về trước đi, chuyện này cho ta bẩm báo phụ thân lại làm định đoạt. Sau khi trở về thay ta cho Đường Thúc đưa phần bái thiếp, nói 3 ngày sau ta đến nhà bái phỏng. Vâng, Lâm Bất Tiện vội vàng lập tức leo lên xe, hướng nha môn tiến đến, mà đi ra Lâm phủ một tiễn Đổng Đại Tang cũng nhìn thấy tiểu nhị đang đợi mình, tiểu nhị chứng kiến Đổng Đại Tang, bước nhanh đi tới, khóc lóc kể lể nói, trưởng quầy, nhà chúng ta hiệu cầm đồ có người cho đập phá, hung thủ đã đưa quan, tiểu nhân liều chết đến bẩm báo, ngài nhanh đi nha môn một chuyến a. Bên ngoài trên kệ tất cả vật cầm tạm đáng tiền đều bị vị kia cho đập nát, còn bị thương chúng ta 7-8 cá. Y tiểu nhị, nếu không phải tiểu nhân chạy trốn nhanh, chỉ sợ cũng không thể tới thấy ngài. Tiểu nhị nói ủy khuất, nâng lên tay áo bụng mặt, ô ô ô khóc lên. Cái kia trên kệ chết đương, cái nào không đáng 1800 lượng, lần này cho đập phá, cho dù muốn mạng của bọn hắn cũng không thường nổi a. Cửa nha môn, Lý Tri Phủ ngồi ngay ngắn ở phía sau đại án, bất động thanh sắc mà nhìn hạ Đường chi nhân. Lý Thanh Sơn nhận ra Vân An, nhưng hắn cũng không có làm rõ, cũng không có thẩm án, chẳng qua là âm thầm nói cho nha dịch đi thông tri Lâm Phủ. Loại tình cảnh đại thủy trùng Liễu Long Vương miếu này, Lý Tri Phủ làm quan nhiều năm hay là lần thứ nhất thấy. Đại thủy trùng Liễu Long Vương miếu, người nhà mình đánh người nhà mình. So sánh cho tình cảnh người cùng một nhà, không quen biết nhau mà xảy ra hiểu lầm. Trên mặt đất nằm một loạt tiểu nhị, trên mặt, trên người từng cái mang theo tổn thương, y y nha nha kêu. Cũng không biết là diễn a, vẫn là đau thật. Về phần người khởi xướng, trên mặt cũng chảy máu, khóe miệng cùng hốc mắt cũng thanh, bị đánh bầm mắt cười mỉm, tóc cũng rối loạn, tay áo cũng bị xé toang một đầu, thẳng tắp đứng tại nội đường mặt lộ vẻ quật cường, không nói một lời, càng không hô qua một câu đau. Nhìn chút nằm trên mặt đất tiểu nhị,
cái nào không thể so với hắn cường tráng. Lý Tri Phủ rất cảm thấy ngạc nhiên, người ở rễ Lâm Phủ này, thật là có vài phần bản lĩnh. Trên công đường hắn gặp quá nhiều người yếu thế tranh thủ đồng tình, giống như vậy không kiêu ngạo không xiểm định, một thân ngông nghênh, còn chưa bao giờ tại trên người một tên khất cái bái kiến. Nha dịch một đường chạy chậm bẩm báo nói, Tri Phủ đại nhân, Lâm Tứ tiểu thư đến. Cho mời. Vừa nghe nói Đông Gia đã đến, nằm trên mặt đất những cái kia tiểu nhị giống như uống máu gà, riêng phần mình ôm thương thế của mình lăn lộn trên mặt đất, lớn tiếng hô đau. Vân An cũng xoay người qua, trên mặt quật cường cùng lạnh như băng thần sắc tiêu tán, lộ ra ủy khuất biểu lộ. Lâm Tứ tiểu thư đi vào công đường, liếc mắt liền thấy được tóc rối tung, quần áo không chỉnh tề, ôm mắt thanh Vân An, âm thầm thở dài một hơi, khá tốt, không có giống tưởng tượng của mình nghiêm trọng như vậy, nhìn thấy người nhà, Vân An là triệt để không kềm được, biểu môi một cái, nện bước toái bộ đi vào trước mặt Lâm Bất Tiện, nắm lên một cái tay Lâm Bất Tiện lắc, ủy khuất lắp bắp nói, nương tử, bọn hắn tham ô ta bảo vật gia truyền, còn đánh ta, ngươi muốn cho ta làm chủ. Ô ô ô, ngươi xem bọn hắn đánh cho ta, 7-8 cái nam đinh đánh một mình ta, không biết xấu hổ. Ta mua cho ngươi tiểu bánh ngọt đều bị bọn hắn cho đạp nát, ta cũng còn chưa từng ăn đâu, nương tử. Lâm Bất Tiện mặt đằng thoáng một phát triệt để đỏ lên, bầu không khí bên trong công đường, một lần rất xấu hổ, rất xấu hổ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hôm nay chương mới đã đến, chương sau có khâu bôi thuốc. Vân An, nương tử anh, ngươi xem bọn hắn đánh ta. 7-8 cái bất đồng thương thế tiểu nhị. Mở cặp mắt của ngươi ra xem thật kỹ một chút, làm người đi. Lâm Bất Tiện. Vân An, ta thật bị ngươi ngượng lấy. Chương 27. Bọn tiểu nhị từng cái từ dưới đất bò dậy, không thể tin vào hai mắt của mình cùng lỗ tai, người này vừa rồi gọi Đông Gia là cái gì, nương tử, Lý Tri Phủ hắn giọng một cái, vất vả hắn tuổi đã cao còn muốn mắt thấy tình cảnh như thế, chẳng qua làm lạc thành quan phụ mẫu, đã có người đánh trống kêu oan tình tiết vụ án liền không thể không thẩm tra xử lý, gặp người đều đến đông đủ, Lý Tri Phủ vỗ kinh đường một, nói ra, yên lặng. Lâm Bất Tiện đỏ mặt thấp giọng nói, ngươi trước tiên buông lỏng tay ra, có cái gì về đến nhà lại nói. A, tốt. Vân An biết nghe lời phải, Lâm Bất Tiện đi về phía trước mấy bước quỳ đến công đường, nói ra, dân nữ Lâm Thị, tham kiến Tri Phủ đại nhân. Miễn lễ, người tới a, dọn chỗ. Tạ đại nhân. Từ Nghi đỡ lấy Lâm Bất Tiện đứng dậy, viện nàng ngồi xuống một bên ghế, Lý Tri Phủ hắn giọng một cái, nói ra, hạ đường, tiểu nhị hiệu cầm đồ thông quản, cáo trạng có người đến bên trong cửa hàng kiếm chuyện gây hấn, đập hư một số vật cầm cố, tổn thất tương đương 1.300.000 lượng bạc ròng. Có phải thế không? Lý Tri Phủ nhìn về phía tiểu nhị dưới công đường phát ngốc, hỏi Vân An vừa nghe đến mức, rụt cổ một cái, ánh mắt không khỏi hướng Lâm Bất Tiện nhìn lướt qua, suy tính dựa theo giá cả triều đại này. 1.000 lượng bạc ròng tương đương 66.000 mao gia, 660.000 nhân dân tệ, tầm 2.363.000 Việt Nam đồng, kia 1.300.000 lượng chính là 858.000. Sơ sơ gần 31.000.000 Việt Nam đồng thôi à, Vân An hít vào một ngụm khí lạnh, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng nếu là biết trên kệ đồ vật như thế đáng tiền, thời điểm đánh nhau nói cái gì cũng phải cách giá đỡ xa một chút a, mà lại. Cái này cũng không thể chỉ trách nàng. Mấy cái kia tiểu nhị tại thời điểm thay phiên gậy gỗ đánh người, còn đập nát không ít thứ đâu, Vân An chột dạ nhìn xem Lâm Bất Tiện, nghĩ thầm, nói là ở rễ, nhưng chính mình là một tên giả mạo, kết hôn ngày thứ hai liền cho người ta đâm như thế cái sọc lớn, nhưng làm thế nào, Lâm Bất Tiện vẫn luôn yên lặng quan sát Vân An, tự nhiên không có lọt mất Vân An biểu lộ biến hóa, làm nàng nhìn thấy chẳng qua trong chớp mắt, Vân An biểu lộ liền chuyển biến nhiều. Lần, từ chấn kinh, đến chột dạ, lại đến mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Đến cuối cùng đen nhánh con mắt bắt đầu hướng lên trở mình, rõ ràng là đang suy tư đối sách gì, hỉ nộ hiện ra sắc là thương nghiệp tối kỵ, bởi vì cái gọi là hòa khí sinh tài, làm một thương nhân, cho dù là trong lòng giận không kềm được, trên mặt cũng phải cười. Cho dù là lòng có tính toán, cũng phải biểu hiện một mặt thẳng thắn, giống Vân An dạng người này đem cái gì đều viết lên mặt, phóng tới trong thương trường một ngày không biết muốn bị người khác tính toán đi bao nhiêu lần đâu, cái này 8 lượng bạc đối Lâm Phủ đến nói, chẳng qua là chín trâu mất sợi lông. Nện cũng liền nện, nhưng Lâm Bất Tiện nhớ lại vừa mới Vân An nói. Hiệu cầm đồ tựa như là tham ô nàng bảo vật gia truyền. Chuyện này vẫn là muốn truy cứu, nuốt riêng khách nhân cầm cố vật là hiệu cầm đồ tối kỵ, truyền đi, chiêu bài hiệu cầm đồ thông quản liền nện, nhìn xem Vân An bộ dáng chật vật, Lâm Tứ tiểu thư than nhẹ một tiếng, nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất tiểu nhị, trong mắt ý cảnh cáo không cần nói cũng biết, loại kiện cáo dân gian không liên quan đến nhân mạng, quan phủ phần lớn là không ai cáo trạng liền không để ý tới. Chỉ cần tiểu nhị không còn tố tụng,
trận này kiện cáo coi như kết, bên này sương, vâng. An thật sâu cảm thấy án này liên quan đến kim ngạch quá khổng lồ, không phải mình có khả năng tiếp nhận, hơn nữa mình cũng không có mặt mũi nào đi làm cho thê tử trên danh nghĩa của mình đi hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả, càng nghĩ Vân An quyết định chủ động xuất kích. Đại nhân, tiểu dân có lời muốn nói. Ồ, ngươi giảng. Một cây làm chẳng nên non, ta mặc dù là bị cáo, nhưng chuyện này sự tình ra có nguyên nhân, là bởi vì hôm nay thời điểm tiểu dân đi hiệu cầm đồ thông quản chuột về kiếm của ta bảo vật gia truyền, phát hiện bảo vật bị tiểu nhị hiệu cầm đồ cho đánh tráo, tiểu dân dưới cơn nóng giận cùng tiểu nhị phát sinh tranh chấp, về sau bọn hắn ỷ vào người đông thế mạnh trước dùng vũ khí đập nện phần lưng của ta, tiểu nhân là xuất phát từ tự vệ mới động thủ, trong lúc đánh nhau không rảnh bận tâm đến mức đập nát một vài thứ. Lý Tri Phủ cầm qua vật chứng bên trên đại án, chính là thanh kiếm của Vân An bị đánh tráo kia, nói ra, người nói thế nhưng là thanh kiếm này. Vâng. Lâm Bất Tiện nhìn thấy trường kiếm một khắc này, tất cả đều minh bạch, đôi mắt đẹp lưu chuyển, lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc. Thanh kiếm này nàng là gặp qua, như Vân An nói tới đích thật là bị đánh tráo, chỉ là... Lâm Bất Tiện làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mắt người này nữ giả nam trang ở rễ đến trong nhà mình, lại chính là tên khất cái ngày ấy trên đường gặp phải. Đúng, chính là thanh này. Lâm Bất Tiện bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào bên người Vân An, nói khẽ, việc này. Hồi phủ bàn lại như thế nào? Vân An hướng Lâm Bất Tiện bên người đụng đụng, thấp giọng trả lời, hơn 1 vạn lượng bạc đâu, bọn hắn là phía bên sai lầm, nói rõ chúng ta có lẽ có thế ít bồi thường một chút, ngươi biết hay không a? Lâm Bất Tiện bất đắc dĩ nhìn qua Vân An, đối lại trong đôi mắt chân thành lo lắng cùng áy náy của đối phương, Lâm Bất Tiện lòng có cảm giác vạn lượng bạc. Đối với Lâm Phủ đến nói bất quá là tham gia một hồi yến hội tiền biếu mà thôi, nhưng phóng tới trước mặt người trước mắt này, có lẽ là cả một đời đều dùng không hết số bạc. Lâm Bất Tiện hiểu, Vân An đây là không nghĩ cho Lâm Phủ gây phiền toái, người này biết mình không có năng lực bồi thường, khoản bạc này vẫn là muốn từ Lâm Phủ bỏ ra, đã có. Thế như Vân An nói, nếu không phải hiệu cầm đồ đi đầu đánh tráo nàng bảo vật gia truyền, như thế nào lại có sự tình phía sau đâu, trùng hợp Vân An thanh trường kiếm kia Lâm Bất Tiện từng nhìn thấy. Nói là giá trị liên thành cũng không đủ, sao là chỉ là 1 vạn lượng bạc có thể mua được, nhưng nàng trông coi bảo vật, tình nguyện hành khất cũng không muốn dùng bảo vật gia truyền đổi lấy phú quý sinh hoạt, đổi 1 lượng bạc cũng chẳng qua là vì khẩn cấp, nói cho cùng, là hiệu cầm đồ thông quản, là Lâm gia phạm sai lầm trước chế. Vân An lại muốn nói, Lâm Bất Tiện lo lắng sự tình nuốt riêng vật cầm cố tuyên dương ra, giật giật Vân An tay áo, kêu, tướng công. Vân An trừng mắt nhìn, tự mình làm hơn 20 năm cô nương, còn là lần đầu tiên bị xưng hô như thế đâu, trong lòng giống như là bị lông vũ phá như vậy một chút. Làm sao rồi? Lâm Bất Tiện mở ra cái ánh mắt khác, thấp giọng nói, hiệu cầm đồ thông quản, là sản nghiệp Lâm gia chúng ta. Chuyện này, trước tạm gác lại được chứ? Ta chắc chắn trả lại ngươi một cái công đạo. Hả? Ngươi nói nhà này hiệu cầm đồ là nhà ngươi? Vân An thanh âm cao mấy cái âm lượng, Lâm Bất Tiện đỏ mặt nhẹ gật đầu. Một bên khác, tiểu nhị dập đầu như giả tỏi, cao giọng bẩm báo nói, hồi thanh thiên đại lão gia, là tiểu nhân. Chúng tiểu nhân sai, hiểu lầm một trận, mong rằng lão gia minh xét. Lý Tri Phủ vuốt vuốt sợi râu, vỗ kinh đường một, nói ra, người cáo trạng đã rút đơn kiện, án này như vậy chấm dứt, bãi đường. Lâm Bất Tiện nhìn thấy Vân An trên trán một khối đỏ ngầu, còn dính chút bụi đất, thương tiếc Vân An lấy nữ tử chi thân tiếp nhận những cái này, từ ống tay áo móc ra khăn lụa vì Vân An lau đi bụi đất, ôm nhu nói, hồi phủ a. Tốt. Ngươi còn có thể đi a? Ngươi yên tâm, ta còn tốt. Từ Nghi, đỡ cô gia. Vâng. Lên xe ngựa, bên trong toa xe chỉ có 2 người, Vân An còn như bảo bảo hiếu kỳ đồng dạng nhìn xem Lâm Bất Tiện, hỏi, nhà kia hiệu cầm đồ thật là ngươi a? Thật xin lỗi a. Ta không nên nhất thời xúc động, nện ngươi nhiều đồ như vậy, ta. Vân An vốn muốn nói bồi thường, một ước lượng mình cái này tiểu thân bản sự, chỉ sợ cũng không thường nổi, người nghèo chí ngắn, phụ trách lời nói đều nói không nên lời. Thôi, việc đã đến nước này, chẳng qua là chút vật ngoài thân, ngược lại là ngươi. Lâm Bất Tiện than nhẹ một tiếng, dùng cực nhẹ thanh âm tiếp tục nói, ngươi một nữ tử, có thể nào lỗ mãng như thế? Trong tiệm cầm đồ những cái kia tiểu nhị đều là cực hạn hảo thủ, có chuyện gì không thể dùng trí. Cho dù, Lâm Bất Tiện lại nghĩ tới thanh kiếm kia của Vân An, sự tình không giống như là Đổng Đại Tan giảng thuật đơn giản như vậy. Liền làm hàng nhái lừa gạt người đều làm tốt, chắc là đã sớm chuẩn bị rồi. Nếu là thanh kiếm này không phải thuộc về Vân An, sợ là đến cuối cùng khách hàng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Lâm Bất Tiện mắt phượng rung lên,
lại nháy mắt trở về bình thản. Chuyện này không thể trách Vân An, suy bụng ta ra bụng người, quý giá như thế chi vật bị đánh tráo, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ không thể nào tiếp thu được đi. Lâm bất tiện nhìn Vân An một chút, hỏi, đau không? Ai ngờ mới vừa rồi còn thẳng thắn cương nghị Vân An, nghe được Lâm bất tiện hỏi như vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức suy sụp, ai u một tiếng, ngã vào trên chỗ ngồi xe ngựa, hét lên, thật sự là loạn côn đánh chết lão sư phó, nhà các ngươi tiểu nhị xuống tay cũng quá mạnh, bị ngươi như thế nhắc đến, ta cái kia chỗ nào đều đau lên. Lâm Phúc, hỏa tốc hồi phủ. Vâng, tứ tiểu thư. Xe ngựa lần nữa gia tốc, Lâm bất tiện đối Vân An nói ra, hồi phủ mời Lan Trung đến cho ngươi nhìn một cái, tuyệt đối đừng để bị nội thương. Vân An chống đỡ bàn nhỏ ngồi dậy, khoát tay áo, nói ra, không được, ngươi quên rồi. Nói chỉ ngực của mình, Lâm bất tiện bỗng nhiên tỉnh ngộ, úp úp mở mở nói, kia, làm sao bây giờ? Ta đoán chừng chính là một chút vết thương ngoài da, trở về ngươi giúp ta xác chút thuốc rượu là được. Tốt. Trở lại Lâm phủ, Từ Nghi muốn đi mời đại phu, bị Lâm bất tiện cự tuyệt, ngươi đi trước cầm chút kim sang dược, hóa ứ rượu đưa đến trong phòng ta. Vâng. Từ Nghi đem đồ vật Lâm bất tiện muốn đưa tới, nhìn thấy nhà mình cô gia chỉ mặc một bộ quần áo trong nằm lì ở trên giường hừ nhẹ. Tiểu thư, nô tỳ tới đi. Không cần, ngươi lui xuống trước đi đi. Vâng. Trước khi Từ Nghi tiến đến Vân An đã đem mô phỏng nửa người trên da nam tử cho thu lại, nghe được tiếng đóng cửa, Vân An ngồi dậy, cởi xuống quần áo trong cùng áo ngực thể thao của mình một lần nữa nằm lì ở trên giường, đem bộ lưng tuyết trắng lộ cho Lâm bất tiện, Vân An đem cái cằm chống đỡ tại trên gối, nói ra, lão Lâm, chúng ta đã nói trước a, bôi thuốc về bôi thuốc, ngươi cũng không thể đối ta lên tâm tư khác, lương y như từ mẫu đâu. Lâm bất tiện đôi mi thanh tú cau lại, nói ra, ngươi ta đều là nữ tử, ta có thế có gì tâm tư? Nữ tử thế nào? Ta vẫn là lesbian đâu. Vân An nói lầm bầm. Ngươi nói cái gì? Không, ngươi mau giúp ta nhìn xem, ta phía sau lưng có phải là bị bầm a, đau chết. Lâm bất tiện ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy bên trên bộ lưng tuyết trắng của Vân An giao thoa lấy 6-7 đạo bầm đen vết tích, trên bờ vai còn có một mảng lớn sưng đỏ, là bị đồ vật tựa như cái ghế cho ném ra đến. Suy nghĩ lại một chút tiểu nhị nằm bên trên nha môn, không khó tưởng tượng trận này giới đấu có bao nhiêu kịch liệt, một nữ tử cùng nhiều tên nam tử đánh nhau có thể là kết quả này, đã vạn hạnh. Lâm bất tiện đem hóa ứ rượu đổ vào lòng bàn tay, nhớ lại mình khi còn bé. Trật chân y nữ lời nói, y nữ nói, nhất định phải đem vết thương ứ sưng vò mở, kinh lạc đau nhất, liền sẽ không đau nhất. Lâm tứ tiểu thư nhớ lại y nữ thủ pháp, đem hóa ứ rượu bôi vân tại lòng bàn tay, xoa lên một chỗ tổn thương trên phần lưng của Vân An. Tuy nói các nàng đây đều là nữ tử, nhưng đây là Lâm tứ tiểu thư sinh thời lần thứ nhất như vậy thân mật đụng vào thân thể người ngoài, không khỏi có chút lúng cuống. Ôi! Ngươi đụng nhẹ. Vân An lớn tiếng kêu đau, không có người ngoài ở tại, Vân An cũng không lo được cái gì mặt mũi không mặt mũi, nàng nhưng thật ra là đối cảm giác đau thể chất phi thường mẫn cảm, bình thường không cẩn thận cắt vỡ ngón tay đều có thể đau đến đổ mồ hôi hột. Lâm tứ tiểu thư cuống quýt thu tay lại, hỏi, ta làm đau ngươi rồi? Không lạc là, ta này tương đối sợ đau. Lâm bất tiện lần nữa đè vào Vân An chỗ tím xanh, dùng lực lượng so trước đó nhỏ đi rất nhiều, vò trong chốc lát, Lâm bất tiện cảm giác được Vân An không là giả vờ, nàng thật nhiều sợ đau, mình lực lượng đã rất nhẹ, nhưng Vân An vẫn là không nhịn được phát run, trên lưng cũng ra một tầng mỏng mồ hôi. Lâm bất tiện trầm mặt thật lâu, nói khẽ, về sau, không nên lỗ mãng như thế. Ừm. Vân An rầu rĩ đáp ứng. Gặp chuyện phải lấy trí nghĩ biện pháp, thực sự không được. Cũng có thể lập tức hồi phủ tới tìm ta nghĩ biện pháp, ngươi đã nguyện ý lưu lại giúp ta, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, làm gì như thế đâu. Biết. T. Ngươi đụng nhẹ được hay không a? Đau. Trên lưng ứ sưng muốn vò mỡ, nếu không sẽ phải thêm đau mấy ngày đâu. Lâm bất tiện. Ngươi đây là trả thù. A, ngươi điểm nhẹ được hay không a? Vân An đau đập thẳng giường. Biết đau, lần sau liền sẽ không xúc động. Lâm tiểu thư, ngươi tuổi quá trẻ làm sao dài dòng như vậy? A. Ngươi điểm nhẹ. Canh giữ ở cổng Từ Nghi đỏ mặt, lặng lẽ rời đi. Lâm tứ tiểu thư khuê phòng cách âm rất tốt, nhưng Từ Nghi vẫn mơ hồ nghe được Vân An tiếng kêu, cái gì, đau, a, điểm nhẹ. Loại hình chữ, lâu chừng đốt nửa nén nhang, Vân An tiếng kêu đau đớn dần dừng, hóa ứ rượu dược hiệu tản ra, Vân An cảm giác phần lưng của mình ấm áp, phản phất ngâm trong suối nước nóng, dễ chịu cực, nàng hôm nay dậy thật sớm. Ở bên ngoài đi dạo đã hơn nửa ngày, lại cùng một đám người đánh một trận, thể lực đã tiêu hao không sai biệt lắm,
cứ như vậy nằm lì ở trên giường mơ mơ màng màng ngủ. Lâm bất tiện gọi Vân An hai tiếng, thấy đối phương không có đáp ứng, trên lưng sưng cũng tiêu, liền cầm qua dược cao bôi ở trên lưng Vân An, vì Vân An kéo lên chăn mình. Làm xong những cái này, Lâm tứ tiểu thư lắc lắc tay tê dại, đến sau tấm bình phong tẩy tay, lấy một quyển sách ngồi tại trước bàn đọc. Trước ngày hôm nay, Lâm tứ tiểu thư chưa hề làm qua những chuyện này, nhưng nàng chính là cá tính tận chức tận trách như vậy, cho dù không bắt được trọng điểm, cho dù tay đã chua, vẫn kiên trì đem sự tình mình đã bắt đầu làm tốt, làm xong. Trong khuê phòng, bầu không khí yên tĩnh, trên cái bàn tròn ánh nến tản mát ra cam hào quang màu vàng. Lâm tứ tiểu thư thẳng lấy thân eo, đắm chìm biển sách, Vân An thì nằm lì ở trên giường, ngọc chẩm đè xuống nửa bên mặt cong lên một khối, nhìn có chút đáng yêu. Đêm dần dần thâm trầm, liền lại là một ngày. Chương 28. Lâm tứ tiểu thư bất quá nhìn 7-8 trang liền ngừng lại, đem quyển sách trong tay khép lại, tiện tay để lên bàn. Nàng nhìn xem trước mặt một điểm ánh nến, lâm vào trầm tư. Màu cam ánh nến chiếu rọi trên mặt Lâm tứ tiểu thư, bao vây lấy thân hình mảnh khảnh của nàng, phát ra ấm áp vầng sáng. Ngày hôm nay Lâm bất tiện cũng không thể so với Vân An nhẹ nhõm nhiều ít. Lâm bất tiện có phụ thân là ngậm lấy vững chắc chìa ra đời nhị thế tổ, với tư cách con trai trưởng duy nhất thuở nhỏ liền không có áp lực. Đáng nói có được Lâm gia khổng lồ thương nghiệp đế quốc, dưỡng thành một tính tình bộ nhàn vân giả hạt. Từ 3 năm trước đây đem Lâm gia giao cho Lâm bất tiện trên tay về sau, Lâm uy liền đơn giản không hề hỏi đến công việc trong phủ. Tuy nhiên Lâm bất tiện khi làm ra quyết định trọng đại gì lúc trước đều muốn khiêm nói một câu, đợi ta báo cáo phụ thân lại làm định đoạt. Nhưng đến cuối cùng hơn phân nửa đều là Lâm bất tiện chính mình quyết định, tựa như hôm nay đối Đổng Đại Tang nói như vậy. Thời điểm nói ra những lời này, Lâm bất tiện cũng đã quyết định chủ ý, muốn đem lão trưởng quầy đi theo Lâm phủ 30 mấy năm thu xếp. Trận này Lâm phủ động lại rất nhiều sự vụ, Lâm bất tiện nhìn một ngày sổ sách, tinh thần có chút bất lực. Thế nhưng nàng không thể ngủ, còn có quá nhiều sự tình muốn đi cân nhắc. Vì cái nhà này, vì cái này nuôi sống mấy vạn người Lâm phủ, Đổng Đại Tang nhất định là muốn đuổi, mặc kệ nguyên nhân như thế nào. Chuyện này đã chạm đến Lâm bất tiện ranh giới cuối cùng, vô quy củ bất thành phương viên. Vô quy củ bất thành phương viên, không có quy củ thì chẳng thành nề nếp được. Về phần từ đường tam phòng bên kia, Lâm bất tiện cũng ý định 3 ngày sau đi bái phỏng một phen. Nghĩ tới đây, Lâm tứ tiểu thư trong nội tâm liền dâng lên một cổ u sầu. Chính mình cái vị kia tam từ huynh, tính tình quái đảng, ngôn ngữ ngã ngớn. Chính mình thân là một nữ tử, mỗi lần cùng hắn ở chung đều chưa phát giác ra đang lúc rơi xuống hạ phong. Đường bá phụ lại là sủng ái nhất đứa con trai này, nói không chừng lại muốn đụng tới một trận mềm cái đinh. Lâm tứ tiểu thư không khỏi đem ánh mắt quăng đến trên người Vân An. Người này ngủ rất say, ngũ nhan tinh khiết như hài đồng, nhưng ai có thể nghĩ tới chứ, chính là một người như vậy có thể cùng 7-8 cái nam tử hàm đấu một hồi mà không rơi vào thế hạ phong. Nàng cũng giống như mình cũng là nữ tử đâu. Lâm bất tiện trong mắt xẹt qua một tia cực kỳ hâm mộ. Có lẽ tại rất nhiều người xem ra, Vân An hành vi thô bỉ, tính tình lỗ mãng, xuất thân lại không tốt, thuộc loại kính nhi viễn chi. Trường hợp này mang ý mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó, cũng không biết vì cái gì, cơ hồ là có được hết thảy Lâm tứ tiểu thư, lại sẽ đối với một người như vậy sinh ra tình cảnh hâm mộ. Nếu là mang người này cùng đi, lấy tính tình của nàng nói không chừng có thể kiềm chế một chút tam từ huynh. Nên mang nàng đi cùng một chỗ sao? Lâm tứ tiểu thư không khỏi tự hỏi trong lòng. Lâm bất tiện lại nghĩ tới Vân An thanh bảo kiếm gia truyền kia, nếu như Đổng Đại Tang nói không giả, dựa theo tam từ huynh cá tính, thanh kiếm kia có lẽ đã đến trên tay Ninh Vương. Nếu thật đã đến Ninh Vương chỗ ấy, Lâm bất tiện trong nội tâm rất rõ ràng là không thể nào muốn trở về. Nàng từng thấy qua thanh kiếm kia một lần, như thế thần binh lợi khí Ninh Vương tuyệt không khả năng chấp tay nhường cho người. Có thể Lâm bất tiện hay là nghĩ thử một lần, thậm chí đã đem bên trong phủ cố kỳ trân có 102 trong đầu điểm qua một lần, muốn tìm có hay không cái nào có thể chống đỡ được giá trị thanh kiếm kia. Dân không cùng quan đấu, thương nhân chi lưu lại càng không nên cùng hoàng tộc cò kè mặt cả. Đặt ở bình thường, Lâm tứ tiểu thư nhất định sẽ lên cái chủ ý này. Đơn giản là nàng gặp qua lúc Vân An bộ dạng nghèo túng, quần áo tả tơi, bẩn thỉu, trong ngực ôm một cái bao vải thô, bên trong tất cả đều là tiền đồng. Cái kia là nàng dùng kiếm bảo vật gia truyền của mình đổi lấy, như thế nghèo túng lại chỉ đổi một lượng, đủ thấy thanh kiếm này đối với nàng mà nói có bao nhiêu trọng yếu. Có lẽ là một cái hy vọng sau này chấn hưng gia tộc. Canh ba cái mỏ gõ qua, Lâm tứ tiểu thư dập tắt trên bàn ngọn nến. Những sự tình này ngày bình thường đều là Từ Nghi cùng Thụy Nhi làm, cố kỵ đến Vân An thân phận, hôm nay chỉ có thể mình làm. Lâm tứ tiểu thư không quá thích ứng trước mắt hắc ám, chậm rãi đi vào bên giường, cởi xiêm y lục lọi đi ngủ. Không cẩn thận đụng phải Vân An, Lâm tứ tiểu thư thu tay lại. Cái giường này không còn chỉ thuộc về mình một người. Hôm sau
Lâm bất tiện làm một cái ác mộng, mơ tới có sơn tặc tại đuổi theo chính mình, nhưng là trong mộng chính mình lại vô luận như thế nào cũng không cất bước nổi. Lâm bất tiện mở choàng mắt, cảm thấy một trận bị đè nén, nàng cúi đầu xem xét, lồng ngực của mình thế mà dựng lấy một cánh tay tuyết trắng, hai chân cũng bị người dùng chân cho ngăn chặn, ý là Vân An Ngũ gác tay gác chân qua người của bất tiện cười mỉm, gái lứa ngủ có nết ghê, quay đầu nhìn lại Vân An đang ngủ say sưa, mảng lớn ngực tuyết trắng bại lộ trong không khí, Lâm bất tiện hô hấp trì trệ, quay đầu, không hề nhìn nhiều. Mặc dù hai người đều là nữ tử, Lâm bất tiện như trước cảm thấy không ổn, nàng đang tự hỏi điều kiện tiên quyết như thế nào không kinh nhiễu đến Vân An, đem người này tay chân lấy ra, bên tai lại truyền đến một tiếng thoải mái hừ nhẹ, Lâm bất tiện lập tức nhắm mắt lại, một đêm no bụng ngủ, Vân An tỉnh ngủ, phát giác chính mình tướng ngủ, Vân An mặt đỏ lên, ngừng thở, nhẹ nhàng mà buông lỏng ra Lâm bất tiện, nhẹ nói câu, thật có lỗi. Chỉ có thể trách Lâm bất tiện giường thật sự là rất thư thái, Vân An ghé vào phía trên bất tri bất giác liền ngủ mất. Hơn nữa ngủ vô cùng tốt, Vân An dùng một cái cánh tay vòng lấy lồng ngực của mình, quay đầu nhìn chằm chằm mặt Lâm bất tiễn, cầm qua áo ngực thể thao bên cạnh gối đầu, rất nhanh mặc vào, lại mặc lên trung y, như trút được gánh nặng thở dài một hơi, Vân An vẫn muốn cùng Lâm bất tiễn đưa ra sự tình phân phòng ngủ, sở dĩ chậm chạp không có mở miệng, là băn khoăn đến hai người tân hôn yến nhĩ, hiện tại liền phân phòng sẽ để cho Lâm bất tiễn cha mẹ lo lắng. Tân hôn yến nhĩ vốn để chỉ người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ oán trách chồng lại lấy vợ mới cùng nhau vui vẻ, về sau lại dùng làm từ chúc mừng tân hôn, hình dung thời gian tân hôn vui vẻ. Mà dù sao chính mình xu hướng giới tính là đồng tính, tướng ngủ cũng không nên, người ta đại cô nương thế nhưng thanh bạch lại cái gì cũng đều không hiểu, điều này làm cho Vân An rất có cảm giác tội ác, nhìn thấy bên trên bình phong treo y phục rách rưới, Vân An nhớ tới chính sự, mang giày đi vào trước tấm bình phong, tìm kiếm một phen. Từ bên trong túi quần mò tới phấn lót, Lâm bất tiện hợp thời mở to mắt, hỏi, ngươi đang làm cái gì? Vân An quay đầu, cười đến sáng lạng, buổi sáng tốt lành, ngươi tỉnh rồi. Ừ. Vân An ngồi vào bên cạnh Lâm bất tiện, quơ quơ cái hộp nhỏ trong tay, nói ra, thứ tốt, chuyên môn cho ngươi chuẩn bị. Đây là vật gì? Cái này gọi là dịch dung phấn, ừ, đối dịch dung phấn, ngươi đem tay áo kéo lên, ta cho ngươi biến cái ảo thuật. Không phải tay này. Là tay có thủ cung sa. Lâm bất tiện theo lời nhấc lên cánh tay phải, lộ ra khuỷu tay tiếp theo tất thủ cung sa. Vân An mở ra phấn lót trước dùng ngón út dính một điểm bôi ở trên cánh tay Lâm bất tiện, cười híp mắt nói ra, không tệ không tệ, ta biết ngay cái này sắc hào khẳng định thích hợp ngươi, khá tốt hai ta màu da tương đối giống nhau, ta thoa cái này lên hơi bạch một ít, dùng để làm cho ngươi vật che chắn vừa vặn. Không đợi Lâm bất tiện đặt câu hỏi, Vân An đã đem phấn lót bôi lên thủ cung sa của Lâm bất tiện. Vài giây sau thủ cung sa biến mất, Lâm bất tiện phát ra một tiếng kinh hô, ngươi là như thế nào làm được? Vân An đem phấn lót đưa cho Lâm bất tiện, nói ra, cái này là dịch dung phấn thần kỳ, che hà hiệu quả không sai a. Cái này dịch dung phấn là không thấm nước, ngươi bình thường tắm rửa thời điểm cũng không trở ngại, mỗi ngày buổi tối bổ nhất bổ là được rồi, nếu như ngươi muốn triệt để lau nó, hay dùng vải bông dính vào rượu một vòng liền đánh rơi. Ngươi yên tâm ta còn có rất nhiều, đủ ngươi dùng đến ta ly khai. Đa tạ. Lâm bất tiện nhìn trên tay cái hộp, lại so ngọc thạch nhẹ nhàng, mà tính chất hộp này nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, huyền hắc màu lót, bề ngoài lộ ra một tầng hào quang, phóng nhãn toàn bộ yến quốc, ngoại trừ cung đình ngự dụng chi vật, liền rất ít đồ vật Lâm tứ tiểu thư chưa thấy qua. Lâm bất tiện bình tĩnh mà nhìn xem Vân An, bên trong mắt đen nhánh không mang một tia cảm xúc, nhưng trong lòng tràn đầy tìm kiếm. Vốn là một chút giá trị liên thành bảo kiếm, lại là một kiện chế tác tinh xảo. Chất liệu hộp ngay cả mình cũng không biết được xuất xứ, trước mắt người này. Thật sự là chỉ là khất cái ư, nếu như đúng, những vật kia nàng này là từ chỗ nào đến, nếu như không phải. Vậy thật là đáng sợ, ý vị này bắt đầu từ khi các nàng sát đường gặp lại lần kia, đến cầm kiếm, đến ở rễ Lâm phủ, lại đến hôm qua đại náo một hồi, tất cả đều là nàng trước đó bộ hạ bàn cờ. Lâm bất tiện nhìn chăm chú lên Vân An con mắt, chỉ gặp nàng đang nhìn cái hộp trên tay mình, đầy mắt xoắn xuýt. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lâm bất tiện hỏi, đồng thời cũng không để lại dấu vết quan sát Vân An. Vân An gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, chờ ngươi sử dụng hết, hoặc là chờ ta lúc rời đi, ngươi có thể hay không đem cái hộp này trả cho ta. Vân An nghĩ, thời đại này không nên xuất hiện chế phẩm nhựa plastic, vạn nhất khiến cho hiệu ứng hồ điệp thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó, làm sao bây giờ? Hảo! Đa tạ! Trước đó xoắn suýt quét sạch sành sanh, Vân An ánh mắt trong suốt, một chút có thể nhìn tới ngọn nguồn. Đúng rồi, ngoại trừ thủ cung sa, đưa ngươi hội kiểm tra lạc hồng không? Lâm bất tiện nhẹ gật đầu, Vân An hít một tiếng, hỏi,
vải lụa trắng chuẩn bị a. Lâm bất tiện từ bên cạnh gối đầu của mình cầm qua một cái hộp, mở ra, bên trong một khối vải lụa trắng. Vân An từ trên thư án cầm qua tiểu đao dùng cắt giấy, ngồi trở lại đến trên giường, một tay cầm đao, mở ra tay kia, đầu tiên là đem mũi đao chống đỡ tại đầu ngón tay, nghĩ lại chống đỡ bên trên cánh tay của mình. Lâm bất tiện đã minh bạch Vân An ý đồ, trong nội tâm xẹt qua một tia áy náy, cầm Vân An đít cổ tay, nói khẽ, ta tới đi. Vân An rất sợ đau, Lâm bất tiện biết rõ. Không được, trên người của ngươi không duyên cớ xuất hiện tổn thương, vạn nhất bị phát hiện rồi giải thích thế nào? Ta ngày hôm qua vừa vặn đánh nhau, phá chút da mà cũng bình thường. Vân An cắn răng, tại chính mình trên cánh tay tìm một đạo, bất quá miệng vết thương không sâu, chỉ tràn ra một tia máu. Vân An vứt bỏ cây đao cầm lấy lụa trắng bố, đối Lâm bất tiện nói, mau giúp ta lách vào. Lâm bất tiện dùng hai tay đè xuống miệng vết thương của Vân An, ngược lại nghe được Vân An thanh âm tức giận, Lâm bất tiện cắn môi dưới, trên tay lực đạo nới lỏng. Đừng ngừng, này một ít sao đủ a, lại lách vào. Lâm bất tiện dương mắt, nhìn thấy Vân An cũng đang cắn lấy bờ môi của mình, trên chóp mũi khéo léo đã rịn ra mồ hôi, nhưng ánh mắt của nàng rất chân thành, nhìn mình chằm chằm miệng vết thương, tựa hồ đang cân nhắc máu trên cánh tay ra có hay không đã đủ rồi. Lâm tứ tiểu thư tâm rung lên một cái, tất cả biểu hiện của người trước mắt này, tất cả đều vượt qua dự liệu của mình, nói cho cùng, nàng làm những thứ này, đơn giản là tại bảo vệ danh tiết cùng làm cho cha nương mình yên tâm chọn một cái song toàn chi pháp, kỳ thật, nàng vốn không cần làm những điều này, máu, rốt cục đã đủ rồi, lụa trắng trên vải đã có, Lạc Hồng, Vân An trong mắt kiên định cũng lập tức tan hết, bưng lấy cánh tay của mình, vẻ mặt ủy khuất, lần này là Lâm tứ tiểu thư xuống giường, cầm đêm qua dùng còn dư lại kim sang dược tử trở lại trên giường, ngồi vào bên người Vân An, dùng kim sang dược phong bế Vân An miệng vết thương, nói khẽ, đa tạ. Bạn đang nghe truyện từ CL Radio, Thiên đường bách hợp tiểu thuyết, chương 29. Định tĩnh thần hôn là một trong Lâm phủ gia quy, thực sự không nghĩ để Vân An định lấy mặt thụ thương đi cho phụ mẫu thỉnh an, liền độc mang theo hộp Lạc Hồng giả đi. Định tĩnh thần hôn, sớm khuya hầu hạ cha mẹ. Lâm mẫu không nhìn thấy Vân An còn ân cần hỏi hai câu, Lâm bất tiện chỉ từ chối nói, nàng hôm nay không thoải mái, nữ nhi tự tác chủ trương làm cho nàng trong phòng nghỉ ngơi, mong rằng phụ thân cùng mẫu thân tha thứ. Lâm Uy nghe nói, hừ lạnh một tiếng, ấn tượng đối Vân An càng kém. Lâm mẫu chứng kiến nữ nhi nhà mình cầm tới hộp gấm, biết rõ bên trong chính là cái gì, vui vẻ càng sâu, ở bên khuyên nhủ, qua cửa con rể nửa cái, chúng ta trong phủ ít người, thông thường quy củ không cần quá giáo điều, trong chốc lát, phân phó phòng bếp cho An Nhi làm ngao thuốc thiện đầu đi qua. Nữ nhi thay Vân An tạ ơn mẫu thân. Vân An đứa bé này ta rất ưa thích, ngươi muốn cùng hắn cực kỳ ở chung. Vâng. Lâm bất tiện ngược lại đối Lâm Uy nói ra, phụ thân, nữ nhi có hai chuyện muốn hướng ngài bẩm báo. Các ngươi cũng đi xuống đi. Lâm Uy đối hạ nhân phân phó nói. Vâng. Đợi hạ nhân toàn bộ ly khai, Lâm phu nhân cũng đứng dậy hướng nội đường đi, trước khi đi đối Lâm bất tiện nói ra, nương ở nội đường chờ ngươi cùng phụ thân ngươi nói xong tiến đến tìm nương. Vâng, mẫu thân. Phòng trước chỉ còn lại Lâm thị cha và nữ nhi hai người, Lâm bất tiện bình tĩnh nói, trưởng quầy hiệu cầm đồ thông quản Đổng Đại Tang, nữ nhi muốn đem hắn an trí. Đổng trưởng quầy, ta nhớ được hắn bất quá mới 50 có 6. Vâng, an trí hắn cũng không phải là niên kỷ, là hắn quản lý hiệu cầm đồ bất lực, làm ra sự tình vi phạm luật lệ, dựa theo Lâm phủ phép tắc, nể tình hắn vì Lâm phủ tận lực 30 năm, liền dựa theo cáo lão hồi hương lệ đến xử trí, không làm trách phạt. Như thế rất tốt, nhớ rõ muốn dùng đồng thời nhân đức phục chúng, thời khắc thủ vững điểm mấu chốt, lúc quyết sự xuất nóng nảy thủ đoạn không thể nhân nhượng, nếu là đụng phải khó xử sự tình, cho dù từ chối đến là vi phụ trên thân, ngươi dùng nữ tử thân phận trưởng quản gia nghiệp đã thuộc không dễ, bàn chi, hạ đường, bên ngoài, không biết có bao nhiêu ánh mắt chằm chằm vào ngươi, phàm là bị bọn hắn tìm được sai lầm, chui chỗ trống, luôn luôn trận phiền toái. Bất quá, Lâm lão gia lời nói gió bay một chuyến, tiếp tục nói, dưới mắt cũng coi như khổ tẩn cam lai, thời kỳ cực khổ đã qua, qua vài năm ngươi cùng tiểu tử kia đã có sau, ngươi cái này đương gia chủ mẫu vị trí coi như là ngồi vững vàng, bàn chi người lại nhấc lên không xuất ra sóng gió gì. Lâm bất tiện biểu lộ như thường, nhẹ giọng trả lời, phụ thân giáo huấn chính là, con gái cẩn tuân dạy bảo. Ừ, còn có một sự kiện, là cái gì? Khởi bẩm phụ thân, hôm qua nữ nhi sai người hướng từ đường bá phụ quý phủ đưa bái thiếp, ước định ở hậu thiên đến nhà bái phỏng. Nữ nhi muốn mang Vân An cùng đi, phụ thân nghĩ như thế nào? Lâm Uy nhíu nhíu mày, trả lời, hảo hảo hướng bên kia đi làm cái gì? Có phải hay không Đổng Đại Tang sự tình cùng bên kia có quan hệ?
Lâm Bất Tiện nhẹ gật đầu, Lâm Uy hít một tiếng, nói ra, dù sao cũng là đồng tông, tình cảm hay là muốn bận tâm một chút, bất quá ngươi nghĩ như thế nào lại mang theo Vân An. Đem Vân An trường kiếm hiến cho vị Ninh Vương kia, tên là Lâm Bất Úc, là một điển hình công tử phóng đảng, tính tình quái đảng, mở miệng ngã ngớn, không biết có phải hay không cùng Lâm Bất Tiện bát tự, không hợp, mỗi lần gặp mặt Lâm Bất Úc đều đối Lâm Bất Tiện các loại nói năng lỗ mãng. Những chuyện này Lâm Uy là không biết, Lâm Bất Tiện cũng không có ý định nói, thế nhưng Lâm Bất Tiện rất mâu thuẫn đi gặp Lâm Bất Úc, có người tại bên người luôn tốt. Tam Từ Huynh đem một kiện cầm vật của Vân An đòi đem đi, đồ vật này là Vân An gia truyền chi vật, lúc trước Vân An vì ứng phó nhu cầu bức thiết chỉ đổi thành một lượng bạc, nữ nhi việc này chính là vì thế, càng nghĩ nên mang theo Vân An. Hai ngày sau, dưới sự tẩm bổ của Lâm Phủ bí chế dược cao, Vân An hốc mắt cùng khóe miệng máu ứ động cơ bản biến mất. Nếu không nhìn gần thì sẽ không thấy. Nếm qua điểm tâm, Lâm Bất Tiện mang theo Vân An leo lên xe ngựa xuất phủ. Vân An vỗ vỗ lễ hộp đặt ở trong xe, hỏi, chúng ta đây là muốn đi thân hay là thăm bạn bè? Lâm Bất Tiện đang chợp mắt chậm rãi mở to mắt, nói ra, đi cho ngươi tìm một cái công đạo. Cái gì công đạo? Ba ngày trước, trên công đường, ta không phải đáp ứng ngươi cấp cho ngươi một cái công đạo sao? À, ngươi nói là ta thanh kiếm kia không phải là bị các ngươi tiểu nhị đánh tráo đến sao? Còn không có tìm về. Đánh tráo sự tình không giả, sự tình lại cũng không như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lâm Phủ từ ba đời trước dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, rơi vào trên tay của ta, đã có trăm năm quan cảnh. Trừ ta ra, mỗi một thời đại vị trí gia chủ cũng do trưởng tử kế thừa. Mặt khác con nối dõi khi trưởng thành, kết hôn về sau, tuy nhiên sẽ không lập tức đơn lập môn hộ, nhưng nhiều ít đều đạt được một ít cửa hàng hoặc là cửa hàng cổ phần. Hiện nay, Lâm Phủ mặc dù sản nghiệp phần đông đảo, bàn chi cũng không ít, rất nhiều cửa hàng ở bên trong đều có chút danh nghĩa bàn chi cổ phần, thông quản hiệu cầm đồ chính là một trong số đó. Ta Đường Bá Phụ nhất mạch chiếm được hiệu cầm đồ thông quản hai thành cổ, lão nhân gia ông ta thương yêu nhất yêu con trai trưởng, tên là Lâm Bất Úc, chính là ta Tam Đường Huynh, ngày bình thường yêu nhất quản giao cao bằng hữu, liền Ninh Vương Điện Hạ cũng cùng hắn có vài phần giao tình. Người thanh kiếm kia chính là bị ta Đường Huynh đem đi, có lẽ bên trong còn có ẩn tình. Bất quá, cho dù Đổng Đại Tang lớn hơn nửa lá gan, nếu là không ai cho hắn chỗ dựa, hắn cũng làm không xuất ra loại chuyện này. Vân An thói quen sờ lên cái cằm, thuận miệng nói ra, gia tộc sản nghiệp nhiều ít đều xuất hiện vấn đề này, ngoại nhân thích tham gia vào chính sự. Lâm Bất Tiện vốn định giải thích sự tình ngọn nguồn, thuận tiện cùng Vân An giới thiệu thoáng một phát Lâm Phủ sự tình, nghe được Vân An nói, Lâm Bất Tiện suy tư một phen, Vân An tìm từ mặc dù có chút không thích đáng, lại đánh trúng điểm mấu chốt. Một câu thuận tiện nói ra đạo lý chính mình tiếp quản Lâm Phủ hơn một năm về sau mới suy nghĩ rõ ràng, kinh ngạc đồng thời, Lâm Bất Tiện trong nội tâm đã tuôn ra nồng đậm hứng thú, ngược lại hỏi, cái kia nếu là ngươi trưởng quản một cái gia tộc, phải như thế nào xử trí loại vấn đề này? Vấn đề này đối với một người hiện đại mà nói cũng không khó, cho dù không phải học tài chính, tổng cũng bên trong phim truyền hình tìm tới đáp án. Vân An bất quá thoáng suy tư chốc lát, trả lời, biện pháp giải quyết có rất nhiều a, muốn ta nói đi. Muốn đem vấn đề này phân chia thành 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là bắt đầu phân gia, với tư cách tông gia phải vạch ra một bộ phận hạch tâm sản nghiệp, cũng tỉ như tiền trang, mễ trang, muối thiết của các ngươi, dù sao chính là những hạch tâm sản nghiệp na phi, cùng dân sinh cùng một nhịp thở, món lợi kết xù là không dễ dàng phá sản đóng cửa sản nghiệp, những sản nghiệp cổ phần này nhất định phải minh xác, vững vàng giữ tại tông gia trong tay, không phân cho bất luận kẻ nào. Những thứ khác cửu lầu, trà tứ, vải trang, thư phòng, những thứ này có thể phân cho bọn hắn. Dạng này liền ngăn chặn từ nguồn cội đến về sau vấn đề mà ngươi nói, cho dù là gây ra rủi ro, tông gia cùng lắm thì trực tiếp dứt bỏ cửa hàng xảy ra vấn đề, hạch tâm sản nghiệp nắm ở trong tay tựu cũng không thương gân động cốt. Giai đoạn thứ hai, chính là cổ phần đã phân, xuất hiện loại tình huống ngươi mới vừa nói này, như vậy không thể quá bận tâm tình cảm, nghe nói qua thân huynh đệ minh tính sổ sách sao. Tông gia ta nếu ở giai đoạn này, ta sẽ chế định một bộ vô cùng kỹ càng quy tắc, hơn nữa định ra một cái khế ước các loại, quy định tốt quyền lực và trách nhiệm, minh xác viết ra phân gia chỉ có thể chia hoa hồng, không thể can thiệp quản lý cùng kinh doanh sản nghiệp, đến nha môn đi tìm tri phủ đại nhân làm chứng, mời phân gia gia chủ ký tên đồng ý, như vậy có thể ngăn chặn rất nhiều vấn đề, bất quá cũng không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đó chính là giai đoạn thứ ba, gọi chế độ thu về cổ phần. Tuy nhiên Vân An không cách nào hướng Lâm Bất Tiện lộ ra mình là người du hành thời không, nhưng xét thấy Lâm Bất Tiện là người duy nhất ở thời không này biết mình thân phận nữ tử, lại là danh nghĩa phu thê, Lâm Bất Tiện đối với chính mình cũng không tệ lắm, thời điểm Vân An đang nói những điều này cũng không có băn khoăn quá nhiều, nói đến đây,
Vân An lo lắng Lâm bất tiện không thể nào hiểu được, còn hỏi nói, ta nói, ngươi có thể nghe hiểu ư? Lâm bất tiện nhẹ gật đầu, đôi mắt đẹp lưu chuyển, tản ra trong suốt sáng rọi. Lâm bất tiện nằm mơ cũng không nghĩ tới, như vậy một chỗ mạnh như thác đổ, có thể từ trong miệng Vân An nói ra. Vân An nói trực kích chân thật lo lắng nhất ở sâu trong nội tâm Lâm bất tiện, ngoại thích can thiệp sản nghiệp kinh doanh cũng đã dẫn phát một chút phiền toái, là Lâm bất tiện tiếp quản gia nghiệp đã hơn một năm về sau dần dần phát hiện, thế nhưng lại đi qua đã hơn một năm, Lâm bất tiện một mực không có thể tìm được biện pháp giải quyết. Ngoại thích là cụm từ thường được dùng trong thời phong kiến tại các nước Á Đông như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên dùng để chỉ những lực lượng chính trị trong triều đình phong kiến có nguồn gốc là người thân của họ ngoại nhà vua như họ hàng của Hoàng hậu, Hoàng thái hậu hoặc Thái phi. Nàng cũng liền vấn đề này hỏi thăm qua phụ thân của mình, nhưng phụ thân của mình đối với cái này cũng là vô kế khả thi, cổ phần là tổ tông phân đi ra, bàn chi cũng liền nằm trong Lâm phủ huyết dịch trong thân thể, sự tình cũng không thể làm quá tuyệt, Lâm Uy chẳng qua là dạy bảo Lâm bất tiện lớn hơn bụng có thể chứa, bên trong làm tốt phần sự tình của mình, dựng khởi uy tín mới sẽ không bị xâm phạm, Lâm bất tiện cũng vẫn luôn là làm như vậy, nghiêm tại kiềm chế bản thân, tận chức tận trách. Nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, có một thời gian ngắn Lâm bất tiện thậm chí đem đây hết thảy quy kết với thân phận nữ tử của mình, nàng nghĩ, như mình là nam tử, bàn chi đại khái không dám như vậy không kiên nể gì cả a. Thẳng đến giờ này ngày này, Lâm bất tiện đã nghe được Vân An nói, đột nhiên loại hiểu ra cảm giác chưa phát giác ra Lâm bất tiện ngồi ngay ngắn, dùng cực kỳ rất nghiêm túc ánh mắt nhìn Vân An, chờ đợi nàng nói tiếp. Vân An mơ hồ cảm giác mình đem hiện đại thương nghiệp tư tưởng truyền cho Lâm bất tiện có chút không ổn, nhưng nàng cũng đọc được trong mắt Lâm bất tiện chờ mong, liền không khỏi tự an ủi mình, tư tưởng chắc là sẽ không lưu lại cụ thể dấu vết, có lẽ không có chuyện a. Vân An tiếp tục nói, cái gọi là chế độ thu về cổ phần chính là tại cổ phần phân ra nhất định niên hạn sau, đem quan hệ máu mủ tương đối khá xa những cổ đông kia triệu tập lại, mở một cái cổ đông yến hội, thừa dịp thời điểm bầu không khí tốt đem cái vấn đề này nói ra, sau đó hứa dùng tiền bạc cố định, duy nhất một lần hoặc là từng năm đem những cổ phần này từ trong cổ đông mua về đến, một lần nữa về đến tông gia môn hạ. Ta cảm thấy được chỉ cần tiền đúng chỗ, không có làm không được công việc. Lâm bất tiện hít sâu một hơi, tự hồ tại tiêu hóa Vân An mang cho nàng hết thảy. Vân An đối Lâm bất tiện cười cười, liền tiếp theo cúi đầu loay hoay trong tay đồ chơi nhỏ, một điểm gia sư kiêu ngạo đều không có. Lâm bất tiện nhìn không chuyển mắt mà nhìn Vân An, người này vừa mới một phen lời nói cùng nàng biểu hiện bình thường về sau cũng không như không là thứ tuyệt đối không phải là một khất cái vốn nên có, chỉ cần là phần kiến thức này đã vượt xa chính mình rồi, chẳng lẽ nàng cũng là thương nhân chi nữ? Không, sẽ không đâu. Vân An phần này kiến giải sao có thể là tiểu môn tiểu hộ, nhưng yến quốc tất cả đại thương gia mình nhận thức cũng không có họ Vân, hẳn là sĩ tộc xuất thân. Lâm bất tiện càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, thứ nhất là Vân An chui này đồ gia truyền, rất có thể là tướng môn tất cả, thứ hai phụ thân của mình tự nói với mình Vân An không có hộ tịch, coi như là khất cái cũng sẽ không nghèo túng đến liền hộ tịch đều không có phần. Giải thích duy nhất chính là Vân An thân phận chân thật nhưng thật ra là tội thần chi nữ, cả nhà gặp nạn, chỉ có một mình nàng mang theo đồ gia truyền vật chạy thoát. Suy nghĩ lại một chút Vân An thân thủ, Lâm bất tiện hầu như chắc cái này suy đoán. Ngươi nhìn ta làm gì? Vân An hỏi. Không có gì. Lâm tứ tiểu thư thu hồi ánh mắt, trên mặt chưa từng lộ ra nửa phần tâm tư, không thể không nói, cải biến giới tính đích thật là tốt nhất ngụy trang, ẩn chứa tội thần chi nữ chịu tội không nhỏ. Lâm tứ tiểu thư cũng không muốn vạch trần Vân An thân phận, việc đã đến nước này, Vân An nếu là bại lộ, quan gia sẽ không nghe Lâm phủ giải thích, có lẽ chính mình duy nhất có thể làm, chính là kiệt lực bảo trụ Vân An, thủ hộ bí mật của nàng, cũng thủ hộ toàn bộ Lâm phủ. Lâm tứ tiểu thư cũng không nguyện chứng kiến cái ngày đó, vừa nghĩ tới Vân An có thể sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài, lòng của nàng liền không cách nào bình tĩnh. Chương 30. Xe ngựa vững vàng dừng lại, Lâm Phúc nhảy xuống xe ngựa cung thỉnh nói, tiểu thư, cô gia, đã đến. Vân An đẩy cửa xe ra dẫn đầu nhảy xuống. Từ Nghi đem bàn đạp đưa tới trước xe ngựa, Vân An giơ tay lên, đến. Lâm tứ tiểu thư cười nhạt một tiếng, đưa tay khoác lên trên tay Vân An, xuống xe ngựa, một bên Từ Nghi thấy, thầm nghĩ, người này ngược lại là một ngày một bộ dáng, rõ ràng mấy ngày trước đây người còn thô bỉ đến không được, mấy ngày giống như là thoát thai hoán cốt như vậy, cũng không biết cái nào mới thật sự là hắn. Bất quá Vân An trong nội tâm Từ Nghi, ấn tượng ngược lại là hung hăng chà một điểm, tại Yến quốc quốc gia cực độ nam tôn nữ ti, hầu như không có nam tử sẽ vì nữ tử làm những chuyện này. Lúc này Vân An tại Từ Nghi trong nội tâm hình tượng mặc dù không kịp Thám Hoa Lan Chung Tiêu Đình cao lớn vĩ ngạn, cũng không giống lúc trước như vậy ô trọc không chịu nổi. Vân An cùng Lâm bất tiện kề vai sát cánh mà đi,
Dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy các nàng đi là cửa sau, Vân An có chút kinh ngạc, theo lý thuyết Lâm Tứ tiểu thư với tư cách đích nữ Lâm thị nhất tộc tông gia, thông cửa đến bàn chi, coi như là vãn bối không cần trưởng bối đón chào, ít nhất cũng nên đi cửa chính lễ ngộ. Vân An cảm thấy mình cần thiết biết rõ huyền cơ này, thừa cơ học tập một chút quy củ cùng lễ tiết của nơi này, vì vậy ngầm đâm đâm hướng Lâm Bất Tiện vị trí bên người dịch nửa cái thân, hai người bả vai đụng nhau, Vân An thấp giọng hỏi, nương tử, chúng ta đi chính là cửa sau sao? Ừ, như thế nào liền người nên đón cũng không có a. Lâm Bất Tiện dáng tươi cười có chút một lời khó nói hết, đáng tiếc che tại sau cái khăn che mặt mặt, Vân An không có thể nhìn thấy, Lâm Bất Tiện nhẹ giọng đáp, việc này chờ hồi phủ lại cùng ngươi nói tỉ mỉ đi, có lẽ ngươi một hồi liền minh bạch. Vân An nhẹ gật đầu không có tiếp tục nói, quý phủ này vậy mà chỉ phái một nha hoàn dẫn đường, hai người cùng nhau xuyên qua hậu viện cùng hành lang gấp khúc, nơi đây cũng gọi là Lâm phủ, nhưng chỉnh thể quy mô nếu so với Lâm Tứ tiểu thư quý phủ chênh lệch rất nhiều, cảnh trí ngược lại là càng lịch sự tao nhã một ít. Vân An cùng Lâm Bất Tiện đi vào một chỗ sân nhỏ, Vân An liếc mắt liền thấy một thiếu niên gia đình, chứng kiến bọn hắn hướng một chỗ phòng chạy tới, gõ vài cái lên cửa, cửa phòng mở. Từ bên trong đi ra một vị thanh niên cùng tuổi Vân An, ăn mặc một bộ tơ lụa áo dài, trong tay đong đưa một cái chiếc phiến, thanh niên nam tử cách thật xa liền côi một tiếng, ba bước cũng làm hai bước, đi vào trước mặt Vân An cùng Lâm Bất Tiện, chắp tay, nói ra, tứ đường muội, đã lâu không gặp, thật sự là khách quý ít gặp a. Vân An hồ nghi nhìn thanh niên nam tử liếc, vì cái gì cái này, tứ, bị người này tựa như niệm giống, tử. Lâm Bất Tiện đem hai tay xếp tại bên cạnh thân, đã thành một cái vạn phúc lễ, tam đường huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tướng công, vị này chính là ta tam đường huynh Lâm Bất Úc, vị này chính là tướng công của ta, Vân An. Vân An đối Lâm Bất Úc chắp tay, theo Lâm Bất Tiện kêu một tiếng, tam đường huynh. Lâm Bất Úc ba một tiếng bỏ qua quạt xếp, dán ngực quạt hai cái, hỏi, nguyên lai là đường muội phu, tự là vô tự. Vô tự. Cái này tự ngược lại là kỳ. Không phải vô tự, là ta không có tự. Lâm Bất Úc vỗ cái ót, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi nhìn ta đây trí nhớ, ta nghe nói đường muội phu trong nhà không người cũng chưa từng theo thầy, nghĩ đến cũng đúng không có người nào có thể ban thưởng tự. Bất quá đại trượng phu hành tẩu phu thế, không có tự có thể nơi nào đi. Muội phu khả năng còn không biết a, ta đây đường muội vô cùng nhất trượng phu khí phách, vỡ lòng học nghề mọi thứ không thua nam tử, tài hoa càng là không có nói, như rảnh rỗi không bằng lại để cho đường muội ban thưởng ngươi một cái tự, ngày sau cũng thuận tiện. Lời vừa nói ra, Lâm Bất Tiện biểu lộ thay đổi. Tại Yến quốc nam tử tự nhất định phải có nam tử trong dòng họ hoặc là ân sư ban cho, chưa từng có nghe nói qua thê tử cho trượng phu khởi tự. Lâm Bất Úc nói như vậy rõ ràng là tại chỉ điểm Vân An, nàng là ở rễ thân phận, âm dương điên đảo. Nhưng lại chọc lấy Vân An thân thế một thanh thủ đoạn mềm dẻo, làm cho người ta khó chịu nổi. Vân An nhiều ít từ Lâm Bất Úc trong giọng nói nghe được vài phần nội tình, nhưng tự tại hiện đại không biết hủy bỏ đã bao nhiêu năm, nàng không có ý thức phương diện này. Mặc dù được Nghiêm lão tiên sinh dạy bảo, nhưng chuyện tên tự ở Nghiêm lão tiên sinh cảm thấy đây là đạo lý dễ hiểu nhất, 6-7 tuổi hài đồng cũng biết, Vân An không có khả năng không biết, sẽ không có đặc biệt cho Vân An nói qua. Vân An nhìn nhìn Lâm Bất Tiện, lại quay đầu hỏi Lâm Bất Úc, vì cái gì không được? Cái gì? Lâm Bất Úc bị Vân An hỏi bối rối. Không có tự vì cái gì thì không được. Lâm Bất Úc vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Vân An, trả lời, không có tự sẽ bị lúc nào cũng gọi thẳng kỳ danh, như vậy sao được đâu? Vì cái gì không được đâu? Lâm Bất Úc bó tay rồi, cảm giác mình ít hầu giống như bị người đổi thoáng một phát, Vân An bộ dạng này lại hiếu kỳ lại lẽ thẳng khí hùng bộ dạng lại để cho hắn cảm thấy không phản bác được, bất quá Lâm Bất Úc cũng không muốn tại Lâm Bất Tiện trước mặt rơi xuống hạ phong, sụ mặt tiếp tục nói, nam tử hán đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, làm sao có thể mặc người gọi thẳng kỳ danh. Vân An trong mắt xẹt qua một tia ghét bỏ, nàng cảm thấy cái này Lâm Bất Úc giống như trung nhị thẳng nam ung thư, gọi tên ngươi cùng chậm trễ ngươi đỉnh thiên lập địa có quan hệ gì? A, không ngờ danh tự bị người khác kêu như thế, ngươi liền héo, lập không lại đúng không? Vì vậy Vân An lần nữa truy vấn, danh tự chẳng lẽ không chính là dùng để gọi đấy sao? Vân An truy vấn tam liên, thành công quấn tới tâm Lâm Bất Úc, hắn cảm thấy trước mắt người này không chỉ là khất cái, thần trí cũng tuyệt đối có vấn đề, đây không phải mỗi người cũng minh bạch đạo lý ư. Đáng giá như thế hung hăng càng quấy nói dốc, chủ yếu nhất là mình muốn thuyết minh rõ ràng không phải cái này hay sao? Hắn làm sao lại không mắc câu đâu? Là thật nghe không hiểu a, hay là giả vờ ngây ngốc? Lâm Bất Úc cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, muội phu thật sự là thanh kỳ, ta hôm nay xem như kiến thức. Vân An vô tội trừng mắt nhìn, trả lời, tạ ơn.
Lâm Bất Cúc bị nghẹn đến không được, giơ tay lên nói, xin mời, Đường muội. Nói xong dẫn đầu đi ở phía trước, Vân An thừa cơ hướng Lâm Bất Tiện thì thầm nói, ngươi cái này Đường ca, bộ dạng giống như không quá thông minh. Lâm Bất Tiện nhìn Vân An liếc, đôi môi đỏ thẫm giấu ở phía sau lụa mỏng tách ra sáng lạng nét mặt tươi cười, trên đường đi thấp thỏm cùng bị đè nén tựa hồ cũng đều tùy theo biến mất không thấy. Lâm Bất Tiện không có trả lời Vân An, chẳng qua là không chớp mắt mà nhìn bóng lưng Lâm Bất Úc, nhẹ nhàng gật gật đầu. Vân An nhìn lên, vui vẻ, yên lòng, quả nhiên không phải là mình có vấn đề. Đi vào chánh đường, Lâm Bất Úc trực tiếp ngồi tại chủ vị, mời Lâm Bất Tiện cùng Vân An ngồi xuống thủ vị, sau đó đối Lâm Bất Tiện nói, phụ thân phân phó, hắn gần nhất thân thể không khỏe, sợ đem bệnh khí truyền cho Đường muội, dặn dò ta thật xin chiêu đãi, muội 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 phu đừng câu thúc, đem nơi này làm nhà của mình. Ta cho bá phụ dẫn theo hai chi tốt nhất nhân sâm, tam ca lúc rỗi rảnh gọi trong phủ đại phu bắt làm thuốc, hoặc là làm thuốc thiện, đối bá phụ thân thể đều là chỗ hữu ích. Muội muội có tâm, ngu huynh ở chỗ này thay gia phụ tạ ơn. Tam ca nói gì vậy chứ? Người một nhà không cần câu nệ. Phụ thân cũng thường nhớ lấy bá phụ đâu, nói là chờ bá phụ thân thể vui mừng chút, lại qua phủ tụ họp. Dễ nói dễ nói. Lâm Bất Cúc nâng chén trà lên nhấp một miếng, lãng trong mắt xẹt qua một tia tinh quang, phảng phất nghĩ tới điều gì việc hay, buông xuống chén trà, thu liễm nụ cười, nghiêm trang mà hỏi thăm, ta nhớ được muội muội vừa đại hôn không có mấy ngày a. Mùng 8 tháng 7. A. À, hôm nay là 13, lúc này mới đã qua 4 ngày phải không muội muội? Có từng lại mặt? Lại mặt, tức ngày thứ 3 lại mặt, chỉ chính là nữ tử xuất giá đến phu gia, nhà chồng, ngày thứ 3, trợ từ, dùng ở đầu câu quân đối thê tử rất hài lòng, đến kết hôn ngày thứ 3 muốn mang lên lễ trọng, mang theo thê tử cùng nhau về mẫu gia bái phỏng, mà nhà gái mẫu gia cũng muốn xếp đặt yến hội, nếm qua lại mặt tiệc hai nhà mới thật sự là thân gia. Nhưng vấn đề là, Vân An là ở rể đến Lâm Phủ, phải về cửa cũng chỉ có thể là Vân An lại mặt, hơn nữa Vân An cao đường đã, không tại, về nơi nào đâu. Lần này liền Vân An cũng nghe rõ, nàng rất kỳ quái, mình và vị này Lâm Tam gia lần đầu gặp mặt, hắn làm gì muốn khắp nơi nhằm vào chính mình, Vân An nào biết đâu, nàng bất quá là cá trong chậu tiểu tai họa mà thôi. Lâm Bất Cúc cùng Lâm Bất Tiện không hòa thuận đã lâu, Lâm Bất Cúc người này am hiểu nhất đánh rắn bảy tấc, lúc trước Lâm Bất Tiện không có xuất giá, hắn hay dùng Lâm Bất Tiện hôn sự cùng tuổi làm văn chương, vòng vo Tam Quốc Tử, nhắc nhở Lâm Bất Tiện là không gả ra được gái lỡ thì, hôm nay vấn đề này giải quyết xong. Lâm Bất Úc lại quay đầu theo dõi Vân An, bởi vì hắn cảm thấy gả cho cùng một tên khất cái là chỗ bẩn sỉ nhục mà Lâm Bất Tiện đời này kiếp này cũng xóa không mất. Về phần Vân An sao? Lâm Bất Úc căn bản không để vào mắt, tại Lâm Bất Úc trong mắt, Vân An duy nhất tồn tại giá trị chính là lại để cho hắn lấy ra nhục nhã Lâm Bất Tiện. Lâm Bất Tiện biểu lộ lạnh lùng, đặc biệt là ngay tại vừa rồi Lâm Bất Tiện mới biết được thân phận Vân An là tội thần chi nữ, chế nhạo chính mình không sao. Nhưng Lâm Bất Úc không khác tại trên vết thương của Vân An sát muối, mặc dù tức giận vô cùng, theo giáo dưỡng cùng phụ đức ước thúc, Lâm Tứ Tiểu Thư cũng nói không xuất ra nửa chữ khó nghe. Chỉ là thẳng thân người, lạnh lùng nói, việc này không cần tam ca hao tâm tổn trí, ta tướng công thân thế đau khổ, chính là không đủ thời vận, số trời cho phép, cũng không phải con người có thể quyết định. Ta đã sai người tiếp giáp ngoại phủ, chọn một mảnh đất phong thủy tu kiến từ đường, chỉ đợi làm xong liền đem Vân gia tổ tiên bài vị cung thỉnh đi vào, sau này mỗi khi gặp ngày Tết, chăm sóc, cũng không thể thiếu cung phụng. Ta đã gả nàng thê tử, với tư cách bổn phận thê tử cùng cấp bậc lễ nghĩa luôn không dám quên. Vân An quay đầu, ngạc nhiên mà nhìn Lâm Bất Tiện, mặc dù mình người nhà khỏe mạnh, lúc trước Lâm Phủ hỏi thăm thời điểm chính mình chơi một cái văn tự trò chơi, nhưng nghe đến Lâm Bất Tiện nói những thứ này, không cảm động đó là giả dối, mình và nàng bất quá là trên danh nghĩa phu thê. Nàng lại có thể đem sự tình lặng yên làm được cái này phân thượng, thậm chí cũng không có cùng mình mời qua công. Nếu như Vân An thân phận này thật sự chẳng qua là một tên khất cái cửa nát nhà tan ở Yến Quốc, Lâm Bất Tiện cử động lần này có thể nói cao thượng. Nghe được Lâm Bất Tiện khó được đánh trả, Lâm Bất Cúc cười mỉa một tiếng, nói thẳng, mấy tháng không thấy, muội muội tác phong trở nên lăng lệ ác liệt, ngu huynh bất quá là xuất phát từ quan tâm hỏi nhiều vài câu liền gây muội muội như vậy không khoái, khó trách gia phụ tổng răng dạy nói ta không hiểu lõi đời. Hảo, xem như hảo tâm dùng sai chỗ, ta cho muội muội bồi thường cái không phải. Lâm Bất Úc thật đúng là từ trên ghế đứng lên, dùng cực kỳ chậm rãi tốc độ chắp lên rảnh tay, lại lấy ánh mắt liếc nhìn Lâm Bất Tiện. Lâm Bất Tiện tại trong lòng thở dài một tiếng, nàng có thể nào không biết Lâm Bất Úc dở chính là thủ đoạn gì. Nhưng là chỉ có thể đứng dậy đối với đỡ, ngăn cản sắp phát sinh, thở dài, vừa đến trưởng ấu có thứ tự, thứ hai cũng không muốn rơi xuống một cái thanh danh tông gia vênh váo hung hăng.
đến bàn chi quý phủ làm mưa làm gió. Vân An một mực nhìn xem Lâm Bất Tiện, nhìn thấy động tác của nàng, đoán được nàng muốn làm gì, không hề nghĩ ngợi đưa tay chính là cản lại, chính mình tức thì rất nhanh đứng lên, vượt lên trước một bước đối Lâm Bất Úc chắp tay, vừa cười vừa nói, tam đường huynh ý chí khiến người khâm phục, tuy nhiên nhà của ta nương tử giống như không có trách cứ tam đường huynh ý tứ, nhưng là không tốt phật lòng tam đường huynh đại trượng phu, ta trước thay nàng đáp lễ. Quẳng xuống những lời này, Vân An hướng một bước dài, đem vị trí trước người Lâm Bất Úc triệt để nhường lại, chỉ lưu Lâm Bất Tiện, sau đó không chớp mắt nhìn xem Lâm Bất Úc. Lâm Bất Úc hô hấp trì trệ, răng hàm đều muốn cắn nát, có thể bị Vân An một kích như vậy hắn cũng chỉ có thể chắp tay thẳng cánh tay, hướng phía Lâm Bất Tiện thi lễ một cái, nói ra, xin lỗi, đường muội. Chương 31. Tại góc độ Lâm Bất Úc nhìn không thấy, Vân An có chút hoạt bát đối Lâm Bất Tiện trừng mắt nhìn, người kia thấy thế trong lòng ấm áp, Vân An tuy nhiên hồ đồ chút, nhiều ít là giúp mình giải vây, làm cho mình miễn đi một hồi không duyên cớ nhục nhã. Bất quá Lâm Bất Tiện cũng có chút lo lắng, chính là cá tính hắn một tam từ huynh từ nhỏ cũng không phải là chịu thua thiệt, hôm nay tại Vân An trên tay bại như vậy một cái té ngã, chắc chắn ghi hận trong lòng. Cái khác Lâm Bất Tiện ngược lại cũng không sợ, như Vân An lúc trước chỉ là thân phận một tên khất cái, chính mình chỉ cần nhiều tại bên người nàng an bài mấy người bảo hộ là được, nhưng hết lần này tới lần khác Vân An là thân phận như vậy, Lâm Bất Tiện rất lo lắng bí mật Vân An sẽ bị Lâm Bất Úc cho đào ra cái gì đến. Lâm Bất Tiện đứng dậy, đi vào Lâm Bất Úc trước mặt đã thành một cái tiêu chuẩn vạn phúc lễ, nói ra, tam ca hà tất như thế, muội muội vạn không dám nhận, Vân An nàng cũng không ác ý, chẳng qua là sơ tại lễ giáo, muội muội trở về chắc chắn mời Nghiêm lão tiên sinh nhiều hơn dạy bảo, mong rằng tam ca không cần để ở trong lòng. Lâm Bất Úc sắc mặt hơi nguội, về tới chủ vị, nâng chung trà lên chén nhỏ mảnh uống một ngụm, nói ra, muội muội hôm nay đến có gì muốn làm, không phải chỉ là à quen ăn sơn trân hải vị, nghĩ đến tiểu môn tiểu hộ ăn sáng chút thanh quả a. Vân An vô cùng ghét bỏ lật một cái liếc mắt, Lâm Bất Úc này so Lý Nguyên còn muốn trung nhị, nóng nảy quả thực cùng một đứa bé giống nhau, cái này thời không thiếu gia đều là mấy thứ gì đó tật xấu. Trung nhị là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản, tương đương lớp 8 ở Việt Nam, tại Việt Nam, đôi khi còn được gọi là hội chứng tuổi dậy thì, hội chứng tuổi tinh hay hoang tưởng tuổi dậy thì. Vân An cũng ngồi trở lại bên người Lâm Bất Tiện, Lâm Bất Tiện cũng không vội mở miệng, trầm mặc một lát, Phương nói ra, là có một chuyện, chuyên môn hướng tam ca trưng cầu một hai. A, à, vậy nói đi. Ngày trước, trưởng quầy hiệu cầm đồ thông quản tay Đổng Đại Tan nhập phủ bẩm báo, nói, tam ca đến cửa hàng ở bên trong đi. Ta cho là cái gì chuyện khẩn yếu, bất quá là trong lúc rảnh rỗi đến cửa hàng ở bên trong đi dạo một vòng, cũng làm phiền muội muội tự mình đi một chuyến. Lâm Bất Tiện giơ lên cái cằm, bình tĩnh nói, trong tiệm cầm đồ thông quản có bá phụ hai thành cổ, theo lý thuyết tam ca rảnh rỗi đến cửa hàng đi dò xét không có gì vội vàng, chẳng qua là tam ca có phải hay không cầm đi vật gì. Lâm Bất Úc biểu lộ thay đổi, liền Vân An vậy mà cũng vô ý thức ngồi ngay ngắn. Lâm Bất Tiện thanh âm rất nhẹ, ngữ khí cũng rõ ràng rất ôn nhu, cũng không biết vì cái gì tại đây nhẹ giọng mềm giọng trong lại lộ ra một cổ lực lượng vô hình, nói là vạn quân lực ngược lại cũng không đến nổi, chẳng qua là nghe được lời của nàng, làm cho người ta rất khó dâng lên khinh mạn chi tâm, liền tư thế ngồi thoáng lãnh đạm đều cảm thấy trận trận bất an. Mặc dù là gặp qua hiện đại phồn hoa Vân An, cũng bị kinh diễm bởi khí thế của Lâm Tứ tiểu thư, nàng còn không phải là nhân vật chính bị nhầm vào đâu. Vân An nhẹ nhàng mà hít một hơi, cảm giác mình tiểu tâm can có chút rung động, nàng không chớp mắt mà nhìn một bên mặt Lâm Bất Tiện, lụa mỏng che khuất nàng nửa dung nhan, một viên nốt ruồi chu sa lớn bằng hạt gạo dưới mắt như ẩn như hiện, trong mắt phượng là tròng mắt đen nhánh, bình tĩnh lạnh nhạt. Vân An trong đầu đột nhiên hiện lên một câu, hình như là một vị bằng hữu của nàng tại trái đất nói, người có nốt ruồi dưới mắt, cả đời này luôn luôn lưu không hết nước mắt. Vân An mở ra VCR, dưới sự trợ giúp của siêu thanh camera, Lâm Tứ tiểu thư từng cái biểu lộ đều là như vậy rõ ràng, như vậy một nữ tử trắng noãn như sứ, xinh đẹp như vẽ, thanh nhã như lan, thật sự hội rơi lệ ư. Vân An không dám tưởng tượng, hẳn là sẽ không đâu a. Thời điểm tại trái đất, Vân An mặc dù chỉ là một tiểu thị dân bình thường, nhưng cũng đã gặp một hai cái phú nhị đại, trong đó Đông Ảnh chính là một quả siêu cấp phú nhị đại, vì trải nghiệm cuộc sống chạy siêu xe đưa thức ăn ngoài, thế nhưng Vân An còn chưa có không có ở trên người Đông Ảnh nhìn thấy qua cùng loại khí tràng. Vân An thậm chí một lần cảm thấy cái loại này hình dung nữ cường nhân không giận tự uy, một ánh mắt cũng đủ để làm cho người chớ lên tiếng chinh phục miêu tả, chỉ có thể xuất hiện ở bá đạo tổng giám đốc trong tiểu thuyết. Cho đến hôm nay thân lâm kỳ cảnh,
tận mắt nhìn thấy, bản thân Vân An mới cảm nhận được cái loại rung động này. Nguyên lai, chấn nhiếp một người thật sự không cần lỗ võ hữu lực, to con khỏe mạnh, cũng không cần vũ đao lộng bổng. Chỉ cần như Lâm Bất Tiện như vậy, An Tĩnh ngồi ở đằng kia, ôn nhu lại bình tĩnh nói lên hai ba câu, liền đủ. So với việc Vân An kinh diễm cùng rung động, Lâm Bất Cúc cảm thụ liền hoàn toàn bất đồng. Cái này chính là nguyên nhân hắn nhiều năm như vậy một mực phi thường chán ghét Lâm Bất Tiện, không có lý do thứ hai, rõ ràng chỉ là một cái nữ tử, vậy mà có thể làm cho mình sinh ra loại cảm giác này, Lâm Bất Cúc không muốn thừa nhận, cũng tuyệt đối không có khả năng thừa nhận, tại một số phương. Diện Lâm Bất Tiện hơn xa nam tử bình thường, hắn chẳng qua là đem Lâm Bất Tiện loại khí phách này quy kết làm mưa làm gió, không ai bì nổi. Lâm Bất Cúc hừ nhẹ một tiếng, trả lời, là lấy một kiện, như thế nào? Tam ca cũng biết, đó là khách nhân cầm vật. Làm kỳ chưa qua, còn vì sống làm. Ý là thời hạn chuộc lại được kiếm vẫn còn nhưng bản quy tê nói thuật ngữ chắc chỉ ai đi cầm đồ mới hiểu, nghe nói, bất quá ta cũng nghe nói chủ nhân thanh kiếm kia là một tên khất cái, đồ vật của khất cái có mấy cái là sạch sẽ. Nếu là tang vật, ta xem hắn cũng chưa chắc dám đến chuộc đồ, sớm muộn gì là chết có, lấy đi thì thế nào? Vân An trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh ngày ấy tại trên công đường, Lâm Bất Tiện bước nhanh đi đến bên cạnh mình, hoáng chính mình một tiếng, tướng công giật giật tay áo của mình, thấp giọng nói, hiệu cầm đồ thông quản, là chúng ta Lâm gia sản nghiệp. Chuyện này, trước tạm gác lại vừa vặn rất tốt. Ta chắc chắn trả lại ngươi một cái công đạo. Vân An đem ánh mắt tạm thời từ trên mặt Lâm Bất Tiện dịch chuyển khỏi, nhìn hai đầu lông mày nhúc nhích tức giận Lâm Bất Úc, lần nữa đem ánh mắt như ngừng lại trên mặt Lâm Bất Tiện, thầm nghĩ, quấn như thế một chỗ ngoặt, nguyên lai nàng là đang vì mình tìm lại mặt mũi. Lâm Bất Tiện nhìn xem Lâm Bất Úc, bình tĩnh như trước nói là tang vật, tam ca còn có chứng cớ. Cái này, tam ca, làm gì cũng có luật lệ, gia có gia quy, không quy củ phải không phạm vi, mặc dù đã sớm phân nhà, nhưng chúng ta là đồng khí liên chi nhất mạch, nếu là hiệu cầm đồ thông quản chiêu bài như vậy đập phá, tổn thất cũng không phải là nam phủ một nhà. Ta bất quá là, trong lúc rảnh rỗi đi chỗ đó dạo chơi, nhìn thấy chuôi kiếm này nhất thời tâm ngứa, nếu là chủ của vật này thật sự đến chuột, ta bồi thường thêm hắn một số bạc là được, việc này muội muội cũng không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Kiếm đâu? Bây giờ đang ở chỗ nào? Vân An tiếp nhận câu chuyện, hỏi. Lâm Bất Tiễn thân thể cứng đờ, xoay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem Vân An, giống như không hiểu, giống như ngoài ý muốn, lại có chút Vân An xem không hiểu. Vân An lại an ủi ý cười, để ta tự mình tới đi. Nói thật ra, bị người bảo hộ cảm giác rất tốt đẹp, Lâm Bất Tiện vì chính mình làm hết thảy Vân An nhìn ở trong mắt, cảm động trong lòng. Nhưng nàng đã không muốn lại để cho Lâm Bất Tiện vì sự tình của mình cùng Lâm Bất Cúc dây dưa đi xuống. Lâm Bất Tiện không nói gì, thu hồi ánh mắt. Lâm Bất Cúc lấy ánh mắt liếc nhìn Vân An, hỏi, đây là việc nhà chúng ta Lâm Phủ, cùng muội phu lại có quan hệ. Vân An cười cười, trả lời, thật sự là không khéo, ta chính là tam ca trong miệng tên khất cái đâu. Ngươi, thanh kiếm kia là của ngươi. Không sai, chính là ta đồ gia truyền. Tam ca chuẩn bị ra bao nhiêu tiền đem ta cho đuổi rồi. Lâm Bất Cúc biểu lộ thay đổi mấy lần, đột nhiên nở nụ cười, nói ra, thật là đại thủy trùng liễu Long Vương miếu, nếu như thanh kiếm này là muội phu, vậy liền dễ xử lý nhiều. Thật không? Tam ca định làm như thế nào đâu? Thực không dám giấu giếm, thanh kiếm này a, ta vốn chỉ là nghĩ cầm hồi phủ thưởng thức mấy ngày, không nghĩ tới ngày ấy bị Ninh Vương Điện Hạ nhìn thấy, đối với ngươi thanh kiếm kia thật là yêu thích, cũng không hỏi nguyên do trực tiếp mở kim khẩu đã muốn đi, chúng ta thương nhân gia lại làm sao có thể vi phạm hoàng tộc ý tứ. Ngươi thấy đúng không, muội phu? Vân An nghiêm túc nghe xong Lâm Bất Cúc nói, trừng mắt nhìn, hỏi, vì cái gì không thể? Lúc này đây, liền gợn sóng không sợ hãi Lâm Tứ Tiểu Thư cũng phá công, cũng may có cái khăn che mặt che chắn mới không có náo ra trò cười. Lâm Bất Tiện hơi nghiêng đầu, bất đắc dĩ giận Vân An liếc. Vân An cười một trận, khoát tay áo, nói, hảo, ta không làm khó. Ta đã nghĩ hỏi một chút tam ca, ngươi vì cái gì không cùng Ninh Vương giải thích thanh kiếm kia là vật cầm cố còn tại trong kỳ hạn. Ta tin tưởng người hoàng tộc ý chí cùng khí độ không phải chúng ta loại này lão bách tính có thể sánh được, nếu tam ca tại chỗ nói rõ, Ninh Vương cũng sẽ không ngang ngược đến mức này, cho dù hắn thế nào yêu thích ta đồ gia truyền, cũng có thể tới tìm ta ở trước mặt muốn mới đúng. Tam ca trận này mượn hoa hiến vật tại ta đây người làm vườn hái sạch sẽ, giống như không phải như thế cái đạo lý a. Lâm Tứ Tiểu Thư đuôi lông mày dương lên, đối Vân An lý do thoái thác rất là thỏa mãn. Từ khi nàng ở trên xe ngựa suy đoán ra thân phận Vân An,
liền lập tức lật đổ lý do thoái thác chuẩn bị kỹ càng trước đó. Thanh kiếm kia đương thời có 102, Lâm bất tiện không muốn đem Vân An kéo vào, cho nên mới sẽ không nói tới một chữ Vân An chính là chủ nhân bảo kiếm, lại không nghĩ Vân An chính mình đem lời đầu cho tiếp đi qua, khổ tâm của mình tại chỗ uổng phí. Lâm bất tiện có thể hiểu được Vân An bức thiết tìm về đồ gia truyền tâm tình, vẫn là cảm thấy Vân An thật sự là quá không biết bảo vệ mình, chẳng lẽ sẽ không sợ thân phận bại lộ ư? Nhưng thấy Vân An quyết tâm đã định, Lâm bất tiện cũng không dễ trước mặt ngoại nhân nói cái gì nữa, tại trước mặt Lâm bất út, mình và Vân An là nhất thể, lời của nàng chính là mình nói. Lâm bất tiện tuy nhiên đem sân nhà giao cho Vân An, cũng tại một bên đã ra động tác 12 vạn phần tinh thần, chỉ cần Vân An hơi có chỗ sơ suất, hoặc là khả năng lưu lại nhược điểm gì, nàng lập tức sẽ mở miệng tiếp nhận, đem chỗ sơ suất bù trở về. Vân An lý do thoái thác, Lâm bất tiện rất hài lòng, mềm trong mang cứng rắn, không mất lập trường, lại trực kích chỗ hiểm, đem mấu chốt của vấn đề chọn đi ra. Lâm bất út nhất thời nghẹn lời, út út mở hồi lâu, nói ra, Ninh Vương điện hạ thiên kim thân thể, ta không quan không có phẩm cấp sao lại dám trước mặt hắn lão nhân gia nhiều lời nửa câu, người ta đã muốn chính là muốn, cái này trong thiên hạ đều là vương thổ, Yến quốc từng cộng cây ngọn cỏ đều là hoàng tộc, Ninh Vương điện hạ bất quá là mở miệng đã muốn một thanh kiếm, làm sao vậy? Coi trọng đồ đạc của ngươi, là cho ngươi thể diện. Ta cũng không có lớn như vậy thể diện, tam ca không phải mới vừa nói phải bồi tiền sao? Ngươi nói một chút a, nghĩ bồi thường nhiều ít, ta nghe một chút. Kiếm, Vân An là nhất định phải muốn trở về, nhưng trước lúc này nàng nghĩ lại trêu chọc Lâm bất út, trung nhị thiếu gia này năm kỳ thật rất cốt gây chuyện, hai câu nói coi như thật. Lâm bất út khuôn mặt anh tuấn đỏ lên, Vân An ở rễ Lâm phủ, còn có thể thiếu tiền sao? Cái này bồi thường số lượng nếu là nói thiếu đi, nói không chừng sẽ để cho Lâm bất tiện cười nhạo mình keo kiệt, có thể nếu là nói nhiều. Vân An người này tính tình cổ quái, vạn nhất hắn một lời đáp ứng, của cải của nhà mình nhưng là không còn. Lâm bất tiện âm thầm lắc đầu, người này thật sự là không khỏi khoa trương, mình mới vừa nhận đồng nàng lý do thoái thác, bất quá một câu liền lại không đứng đắn. Tam ca. Lâm bất út cho tới bây giờ không có cảm thấy Lâm bất tiện thanh âm dễ nghe như vậy, hắn hết eo, không hề xem Vân An, hỏi, muội muội gọi ta chuyện gì? Bồi thường sự tình cũng đừng có nhắc lại, thanh kiếm này vô luận ra bao nhiêu bạc chúng ta cũng sẽ không bán. Tam ca vừa mới nói cũng có đạo lý, nhưng nói cho cùng bất quá là câu thông không khoái bố trí, hiểu lầm một hồi. Muội muội nghe nói tam ca quản giao tứ hải cao bằng hữu, cùng Ninh Vương điện hạ cũng có vài phần giao tình, phóng nhãn toàn bộ Lâm thị nhất tộc, chỉ có tam ca mới đúng người chọn lựa thích hợp nhất, đổi lại người bình thường muốn gặp Ninh Vương điện hạ một mặt, sợ là cũng khó. Cái này, tự nhiên. Nếu như thế, xin mời tam ca tự mình đến Ninh Vương điện hạ đất phong đi một chuyến, bẩm báo sự tình ngọn nguồn, đem kiếm cho đổi về đến. Tam ca như rỗi rảnh, có thể đến Nam phủ đi một chuyến, ta phủ trong kho tất cả bảo vật, vàng bạc, kỳ trân, tam ca cho dù chọn lựa, mang hiến vào cho Ninh Vương điện hạ, đổi về thanh kiếm kia. Chương 32. Trải qua một phen thương lượng, Lâm bất út rút cục hướng hai người cam đoan hắn hội mau chóng đi đến đất phong Ninh Vương bẩm báo tương quan công việc. Lâm bất tiện lại thừa cơ đưa ra kỳ hạn, yêu cầu Lâm bất út trước khi qua sang năm Tết Nguyên Tiêu, nhất định phải cho hai người một câu trả lời thuyết phục. Lâm bất út cũng đã đáp ứng, hôm nay là tháng 7-13, thời gian cách Tết Nguyên Tiêu còn có gần nửa năm, kỳ hạn không thể bảo là không rộng rãi, nhưng Lâm bất tiện cũng chỉ có thể như thế. Nàng hiểu rất rõ Lâm bất út, nếu như mình bức ép quá chặt, nói không chừng sẽ sinh biến số. Có thể đạt tới kết quả này Lâm bất tiện đã rất hài lòng, từ Bắc Phủ đi ra, vừa mới leo lên xe ngựa, Vân An liền trách móc, đặt mông ngồi vào bên người Lâm bất tiện, hỏi, lão Lâm, ngươi tại sao phải dùng chính mình bảo vật đổi a? Cái này rõ ràng cũng không phải là lỗi của ngươi, ngươi tại sao phải thay hắn tính tiền? Lâm bất tiện bóc trên mặt lụa mỏng, đôi má có chút ửng hồng, tháng 7 trời chính là Lũng Nam Lạc Thành lúc nóng nhất, nàng móc ra khăn lụa xoa xoa cái trán, ngược lại nhìn về phía Vân An, nói khẽ, ta nhìn rất già a. Nghe vậy, Vân An ngạc nhiên nhìn qua Lâm bất tiện, thẳng đến từ trên mặt đối phương thấy được không khỏe co quắp, Vân An mới tiện hề hề nở nụ cười, đưa tay bịt miệng lại, một đôi mắt ngoặt thành trăng lưỡi liềm, cười cười mặt Vân An cũng lộ ra hồng nhạt, nàng tay nắm thành quyền chống đỡ tại bên môi, hắn giọng một cái, trả lời, không đúng không đúng, ngươi mới bao nhiêu a, ta đây không phải. Ai nha, chính là lúc ấy hai ta cũng không có như vậy quen thuộc đúng không, ta không biết nên gọi ngươi là gì. Cảm thấy, lão Lâm, xưng hô thế này ít nhất sẽ không mạo phạm đến ngươi. Lâm bất tiện rũ xuống đôi mắt trầm ngâm chốc lát, trả lời, thời điểm không có người ngoài, ngươi có thể xưng hô danh tự ta, Diệp Khê. Ngươi cũng có tự a.
Lâm tứ tiểu thư tự tại đại hôn Lục Lễ trong khâu vấn danh, trương kia vấn danh dán lên ghi rành mạch, không thể trách Vân An vì lúc kia nàng cũng không biết chữ, chỉ hỏi Nghiêm lão tiên sinh chữ tiện, không để ý đến bút họa rất nhiều, Diệt Khê. Tự nhiên là có, phụ thân đối với ta kỳ vọng cao, tại ta cập kê chi niên liền ban tự. Vân An nâng cầm lên, thuận miệng nói ra, vậy ngươi cũng cho ta khởi một cái đi. Lâm bất tiện lắc đầu, việc này đoạn không thể được, ngươi tuy là trên danh nghĩa người ở rể Lâm phủ, bên ngoài dù sao cũng là nam tử thân phận, từ xưa đều là nam tôn nữ ti, nam tử tự chỉ có thể do dòng họ trưởng bối hoặc là thụ nghiệp ân sư ban cho, nếu để cho ngoại nhân biết rõ ngươi tự là do ta đến khởi, sau này ngươi ở trước mặt ngoại nhân muốn như thế nào nhất nổi đầu. Vân An nghe được Lâm bất tiện nói, mơ hồ nhớ lại thời điểm tại thời gian đảo, hệ lịch sử lão giáo sư giống như nói qua cùng loại nội dung, nhưng đoạn thời gian kia cũng là Vân An mới tới đảo thời gian, còn không có quen mỗi ngày huấn luyện cường độ cao, thế cho nên khi đi học buồn ngủ, thiệt nhiều tri thức đều không có nhớ kỹ. Vân An nhớ lại thoáng một phát Lâm Bất Cúc nói về tự, hậu tri hậu giác đã minh bạch Lâm Bất Cúc hiểm ác dụng tâm, tức giận nói, qua. Ngươi cái này từ huynh dụng tâm thật là hiểm ác, hắn vừa rồi đang khích bác ly gián A. Lâm Bất Tiện còn đang suy nghĩ phải như thế nào trả lời thuyết phục mới có thể không làm tổn thương đến lòng tự trọng Vân An, ai ngờ người này tư duy lại nhảy lên nhanh như vậy, lại hỏi, ngươi tại sao phải nhường Lâm Bất Cúc chọn lấy ngươi bảo vật, đền bù lỗi lầm của hắn A. Lâm Bất Tiện dừng lại một lát, xác nhận Vân An sẽ không lại ném ra ngoài vấn đề khác, mới đáp, Ninh Vương là hạng người gì, ta nghĩ ngươi hẳn là biết rõ đấy. Ngươi thanh kiếm kia thế gian hãn hữu, nếu như đã đến trên tay hắn không có đạo lý lại không duyên cớ nhường cho. Dùng ta tam từ huynh tính tình, hắn là tuyệt đối sẽ không nguyện ý vì này trả một cái giá đại giới quá lớn, có thể mời hắn đi cái này một lần đã là thiên đại mặt mũi. Phủ kho bên trong những vật kia bất quá là tử vật mà thôi, phần lớn cũng đều là dùng để tặng lễ, nếu là có thể dùng trong đó một hai kiện đổi về ngươi gia truyền chi vật, coi như là xài cho đúng tác dụng. Lại nói, Lâm tứ tiểu thư kéo một cái trường âm, không biết nghĩ tới điều gì, còn chưa nói hết những lời này, Vân An truy vấn, nói cái gì nữa? Lại nói, ta đáp ứng chắc chắn cho ngươi một cái công đạo. Ta tuy là nữ tử, đạo lý lời ra tất thực hiện vẫn là minh bạch. Nữ tử làm sao vậy? Lão Diệt Khê, ngươi có hay không nghe qua một câu nói như vậy? Nữ nhân có thể gánh nửa bầu trời. Chưa từng nghe qua, hôm nay từ trước đều là nam tử đến chống đỡ. Nghe được Lâm bất tiện không cần nghĩ ngợi trả lời, Vân An cảm thấy có chút thất vọng, cũng không tính là thất vọng, đại khái là một loại tâm tình đáng tiếc xen lẫn cùng bất đắc dĩ a, đây rốt cuộc là một dạng thời đại gì đâu, nữ tử như Lâm bất tiện như vậy, vậy mà cũng sẽ đương nhiên đem mình coi thành như vậy, nàng nếu tại trái đất, tại thời đại của mình kia, leo lên bảng xếp hạng Forbes là ván đã đóng thuyền, nói không chừng còn có thể trước Time Magazine, bình chọn một trong những người phụ nữ có sức ảnh hưởng nhất trăm đâu, tuy nhiên tâm tình phức tạp, nhưng Vân An cũng minh bạch, thân ở thời không này, Lâm bất tiện là không thể nào thức tỉnh. Nàng cũng không tưởng tượng vừa rồi đối đãi Lâm Bất Út như vậy cùng Lâm Bất Tiện nói dốc một phen, chỉ có thể trầm mặc. Vân An cảm thấy bầu không khí tựa hồ có chút trầm trọng, nửa mở vui đùa mà hỏi thăm, Diệt Khê, ta hỏi ngươi a, ngươi nói, nếu vừa rồi ngươi không có đánh đoạn ngươi từ huynh mà nói, hắn chuẩn bị ra bao nhiêu tiền dọn dẹp chuyện này? Hắn sẽ không ra giá. Vì cái gì? Như thân phận của ngươi chẳng qua là tên khất cái, hắn đại khái hội tùy tiện tìm mấy cái hạ nhân, mở tiệc chiêu đãi ngươi một phen, một bên đe dọa, một bên hiểu chi dùng lý, cuối cùng kín đáo đưa cho ngươi 1800 lượng ngân phiếu, khuyên ngươi thức thời một chút. Nhưng thân phận của ngươi bây giờ bất đồng, đã thành con rể Nam Lâm Phủ, cái giá này hắn không dám khai mở. Vậy ngươi cảm thấy ta thanh kiếm kia giá trị bao nhiêu tiền? Lâm bất tiện nhìn xem Vân An, hỏi ngược lại, ngươi rất thiếu tiền. Vân An nghiêm túc nghĩ nghĩ, thanh kiếm này mình là khẳng định sẽ không bán. Nghèo lắm cũng sẽ không lấy ra, nhưng nếu là hỏi có hay không thiếu tiền mà nói, đích thật là thiếu, tuy nhiên đã có mấy trăm lượng ngân phiếu, nhưng nàng còn ý định đến bên trong cửa hàng đồ cổ đào thứ đồ vật tốt hơn, còn muốn tốn không ít tiền đâu, bạc đi, càng nhiều càng tốt a. Vì vậy Vân An nhẹ gật đầu, Lâm bất tiện thanh âm ôm nhu hầu như đồng thời truyền đến, hỏi, ngươi cần bao nhiêu? Một hớp nước miếng sặc đến yết hầu, Vân An bạo phát ra một hồi kịch liệt ho khan, nghẹn mặt đỏ rần, Lâm bất tiện vì Vân An đến một chén bạch thủy. Nâng chung trà lên đưa tới, không sao a? Làm sao vậy? Vân An vô lực lật ra một cái liếc mắt, thầm nghĩ, tỷ tỷ, ngài là bá đạo tổng tài a? Hay là ta không cẩn thận tiến nhập nhân vật trong cô vợ khế ước a? Đây rốt cuộc là cái gì hổ lang khai triển, mở rộng a? Ngài cái này, ngươi cần bao nhiêu? Nói còn có thể lại trắng ra, lại một chút hời hợt ư? Ta biết rõ ngài có tiền,
nhưng hai ta không thân chẳng quen, ngươi cũng không nên trực tiếp như vậy a. Không có tồn tại tốt, ta sẽ sợ hãi được chứ. Vân An thật vất vả đã ngừng lại ho khan, tiếp nhận chén trà ừng ực uống hai ngụm, một bên lấy ánh mắt lườm Lâm Bất Tiện, vừa rồi trong nháy mắt đó trong óc của mình lại xuất hiện một hình tượng, ăn mặc một bộ trang phục công sở thiết kế vừa vặn Lâm Bất Tiện, hai ngón tay kẹp lấy một tờ chi phiếu ném về phía chính mình, nói, tùy tiện điền, đem nó cho ta lấp đầy. Vân An buông chén nước, thở ra một hơi, nói ra, ta không phải. Ngươi đã hiểu lầm. Ta chỉ là hiếu kỳ ta thanh kiếm kia giá trị bao nhiêu tiền mà thôi, ta tứ chi hoàn chỉnh có thể chính mình kiếm tiền, lại nói nương ngươi cho ta đại hồng bao kia liền đủ ta dùng tốt một hồi. Lần này Lâm Bất Tiện nghiêm túc suy tư một phen, trả lời, thế gian hãn hữu, giá trị liên thành. Bất quá ta hay là muốn khuyên ngươi một câu, như thế bảo vật nếu có thể tìm về, ngươi vẫn là đem nó thích đáng đảm bảo tương đối khá, đơn giản không nên lại khiến nó gặp người. Ta biết rõ, ta minh bạch. Nếu kiếm đổi về đã đến, ta không bao giờ còn ý định khiến nó lại thấy ánh mặt trời. Lâm Bất Tiện gật đầu, cảm thấy nếu có thể thông qua chuyện này lại để cho Vân An hiểu bảo vệ mình, coi như là nhân họa đắc phúc. Diệt Khê, đa tạ ngươi a, đa tạ ngươi cho ta làm hết thảy, thanh kiếm kia thật sự rất trọng yếu, không thể rơi xuống tay người ngoài. Lâm Bất Tiện rũ xuống đôi mắt, trả lời, ta minh bạch. Vân An nói triệt để ấn chứng Lâm Bất Tiện suy đoán, nàng cảm thấy Vân An đem lời nói đến phân thượng này, đã là vô cùng thẳng thắn thành khẩn. Nơi này không phải địa phương nói chuyện, có một số việc, ta nghĩ ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Hảo, chúng ta đây về nhà lại nói. Ừ, trở lại thành Nam Lâm Phủ, Lâm Bất Tiện cùng Vân An cùng nhau trở lại chỗ sân nhỏ Lâm Bất Tiện, đi vào thư phòng, lui trái phải, Lâm Bất Tiện mời Vân An ngồi xuống, Vân An lại bắt đầu đánh giá, hỏi, Diệt Khê, đây là thư phòng này là của ngươi a? Ừ, Lâm Bất Tiện cũng không nóng nảy, mặc cho Vân An nhìn xung quanh, bốn phía sờ sờ, tu dưỡng vô cùng tốt. Ồ. Vân An bước nhanh đi vào trước một bàn nhỏ, chỉ vào phía trên bày một đồng hồ báo giờ vuông vức, hỏi, các ngươi nơi đây đã có cái này. Đây là phiên bản hàng ngoại nhập, gọi đồng hồ báo giờ. Lâm Bất Tiện nhìn qua Vân An bên mặt, nàng từ trong biểu hiện của Vân An suy đoán ra, Vân An tuyệt đối không phải lần thứ nhất nhìn thấy đồ vật này, đồng hồ báo giờ này phóng nhãn toàn bộ Yến quốc đều là kiện vật hi hãn, Yến quốc cảnh nội không cao hơn 10 món, ngoại trừ cung vua, mấy vị hoàng tộc cùng quan to hiển quý trong phủ, dân gian chỉ có Lâm phủ mới có, như vậy. Vân An nhất định là tại chính chỗ khác xem qua đồng hồ báo giờ này. Cho dù không phải người của chính chỗ này, ít nhất cũng là có chút thân cận quan hệ, Lâm Bất Tiện nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, chỉ có điều phía trên ký tự rất kỳ quái, người có thể nhận ra. Bất quá là một ít chữ số La Mã mà thôi, Vân An đương nhiên nhận thức, nhưng ở một nháy mắt lời sắp ra khỏi miệng, Vân An kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nàng ý thức được một cái đáng sợ vấn đề, Lâm Bất Tiện tại sáo lộ, đường theo động tác võ thuật, chính mình, Vân An không biết rõ Lâm Bất Tiện tại sao phải làm như vậy, nhưng nàng không khỏi cảm thán nữ nhân này là bực nào thông minh, nàng nhất định là nhìn ra manh mối gì, mới có thể thăm dò chính mình. Không biết, ta cũng chưa từng thấy qua cái đồ chơi này. Nói xong Vân An ngồi xuống Lâm Bất Tiện đối diện, hỏi, ngươi muốn cùng ta nói công việc gì? Lâm Bất Tiện khẽ cười một tiếng, đối Vân An mà nói cũng không tin, thực sự không hề nói ra. Việc này, quan hệ Lâm phủ tân mật, ta suy xét mấy ngày nay, vẫn là quyết định đem ngọn nguồn chuyện này báo cho ngươi biết, dù sao ta và ngươi tuy là danh nghĩa phu thê, ở trước mặt người ngoài chính là nhất thể. Tính toán thời gian cũng kém không nhiều, không lâu về sau một hồi tai họa có thể sẽ giáng xuống Lâm phủ, đến lúc đó còn cần ta và ngươi đồng tâm hiệp lực vượt qua nan quan, chờ chuyện này giải quyết bình ổn về sau, ta sẽ tìm cơ hội trả lại ngươi thân tự do. Tốt, ngươi nói đi, ta toàn lực phối hợp, hơn nữa bảo thủ bí mật. Ngươi cũng biết, Lâm phủ vì sao như thế cấp bách chiêu tế ở rễ. Chương 33. Không phải nói Huyền Khổ đại sư kia nói, ngươi vào ngày song thập sinh nhật gặp được một hồi trời ban lương duyên ư? Vân An nghĩ, cái này trời ban lương duyên nói phải là Lý Nguyên a, bất quá Lý Nguyên cũng không giống như muốn tràn hôn sự này, cuối cùng trước mắt bắt chính mình đỉnh bao. Những chuyện phong kiến mê tín này, nghe một chút coi như xong. Tuy nhiên Vân An cũng hiểu được vị kia Huyền Khổ đại sư có chút bổn sự, bất quá ở thời đại này, cái gọi là huyền học cũng là vì người có quyền thế phục vụ, ví dụ như hoàng gia, ví dụ như Lâm Bất Tiện hoặc là Lý Nguyên giai tầng kia. Lâm Bất Tiện trả lời, ta đã từng đính hôn. A, à, Vân An ngây ngẩn cả người, nếu như Lâm Bất Tiện đính hôn vì cái gì còn muốn làm một màn như thế a? Tại thời đại bảo thủ như vậy hối hôn thật sự có thể chứ? Ngươi hãy nghe ta nói. Hảo, Lâm phủ tự trăm năm trước tổ tiên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập đến nay,
rơi vào tay thế hệ này như ngươi chứng kiến, cha ta tuổi trên 50, dưới gối không con chỉ có ta đây một cái đích nữ, đối với điều này Bàng Chi đã rất có phê bình kín đáo. Thời điểm 4 năm trước tại Tết Nguyên Tiêu, thân tộc trưởng bối từng hướng cha ta đề nghị, từ trong Bàng Chi tuyển chọn một vị huyết thống khá gần, xuất thân cao, phẩm hạnh tốt đẹp chính là Nam Đinh, cho làm con thừa tự đến cha ta dưới gối, nhập phủ xà nhà. Bất quá chuyện này bị cha ta tại chỗ cự tuyệt, một năm sau phụ thân lại triệu tập dòng họ, tuyên bố đem Lâm phủ quyền hành giao cho trong tay của ta. Lâm bất tiện nói mặc dù đang thời đại này người đến xem, là hợp tình hợp lý, tại Vân An xem ra Lâm phủ Bàng Chi những cái kia thân thích tướng ăn thật khó xem. Cái này to như vậy gia nghiệp người ta vất vả khổ cực đi đến hôm nay, dựa vào cái gì tiện nghi người khác, cũng không phải Lâm lão gia không có hài tử, không phải là không có nhi tử sao. Lâm bất tiện ở đâu so nam tử kém. Dừng một chút Lâm bất tiện tiếp tục nói, lúc kia ta đã 17 tuổi, cái tuổi này còn không có lập gia đình nữ tử đã rất hiếm thấy. Nếu như phụ thân quyết định đem gia nghiệp giao cho ta, hôn sự của ta cũng liền bị nâng lên nhật trình, bất quá tại sự kiện này phụ thân cùng mẫu thân ý kiến sinh ra khác nhau, mẫu thân cảm thấy có lẽ kén rễ tế nhập phủ, mà phụ thân thì tương đối kiên trì để ta xuất giá, nhưng yêu cầu con của ta nhất định phải có một cái nam hài theo họ mẫu, kế thừa Lâm phủ gia nghiệp. Ta cảm thấy lấy ngươi loại tình huống này, Lâm. Ừ, mẫu thân đề nghị tương đối khá. Sự tình không có đơn giản như vậy. Lâm bất tiện biểu lộ như trước nhàn nhạt, lại lộ ra một cổ vô lực cùng cảm khái. Nàng tiếp tục nói, lúc kia ta sơ trưởng gia nghiệp, không bắt được trọng điểm, mỗi ngày đều bận đến gân mỏi mệt kiệt lực, sự tình cũng làm không hết, không có tâm lực đi suy nghĩ vấn đề này, nhưng về sau phụ thân nói với ta, cũng không phải là hắn nhất định ta phải xuất giá, cũng không phải lòng hắn hung ác. Mẫu thân của ta ý tưởng bất quá là cách nhìn của đàn bà, mặc dù là một lòng vì ta cân nhắc, lại không nghĩ rằng khả năng chuyện này sau này sẽ xảy ra. Phụ thân nói, phàm là người có công danh bàn thân, xuất thân cao quý, cũng sẽ không đi vào vô dụng cử chỉ, như Lâm phủ thật muốn chiêu tế, rất có thể chỉ có thể chiêu đến một cái thương nhân chi tử. Bọn hắn nhị lão lớn tuổi, nhất định không cách nào hộ ta cả đời chu toàn, nếu là ở ta không sinh hạ con nối dõi, hoặc là tại con của ta không có trưởng thành, một mình đảm đương một phía lúc trước bọn hắn liền xuôi tay đi về phía Tây, Lâm phủ to như vậy gia nghiệp tất nhiên sẽ gặp đến nhiều mặt ngấp nghé. Đến lúc đó bằng một người như vậy ở rễ, là vô lực cùng những người kia chống lại. Nhưng là ta xuất giá cục diện lại bất đồng, dùng Lâm phủ phong phú đồ cưới, ta ít nhất cũng có thể gả cho một vị tiểu sĩ tộc làm chính thê, sau khi cưới phụ thân liền có thể đem Lâm gia góp nhặt giao thiệp chậm rãi quá độ đến phu quân của ta nơi đó, nếu là vận khí tốt, phu quân của ta nghĩ tại triều đình một bước lên mây cũng không phải là việc khó, đến lúc đó tự nhiên không dám còn có người đánh Lâm phủ chú ý, phụ thân cùng mẫu thân cũng liền có thể yên tâm. Vân An cau mày, cố gắng lý giải Lâm bất tiện lời nói, hỏi, phụ thân ngươi nếu như liền gia nghiệp cũng giao cho ngươi rồi, vì cái gì không đem trong tay nhân mạch cùng nhau giao cho ngươi? Dựa vào người bên ngoài bảo hộ đến cùng không phải biện pháp, mình bảo vệ mình mới an toàn nhất, cha ta trong tay nhân mạch, phần lớn là triều đình hoặc là địa phương quan viên, những người này. Dùng thân phận nữ tử của ta bất tiện gặp gỡ, lại càng không thuận tiện kết giao. Đường đường mệnh quan triều đình, như thế nào tiếp vu cùng người khác họ nữ tử làm bạn? Vân An xì mũi coi thường, những quan lại này thật là có ý tứ, một bên công khai bắt người ra chỗ tốt, một bên còn muốn ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia, thật sự là u ác tính. Về sau, thông qua một vị thụ nghiệp sư phụ dẫn tiến, ta nhận thức một người, hắn gọi chung Tiêu Đình, xem như đồng môn của ta sư huynh, lạc thành nhân sĩ, xuất thân hàng môn, ta thương hại hắn tài hoa đầy bụng lại gom góp không xuất ra lộ phí, giúp đỡ hắn vòng vo để mà khoa khảo thi, rất nhanh hắn liền chiếm được cử nhân thân phận. Trở lại lạc thành dẫn theo lễ vật đến nhà bái tạ. Phụ thân thấy hắn tuấn tú lịch sự, gia thế trong sạch, hôm nay lại có công danh, liền sinh ra ý tưởng đem ta gả cho hắn. Bởi vì đây là ứng cử viên con rể mà phụ thân vẫn luôn đang tìm kiếm, phụ thân cảm thấy, chung Tiêu Đình không có bối cảnh, so sánh. Tốt khống chế. Hàng môn xuất thân càng hiểu cảm ơn, Lâm phủ giúp hắn một bước lên mây, hắn sau này cảm niệm cái này tuyệt không sẽ đối ta quá kém. Phụ thân cùng hắn nói qua về sau, hắn cũng đã đáp ứng, ngày sau ta cùng với hắn thứ hai nhi tử theo mẫu tính, kế thừa Lâm phủ gia nghiệp. Đến tận đây, ta liền lại không lý do để phản đối. Về sau đâu? Chung Tiêu Đình đi đâu? Hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, tại thi đình được thánh thượng khâm điểm làm thám hoa lan, tại Quỳnh Lâm Yến, lại đem hắn chỉ cho thượng thư phủ Thiên Kim. Như vậy sao được đâu? Trước khi chỉ hôn chẳng lẽ không hỏi một câu người ta có hay không đính hôn, kết hôn ư? Lâm bất tiện bình tĩnh mà nhìn xem Vân An, cười cười. Vân An đã hiểu,
Cái này Chung Tiêu Đình chính là Trần Thế Mỹ phiên bản Yến Quốc. Nhân vật này có thật trong lịch sử Trung Quốc và có trong phim Bao Thanh Thiên, nhưng hai phiên bản hoàn toàn trái ngược nhau, một người bị đổ oan và một người thì tựa như Chung Tiêu Đình, cho nên, ngươi dưới sự giận dữ liền tuyên bố lập gia đình. Ta, chỉ là ngươi đệm lưng cùng. Bức Bình Phong. Lâm Bất Tiện than nhẹ một tiếng, trả lời, ngay khi phụ thân nhận được tin tức tin cậy, Chung Tiêu Đình cưới Thượng Thư Phủ Tiểu Thư về sau, còn muốn thừa dịp hồi hương tế tổ chi tế, nạp ta làm thiếp. Nghe được Lâm Bất Tiện mà nói, Vân An ngồi không yên, chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Vân An tuy không phải xuất thân quốc học hệ, nhưng là minh bạch thiếp là một vị trí như thế nào, xem thạch đầu ký sẽ biết, bên trong Triệu Di Nương, phàm là một cái được sủng ái đại nha hoàng cũng không đem nàng để vào mắt, chính mình sinh hài tử cũng chỉ có thể quan tâm nàng gọi Di Nương. Cái này Chung Tiêu Đình cũng quá vô sỉ a. Nếu là không có ngươi, hắn hiện tại khả năng ở nhà trồng trọt đâu, không cảm ơn cũng liền thôi, còn muốn chậm trễ ngươi cả đời. Có như vậy báo ân đấy sao? Hắn cho là hắn là ai a? Ông trời của ta. Ngươi không cần sợ, ngươi bây giờ đã gả cho ta, mặc dù hai ta là danh nghĩa phu thê, ta khẳng định sẽ không để cho hắn thực hiện được, ta ngược lại muốn xem hắn bao lớn một gương mặt, nếu là hắn không xuất hiện thì thôi, nếu là hắn dám đến sách chuyện này, ta khẳng định phải đánh hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác, thứ gì? Sách Thánh Hiền cũng đọc được con chó trong bụng đi. Tóm lại, ngươi bây giờ đã lập gia đình, hắn không có đùa giỡn. Vân An tức giận nói. Nói xong còn chưa tới 5 giây, Vân An ngồi xuống, hai tay nâng cầm lên hỏi, ngươi đối với hắn không có cảm tình à? Vân An cảm thấy, vừa rồi tự ngươi nói những cái kia, đều là thành lập tại Lâm Bất Tiện đối Chung Tiêu Đình không có cảm tình trụ cột điều kiện tiên quyết ở dưới, nếu như hai người tình đầu ý hợp, chính mình sẽ không thiệt nhiều chỏ mỏm vào. Bất quá Vân An cảm giác có lẽ không đến mức, tuy nhiên nàng còn không phải hiểu rất rõ Lâm Bất Tiện, nhưng nàng hẳn là cái lòng có ngông nghênh nữ tử, đoạn sẽ không vì hơi có chút cảm tình như thế chịu thiệt. Vân An một mảnh hảo tâm, ai ngờ Lâm Bất Tiện nghe xong sắc mặt cũng thay đổi. Dùng một loại xấu hổ và giận dữ ánh mắt chằm chằm vào Vân An, trắng nõn khuôn mặt chợt đỏ bừng, hỏi, ta tại trong lòng ngươi, chính là như vậy một cái không tuân thủ nữ tắc nữ tử. Vân An hoảng sợ nói, cái này chỗ nào cùng chỗ nào giống a? Ta lúc nào nói ngươi không tuân thủ nữ tắc? Vân An, ta và ngươi tuy chỉ là danh nghĩa phu thê, nhưng ta muốn nói cho ngươi, ta cùng với Chung Tiêu Đình tuyệt không tư tình, ta cùng với hắn là gặp qua ba mặt, có thể mỗi lần đều có trưởng bối ở đây, hơn nữa ta cũng chưa bao giờ tháo xuống khăn che mặt, ta. Chứng kiến Lâm Tứ Tiểu Thư hốc mắt đều đỏ, Vân An tất cả suy nghĩ dựa vào lý lẽ biện luận lúc này tan thành mây khói, Lâm Bất Tiện tự oán tự nộ mà nhìn Vân An, biểu lộ xấu hổ và giận dữ không thôi. Vân An ngây ngẩn cả người, cảm giác tim giống như bị thứ gì đục một chút, lực đạo kia cũng không nặng, hậu kình lại kéo rất dài, bởi vì Vân An chứng kiến, một giọt no đủ nước mắt từ hốc mắt Lâm Tứ Tiểu Thư tràn ra, nước mắt khéo léo vừa vặn xẹt qua viên nốt ruồi chu sa kia, theo trơn bóng khuôn mặt rất nhanh trượt xuống phụ cận cằm, nhỏ xuống. Vân An thân thể lung lay, nàng bản năng trong đầu xuất hiện ý niệm muốn làm một cái ôm an ủi, lại ngạnh sinh sinh dùng lý trí ngăn cản hành vi của mình. Nàng muốn nói gì, lại cảm giác như nghẹn ở cổ họng, trong nội tâm càng là đau xót trướng khó chịu. Chính mình hôm nay vừa mới nghĩ tới, Lâm Bất Tiện như vậy nữ tử cũng sẽ rơi lệ ư. Kết quả là đã thành người khởi xướng. Nam nữ, nữ nữ ở giữa hổ sinh tình cảm tại hiện đại không phải là rất bình thường sao? Có thể tại trong mắt Lâm Bất Tiện, chưa lập gia đình nam nữ sinh ra tình cảm, sự tình nguyên lai là tội ác như vậy. Chính mình, nên làm thế nào cho phải đâu? Lâm Bất Tiện như vậy, ngay sau khi mình rời đi, mặc dù thủ cung sa nguyên vẹn không sức mẻ, nàng thật sự có dũng khí tìm kiếm chân ái ư. Nàng cả đời này, thật sự còn có thể như chính mình suy nghĩ như vậy, có được hạnh phúc ư. Nguyên lai, không có bởi vì tìm nữ tử ở rễ mà tự sát, cũng đã dùng hết Lâm Bất Tiện tất cả phản kháng, thời đại, dũng khí. Là đau lòng, là rung động, thì không cách nào lý giải, cũng cảm thấy có lẽ cái này là thời đại này tất cả nữ tính ảnh thu nhỏ. Vân An cúi thấp đầu xuống, nàng lúc này liền nửa chữ phiến gốc áo Lâm Bất Tiện cũng không dám đi lôi kéo, nàng kịch liệt là như thế mà không thể xâm phạm. Thực xin lỗi, ngươi nghe ta giải thích được không? Vân An thanh âm rầu rĩ, mang theo vài phần ủy khuất. Rốt cuộc là tốt giáo dục thiên kim tiểu thư, Lâm Bất Tiện tuy nhiên bị tức phát run, nhưng vẫn là cố gắng duy trì phong độ cùng lễ phép, ra vẻ bình tĩnh mà đáp, ngươi nói. Thực xin lỗi, ta thật không phải là ý tứ kia, ta cũng không biết làm như thế nào cùng ngươi giải thích ngươi mới có thể minh bạch, ta cam đoan với ngươi, ta đối với ngươi tuyệt đối không có nửa phần ác ý, càng không có tí xíu nhục nhã ý của ngươi. Ta chỉ là...
ngươi coi như ta không hiểu lễ giáo, ăn nói bậy bạ a, ngươi đừng khóc, được chứ? Trầm mặc thật lâu, Lâm Bất Tiện nhẹ nhàng thở ra một hơi, trả lời, ta tin ngươi. Vân An giúp Lâm Bất Tiện rót một chén nước, hai người một lần nữa ngồi xuống, Lâm Bất Tiện sửa sang lại tốt suy nghĩ lại cho Vân An nói về ẩn tình ở rễ sau lưng. Đồng hồ báo giờ gõ vang, hai người đã ở thư phòng nói chuyện hơn một giờ. Vân An cũng biết, Lâm Phủ tình huống trước mắt không hề giống biểu hiện ra như vậy ngăn nắp. Chung Tiêu Đình cái vị kia thượng thư nhạc phụ, là quý phi thân huynh dài, là đương kim thánh thượng vô cùng nể trọng xương cánh tay, mà Lâm Phủ nhiều thế hệ thương nhân, trong triều cũng không thân thuộc, đối mặt thượng thư phủ khổng lồ như vậy thế lực, những cái kia cái gọi là nhân mạch lại có thể ra bao nhiêu lực đâu. Hơn nữa, Lâm Phủ bàn chi cũng đúng phần này gia nghiệp nhìn chằm chằm, hôm nay Lâm Phủ, ngoài có quyền thần thèm thuồng, bên trong có dòng họ ngấp nghé, đây hết thảy nguy cơ cũng đã rơi vào trên vai Lâm Tứ Tiểu Thư một người. Thấy Vân An không nói, Lâm Tứ Tiểu Thư đôi bàn tay trắng như phấn âm thầm nắm chặt, nói ra, danh nghĩa phu thê, hứa ngươi hoàng kim vạn lượng. Vân An nhìn xem Lâm Bất Tiện, nàng nhìn thấy Lâm Bất Tiện ra vẻ trấn định, cũng đã gặp nàng lòng chua xót cùng bất đắc dĩ, kỳ thật chính mình mới vừa rồi không có nói chuyện, cũng không phải suy nghĩ phương pháp thoát thân, mà là đang suy nghĩ Lâm Phủ tình cảnh, cùng với bằng mình bây giờ có thể làm mấy thứ gì đó. Thành giao. Vân An sảng khoái đáp ứng, đáy mắt xẹt qua một tia ấm áp. Có lẽ chỉ có trên lợi ích đã có liên lụy, Lâm Bất Tiện mới có thể chính thức an tâm a, ngươi yên tâm, trước khi Lâm Phủ vượt qua nguy cơ, ta sẽ không ly khai, bất quá. Thời gian của ta tối đa còn có 2 năm, thời gian vừa đến ta phải đi, đủ sao? Đầy đủ. Tốt lắm, ta sẽ cố gắng hết sức lớn nhất cố gắng bảo vệ ngươi. Lâm Bất Tiện cười cười, không nói tiếng nào. Đúng rồi. Vậy ngươi hôm nay nắm ngươi tam từ huynh đi trữ vương nơi nào, hắn sẽ không nói hưu nói vượng hoặc là ác ngữ hãm hại ngươi đi. Điểm này ngươi yên tâm, phân gia mặc dù lúc nào cũng nghĩ đến thay vào đó, nhưng đối với bên ngoài Lâm Phủ vĩnh viễn đều là nhất thể, như tông gia gặp nạn không có một cái nào phân gia có thể toàn thân trở ra, điểm này là không thể nghi ngờ, hắn sẽ không làm sự tình bất lợi Lâm Phủ. Vậy là tốt rồi, ta đây an tâm. Nếu bởi vì ta sự tình cho ngươi chọc phiền toái, ta sẽ không đâu. Ta đều có đúng mực. Diệt Khê. Ừ. Ngươi có nghĩ tới hay không, về sau sinh hoạt? Không có. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không đổi một loại bất đồng sinh hoạt? Như thế nào bất đồng đâu? Lâm Bất Tiện hỏi. Không có, không có gì. Bạn đang nghe truyện từ TL Radio. Thiên đường bách hợp tiểu thuyết. Chương 34. Cốc cốc cốc, cửa thư phòng bị gõ vang. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Từ Nghi. Tiểu thư, cô gia, lão gia bên kia truyền lời tới đây, nói tiểu thư hôm nay đi một chuyến đến Bắc Phủ đích thị là mệt mỏi, bữa tối cũng không cần đi qua cùng dùng, lại để cho tiểu thư cùng cô gia ở trong nội viện của mình dùng bữa. Đã biết, hay ta tạ ơn phụ thân mẫu thân. Vâng. Nghe được buổi tối hôm nay không cần cùng gia trưởng ăn cơm, trong nội tâm Vân An một hồi mừng thầm, cũng không phải nàng không thích Lâm gia hai vị lão nhân, tự hỏi trong lòng nàng rất ưa thích bọn hắn. Lâm phu nhân đối Vân An tất nhiên là không cần phải nói, Lâm lão gia lại cùng phụ thân Vân An có vài phần rất giống, nhìn xem khiến cho Vân An cảm thấy từng trận thân thiết, chỉ có điều Yến Quốc ăn cơm quy củ quá nhiều, ăn không nói ngủ không nói, trên bàn cơm yên tĩnh, âm thanh bát đũa hơi. Chút lớn một chút đều không được, hơn nữa gia chủ để đũa xuống tiểu bối cũng phải ăn xong, cái này đều bị Vân An cảm thấy rất câu thúc. Diệt Khê, buổi tối hôm nay liền hai ta ăn. Ừ, ta đói bụng. Lúc nào ăn cơm? Lâm Tứ Tiểu Thư nhìn Vân An, hướng phía cửa kêu, Thụy Nhi. Vâng, Tiểu Thư. Thông tri phòng bếp truyền lệnh. Thêm hai đạo thịt rau. Vâng. Lâm Bất Tiện khẩu vị thiên thanh đạm, thời điểm bình thường một mình ở tiểu viện ăn, phòng bếp đều cho Lâm Bất Tiện chuẩn bị cả bàn thức ăn, nhưng Vân An là loại hình không thịt không vui, chỉ cần là thịt, làm như thế nào cũng có thể. Thời gian hai người thành hôn mặc dù không dài, nhưng Lâm Bất Tiện lại có một loại trực giác, Vân An là phi thường thích ăn thịt. Cho nên mới cố ý phân phó một câu. Vân An cười híp mắt nhìn Lâm Bất Tiện, hỏi, ngươi còn muốn bận bịu một hồi sao? Ừ, có một vài sổ sách còn không có xem hết. Ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Cũng không biết là vừa mới bị chọc giận, hay là trận này Lâm Bất Tiện đều không có nghỉ ngơi tốt. Vân An thấy được đáy mắt Lâm Bất Tiện màu xanh, vì vậy nói ra, cái dạng gì sổ sách? Thuận tiện ta xem ư? Không có gì bất tiện, chẳng qua là rất buồn tẻ, sợ ngươi sẽ không thích. Ngươi là muốn lũng sổ sách, hay là muốn thẩm tra đối chiếu? Đều muốn, còn muốn đại khái tính một chút mỗi một bút lợi nhuận, làm được trong lòng hiểu rõ, có nhiều thứ chi phí thuộc hạ là không rõ ràng,
chỉ có ta biết rõ. À, như vậy, ta đây đã minh bạch. Vân An tràn đầy tự tin mà đi đến trước bàn bên cạnh, chỉ phía trên giày đặt hai quyển sổ sách, hỏi, là hai quyển này ư? Ừ, Vân An đem chúng nâng tới đây, để lên bàn của Lâm Bất Tiện. Lâm Bất Tiện cũng không ngăn cản, nàng cho rằng những thứ Vân An biểu hiện ra chưa chắc chân thật là nàng. Nàng rất thích ý thông qua chuyện này nhìn một chút Vân An sâu cạn, nhìn xem nàng đến cùng giấu bao nhiêu bổn sự. Hơn nữa những thứ này cũng không có cái gì cấm kỵ. Nàng vốn là ý định tiếp qua một hồi bắt đầu mang Vân An đi dò xét cửa hàng, chậm rãi đem sự tình dạy cho Vân An. Dù sao Vân An bên ngoài là nam tử thân phận, rất nhiều chuyện tình so với chính mình thuận tiện hơn. Vân An cúi đầu rất nhanh trừng mắt nhìn, camera giấu ở trong mắt phải rời đi. Ở bên trong camera có một cái siêu cấp chip, bên trong có rất nhiều công năng. Một cái trong đó chính là máy tính. Thời điểm nghiên cứu công năng lúc ấy, Vân An chứng kiến máy tính này còn nhịn không được nhả ra rảnh một phen. Cái này có làm được cái gì? Lại không nghĩ thứ thể hiện giá trị sớm nhất chính là máy tính này. Vân An nghĩ, như thế nào cảm giác chức năng này chính là chuyên môn cho Lâm Bất Tiện chuẩn bị đâu. Đã có nó tính sổ thời gian có thể tiết kiệm thiệt nhiều, nàng cũng không cần mệt mỏi như vậy đi à nha. Vân An 10 phần tự tin lật ra sổ sách, chỉ cảm thấy một hồi mê muội. Đã xong. Mình làm sao đã quên? Cái thế giới này căn bản không có số Á Rập, nội dung trên sổ sách tất cả đều là dùng Yến Quốc phức tạp văn tự ghi chép, kể cả mỗi lần một số khoản. Vân An tuy nhiên nhận thức một ít chữ, nhưng đến cùng không phải nắm chắc. Sổ sách loại vật này, vạn nhất nàng không cẩn thận nhận sai một chữ đều là không được. Vân An cảm giác được Lâm Bất Tiện đang nhìn mình chăm chú, nàng cảm giác mặt mình có chút nóng lên, tuyệt không thể để mất mặt trước người này. Đột nhiên, Vân An nghĩ tới một ý kiến hay, đem sổ sách xoay tròn 90 độ, đẩy đến trước mặt Lâm Bất Tiện, nói ra, ngươi cũng biết, ta không biết chữ, ngươi có thể hay không đem con số phía trên đọc cho ta? Tốt. Lâm Bất Tiện thanh âm rất ôn nhu, không có chút nào vì vậy sinh ra nửa điểm ghét bỏ hoặc là bất mãn. Càng thêm thần kỳ chính là, Lâm Bất Tiện vậy mà một chút cũng không có cảm giác nghi vấn, nàng không cảm thấy lý do thoái thác của Vân An chẳng qua là kế hoãn binh. Cái này nếu đổi thành người khác, nàng mặc dù cũng sẽ không nói cái gì, nhưng sẽ trực tiếp từ chối nhã nhặn, tỏ vẻ chính mình đến tính toán là tốt rồi. Vân An tươi sáng cười cười, nói, thật tốt quá, hai ta phân công hợp tác. Tranh thủ trước khi ăn cơm đem cái này hai quyển sổ sách làm cho hết, ngươi hôm nay hảo hảo tắm một cái, sớm chút nghỉ ngơi. Lâm Bất Tiện mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Bất quá nàng cũng không cho rằng trước khi ăn cơm có thể đem hơn 200 trang sổ sách cũng lủng hết. Bắt đầu đi. Vân An dựa vào phía sau một chút, nhắm mắt lại nói, Lâm Bất Tiện trong mắt xẹt qua một tia khó hiểu, hỏi, ngươi không cần tính toán rù? Ừ, ta tính nhẩm. Tốt, nếu là đọc nhanh, ngươi nói cho ta biết. Ừ, đồng hồ báo giờ lần nữa vang lên, lại là một giờ đi qua, cuốn sổ sách thứ hai lật đến một tờ cuối cùng. Cái này hai quyển sổ sách là Thất Bảo Lâu đưa tới, là một trong những sổ sách phức tạp nhất Lâm gia sản nghiệp. Lâm Bất Tiện tâm tình đã không thể dùng kinh ngạc để hình dung, nàng đọc lên cuối cùng một số sổ sách. Vân An đợi vài giây đồng hồ, hỏi, hết rồi? Ừ, Vân An mở mắt, tròng trắng mắt có chút đỏ lên, đây là nàng dùng ánh mắt điều khiển máy tính quá độ tạo thành. Phần lãi gộp nhuận là 93.7840.52. Thành phẩm chi tiêu là 31.4624.500 văn, thuần lợi nhuận là 62.3222.500 văn. Nói xong, Vân An lần nữa đem con mắt đóng lại, đưa tay kìm ánh mắt. Máy tính mặc dù tốt, nhưng thật sự mệt mỏi a. Xem ra sau này chính mình hay là học cái bàn tính tương đối khá a. Còn có, Thất Bảo Lâu này thực kiếm tiền a. Đây bất quá là Thất Bảo Lâu một cái quý tài vụ bản báo cáo, chỉ là một nhà sản nghiệp này liền cho Lâm gia mang đến tương đương thành trái đất tệ ước chừng hơn 4 ức thu nhập. Đương nhiên thời đại này tiền cũng không thể hoàn toàn cùng sức mua ở trái đất thô bạo đổi thành, nhưng phần này lợi nhuận chỉ sợ Dubai ở trái đất cũng chưa chắc có thể đạt tới. Chủ yếu nhất là đây bất quá là một trong những sản nghiệp Lâm gia mà thôi, như vậy sản nghiệp còn không biết có bao nhiêu. Lâm gia rốt cuộc là có nhiều tiền a, Phú Khả Địch Quốc chỉ sợ cũng đã không đủ để hình dung. Nghĩ tới đây, Vân An cảm giác mình một chút cũng không cao hứng. Tuy nhiên những số tiền này cuối cùng còn muốn chia hoa hồng cho phân gia, hơn nữa cũng chưa chắc tất cả cửa hàng Lâm gia đều là trạng thái lợi nhuận. Có một chút nhưng là không thể nghi ngờ, Nam Lâm phủ tài phú tích lũy đã đến một trình độ tương đối đáng sợ. Cao điểu tận, lương cung tàn, được chim quên ná, đặng cá quên nơm. Vân An trong đầu hiện lên Thẩm Vạn Tam, hiện lên Hòa Thân, hiện lên thiệt nhiều người trong lịch sử trái đất ngập trời phú quý. Kết cục cuối cùng, Vân An luôn cảm thấy Lâm phủ đã chạy đến biên giới bị chém dế. T. Một vương triều phong kiến, bất luận ai là kẻ thống trị cũng sẽ không muốn nhìn thấy thương nhân trong dân gian rõ ràng so quốc khố còn có tiền,
nói không chừng lúc nào triều đình thiếu tiền, sẽ đem Lâm phủ làm thịt. Diệt Khê. Vân An đột nhiên kêu, trong thanh âm kéo lấy một tia mỏi mệt. Ừ. Lâm Bất Tiện còn đắm chìm trong kinh ngạc, bởi vì Vân An tính ra phần lãi gộp nhuận cùng tiên sinh phòng thu chi thất bảo lầu cho ra tổng số chỉ kém 10 lượng bạc, mặc kệ ai mới là chính xác, Vân An bằng vào tính nhẩm có thể làm được loại trình độ này. Phóng nhãn toàn bộ Yến quốc cũng không có mấy người có thể làm được. Ta hỏi ngươi a, ngươi nói. Các ngươi Lâm gia, có những ai chỗ dựa, ngươi biết không? Cái này tự nhiên là có, bất quá cũng nắm giữ ở trong tay phụ thân, cụ thể có ai ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá. Ừ, Nam Lâm phủ hàng năm ít nhất hội xuất ra 3 thành lợi nhuận dùng làm khắp nơi chuẩn bị, ta đây là biết rõ đấy. À. Vân An chậm rãi mở to mắt, hỏi, ta nhớ được Nghiêm lão tiên sinh cùng ta đã từng nói qua, tấm biển Lâm phủ là tiên đế ngự bút thân đề, tiền viện đỉnh đồng là đời trước nửa hoàng đế ngự tứ đúng không? Đúng vậy, đồng đỉnh kia là 70 năm trước Lâm gia tổ tiên tại thời điểm Lâm gia vừa có khởi sắc, Đông Nam vùng duyên hải bạo phát khấu loạn, mấy năm kia trùng hợp thiên tai không ngừng, triều đình quốc khố hư không, Lâm gia tổ tiên liền hầu như tan hết Lâm gia gia tài, hiệp trợ triều đình đối kháng cướp biển, bình loạn sau bệ hạ liền phá lệ cho một phương đồng đỉnh chỉ có sĩ tộc hoàng tộc mới có thể có, thượng thư một phương thái bình. Về phần tấm biển kia, là hơn 40 năm trước Hoài Dương lũ lụt, hoa màu không thu hoạch được một hạt nào, Lâm phủ đem dưới cờ 8 phần mễ của tất cả mễ trang đều giao triều đình, còn lấy ra 3.000 vạn lượng giúp nạn thiên tai, tiên đế ban thưởng tấm biển. Vân An cười khổ một tiếng, biểu lộ có chút khó coi, nàng nhìn Lâm Bất Tiện, trong ánh mắt bắt đầu khởi động nhàn nhạt đau thương. Diệt Khê. Làm sao vậy, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Ánh mắt của ngươi thật là đỏ. Vân An lắc đầu, ung dung nói, ngươi không cảm thấy. Lâm phủ làm được một số việc mà ngay cả triều đình đều bất lực sao? Lâm Bất Tiện cảm giác ngực bị gõ một cái, hỏi, nếu là đổi thành ngươi, phải làm như thế nào? Vân An suy tư thật lâu, trả lời, ta cũng không biết. Vân An nghĩ, nếu không phải Lâm phủ có như vậy hai kiện bảo vật bảo vệ tánh mạng, có lẽ sớm đã bị xét nhà, xác thực Lâm phủ có thể làm sự tình ngay cả triều đình cũng làm không được, tại xã hội một người trị này thật sự rất nguy hiểm, Lâm Bất Tiện lượn quanh ra án thư. Đi vào bên người Vân An, lo lắng mà hỏi thăm, ngươi làm sao vậy? Ánh mắt của ngươi thật là đỏ, có phải hay không nổi lên chứng nhiệt? Ta đây phải đi mời đại phu, làm cho nàng cho ngươi khai mở một bộ thanh nhiệt trừ bỏ hỏa đơn thuốc, ngươi nhiều ít dùng chút. Không cần, ta biết rõ cơ thể mình như thế nào. Tốt lắm, ngươi nếu không thoải mái tùy thời nói cho ta biết, không nên gượng chống. Diệt Khê. Ừ. Ngươi còn sinh khí sao? Lâm Bất Tiện nghiêm túc nghĩ nghĩ, trả lời. Sẽ không, ta tin tưởng ngươi là vô tâm. Vậy là tốt rồi. Vân An tựa ở trên mặt ghế, cái óc cúi lên trên ghế dựa, trừng một đôi mắt thỏ vì sử dụng quá độ, nhìn Lâm Bất Tiện đang đứng ở một bên, hỏi, cơm tối lúc nào tốt? Người ta bụng thật đói a, ngươi Đường ca cũng thật keo kiệt, cũng không nói mời chúng ta ăn bữa cơm tối. Lời vừa dứt, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Thụy Nhi, tiểu thư, cô gia, bữa tối tốt rồi, mời tiểu thư cô gia dời bước thiện đường. Phúc Vân An nở nụ cười, Lâm Bất Tiện cũng buồn cười, hai người liền như vậy một cao một thấp nhìn nhau một lát, trong đôi mắt là như vậy tinh khiết mà đơn giản. Chương 35. Ăn xong cơm tối, Lâm Bất Tiện cùng Vân An riêng phần mình đi tắm, Vân An tắm rửa trước, vì lý do an toàn Vân An cũng không có lấy khăn mặt trong không gian, dùng chính là vải bố Lâm phủ, loại vải vóc này không phải rất hút nước, sau khi Vân An định lấy bím tóc đuôi ngựa ướt sũng trở lại gian phòng, liền thả tóc, cầm một sạch bố kỹ càng chà lau lọn tóc. Thời điểm Lâm Bất Tiện trở lại gian phòng, Vân An đang nửa quỳ nửa ngồi ở trên giường, tóc đen xõa ra, quần áo tuyết trắng trên người có chút nông rộng, hơn nữa khuôn mặt nàng vốn cũng không giống nam tử, trên mặt ửng hồng đã lui, nữ tử thái độ hiển thị rõ, nếu không phải hơi hơi rộng mở vạt áo lộ ra một mảnh lồng ngực bằng phẳng nam tử, thân phận chỉ sợ cũng như vậy bại lộ, gặp người trở về, Vân An đối Lâm Bất Tiện cười cười, tắm xong. Lâm Bất Tiện ngừng chân, Từ Nghi cùng Thụy Nhi đi theo phía sau nàng cũng đều song song sửng sốt. Thụy Nhi ổn trọng chút, nhanh chóng rũ xuống mắt, Từ Nghi tức thì nhịn không được nhìn nhiều Vân An vài lần, nàng vẫn luôn cảm thấy Vân An ôn nhu không giống nam tử, ánh mắt đảo qua Vân An ngực, đồng dạng xấu hổ cùng ráng đỏ, cúi đầu. Các ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Thụy Nhi cùng Từ Nghi như được đại xá, một trước một sau thối lui ra khỏi phòng ngủ Lâm tứ tiểu thư. Sau khi đóng cửa lại, liếc nhau một cái, từ trong mắt đối phương đọc được tâm tình giống nhau, cô gia hắn. Thực sự là quá thư hùng chớ phân biệt. Tới nha. Đứng ở đằng kia làm gì? Vân An vỗ vỗ chỗ bên cạnh,
ý bảo Lâm Bất Tiện ngồi tới đây. Lâm Bất Tiện đi đến bên giường, ánh mắt rời rạc, nói ra, ngươi còn ăn mặc thân ngụy trang này có thể hay không rất mệt a? Cởi ra đi, Vân An thân này lại để cho Lâm Bất Tiện rất bất an, có một loại ảo giác cùng nam tử chung sống một phòng, cho dù nhìn dung mạo Vân An tuyệt không giống nam tử, đặc biệt là vừa tắm rửa xong, làn da có cảm giác như hoa sen mới nở non mịn, hai đầu lông mày cũng tận là nhu hòa. Lâm Bất Tiện thật sự không cách nào đem Vân An lúc này cùng người tay không đã đảo 7-8 cái tiểu nhị liên hệ cùng một chỗ. A, được thôi. Vân An ý bảo Lâm Bất Tiện xoay qua chỗ khác, nhấn xuống chỗ chốt mở mô phỏng sinh vật hầu kết, bỏ đi mô phỏng nửa người nam tử da. Cốt rồi, quay tới A, Lâm Bất Tiện theo lời quay người, hô hấp trì trệ, cởi mô phỏng da Vân An khôi phục triệt để tư thái nữ tử, vô luận là thân thể hay là thần sắc, Vân An trên thân chỉ mặc một kiện vận động áo ba lỗ, sau lưng mảng lớn làn da bại lộ trong không khí, Lâm Bất Tiện đột nhiên có loại cảm giác đứng ngồi không yên, đặc biệt là chứng kiến Vân An trên mặt lạnh nhạt biểu lộ, nàng càng là không thể giải thích vì sao. Lâm Bất Tiện đoạt lấy vải bố ướt sũng trong tay Vân An, xoay người nói. Lau sạch đi. Ta đi giúp ngươi treo lên. Đa tạ. Ngươi vẫn là đem ngụy trang mặc vào đi, dù sao thân phận của ngươi không thể bại lộ, ngươi rốt cuộc là để cho ta cởi hay để cho ta mặc a, được hay không được? Mặc vào đi. Lâm Bất Tiện lưng cổng thân nói ra, Vân An bất đắc dĩ hít một tiếng, nằm xuống, đè xuống cổ của mình, mô phỏng da rất nhanh bao quanh thân thể của nàng, Lâm Bất Tiện tắt đèn nằm chết dí bên người Vân An, Vân An gối lên cánh tay xoay người, nhìn Lâm Bất Tiện, hỏi, ngươi buồn ngủ sao? Khá tốt. Ngủ không được, chúng ta đơn giản phím vài câu được hay không? Tốt. Ngươi cảm giác thế nào? Thân thể khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều, con mắt còn có chút đau xót, ngủ một giấc dậy thì tốt rồi. Không thoải mái nói với ta, đơn thuốc thanh nhiệt trừ bỏ hỏa không cần bắt mạch cũng có thể khai mở, ngươi không cần phải lo lắng. Ừ, không có chuyện. Diệt Khê. Ừ. Ta hỏi ngươi a, các ngươi Lâm gia bên trong triều đình có thân thích làm quan hay không? Quan hệ tương đối gần đại loại vậy. Không có, Lâm gia nhiều thế hệ thương nhân, hậu nhân của thương nhân không được nhập sĩ. Cái kia, ta nhớ được, Lý Nguyên giống như gọi Trữ Vương biểu ca, bọn họ là thân thích. Đúng, Lý Tri Phủ là dượng của Ninh Vương Điện Hạ. Lý Nguyên là Tri Phủ đại nhân Tam Công Tử. Ninh Vương trong triều đình là địa vị như thế nào? Hoàng đế ưa thích hắn không? Lâm Bất Tiện có chút kinh ngạc, không rõ lấy thân phận Vân An làm sao sẽ hỏi ra vấn đề này. Nhưng Lâm Bất Tiện chỉ coi Vân An là không nghĩ bại lộ thân phận của mình, vì vậy kiên nhẫn giải thích, theo ta được biết Ninh Vương Điện Hạ rất được bệ hạ sủng ái, phá lệ tứ phong một chữ thân vương. Hơn nữa hàng năm ban thưởng cũng rất phong phú. Vân An cảm giác rốt cục thấy được một tia hy vọng cứu vớt Lâm Phủ, nàng lúc ăn cơm đều nghĩ, như thế nào mới có thể giúp đỡ Lâm Bất Tiện một chút, ít nhất lại để cho Lâm Phủ gắn bó cái vài thập niên, lại để cho Lâm Bất Tiện sinh thời không đến mức rơi xuống kết cục khám nhà diệt tộc. Diệt Khê, ta hỏi ngươi, ngươi trận kia trời ban lương duyên, có phải hay không đã sớm an bài tốt? Lâm Bất Tiện trầm mặc thật lâu, ung dung nói, ngươi biết. Ta lại không phải người ngu, cái này có cái gì khó đoán, đáng tiếc Lý Nguyên không muốn, bằng không cũng sẽ không bắt ta đỉnh bao hết. Lâm Bất Tiện thán một tiếng, không có nói nữa. Ngươi cùng Lý Nguyên quan hệ thế nào? Hai nhà chúng ta là thế giao, ta cùng với hắn tuy nói không nổi thân cận, thuở nhỏ cũng như huynh muội bình thường ở chung. Vân An trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, chuyện này có hy vọng, Lý Nguyên là Ninh Vương biểu đệ, nhiều ít có thể nói hơn mấy câu nói, hơn nữa thời đại này phong kiến như thế, Lý Nguyên làm ra chuyện như vậy nhất định sẽ đối Lâm Bất Tiện trong lòng còn có áy náy, không bằng lợi dụng điểm này lại để cho Lý Nguyên giúp đỡ chút, dùng Lâm Phủ tài lực khơi thông một Ninh Vương có lẽ không quá vấn đề. Diệt Khê. Ừ, Lý Nguyên người này thế nào? Ta không có ý tứ gì khác, xin ngươi nhất định phải nói cho ta biết, điều này rất trọng yếu. Lâm Bất Tiện nghĩ, hồi đáp, Tri Phủ Chi Tử, công danh bàn thân, thích nhất thi thư, ngày bình thường cũng coi như ru rú trong nhà, bất quá, Lâm Bất Tiện có chút chần chờ, dưới sự truy vấn của Vân An chi tiết đáp, bất quá ta nghe nói, Lý Nguyên phong bình cũng không tốt. Không chỉ có là bởi vì hắn không để ý đến thân phận ưa thích kết giao một ít tam giáo cửu lưu bằng hữu, còn ưa thích lưu luyến. Ta mệt mỏi, ngày khác rồi nói sao? Nơi chốn phong nguyệt bốn chữ này. Lâm Tứ Tiểu Thư thật sự là khó có thể mở miệng, mặc dù có chút nhữ, nhưng Vân An vừa nghĩ tới sắc mặt Lâm Bất Tiện xế chiều hôm nay, liền không có lại quấn quýt lấy nàng nói chuyện, nói một tiếng ngủ ngon sẽ không nói nữa, không cần một lát, bên người truyền đến đều tiếng hít thở của Lâm Bất Tiện, Vân An xoay người, một đôi mắt sáng ngời có thần, không thấy một tia buồn ngủ, đối Lý Nguyên này, Vân An là tức giận,
tất yếu bên trong nếu không có thời gian. Vân An không muốn gặp lại Lý Nguyên, bất quá, dùng tư duy một người hiện đại đi phân tích, Vân An đã có thể khẳng định kết cục sau cùng của Lâm Phủ. Nàng vừa thoáng nghĩ tới Lâm Bất Tiện với tư cách người cầm quyền tông gia, tương lai không lâu sẽ bị đẩy lên đoạn đầu đài, đưa cổ như vậy, Vân An đã cảm thấy tâm không đành lòng, trong đầu, lần nữa đã hiện lên Lý giáo sư dặn dò, hắn nói cho Vân An không nên can thiệp bất luận sự tình gì ở thời đại này, mặc dù là thấy chết mà không cứu. Thời điểm vừa nghe được câu này, Vân An cũng đã cảm thấy rất nặng nề, hôm nay bản thân đối mặt với vấn đề này, Vân An cảm giác mình cực kỳ khó chịu, nặng nề, xoắn xuýt, không đành lòng, Lâm Phủ. Đối với thời không này cái mà nói, không thể nghi ngờ là sự tồn tại hết sức quan trọng, tất nhiên sẽ được ghi vào sử sách, nếu như Lâm Phủ kết cục là một loại chú định, như vậy chính mình tham gia có thể hay không ảnh hưởng đến tương lai thời không này đâu, một tinh cầu, một tương lai thời không, không. Biết đã bao hàm bao nhiêu nhân loại, chỉ là một Lâm Phủ mới bao nhiêu người, Vân An ngừng thở, lặng lẽ xoay người qua, mượn nguồn sáng yếu ớt nhìn qua Lâm Bất Tiễn trầm tĩnh ngủ, bên tai quanh quẩn Lý giáo sư nghiêm túc khuyên bảo. Trong đầu hiện lên nhưng là hình ảnh nữ tử xinh đẹp trước mắt này, Hương Tiêu Ngọc Vẫn, Vân An cảm giác ngực mình sinh ra một loại cảm giác giống như chùy đau, Vân An trong nội tâm loạn cực kỳ, thời điểm phục hồi tinh thần trời đã sáng. Vân An nhắm mắt lại, trong lúc mơ. Mơ màng màng, Vân An cảm giác được có một bàn tay ôm mát áp vào trên trán của mình, rất thoải mái, sau khi kịp phản ứng đó là cái gì, Vân An cường tự xua tán đi buồn ngủ, mở mắt, Lâm Bất Tiện chứng kiến Vân An con mắt đầy tơ máu, lo lắng nói ra, trán của ngươi có chút nóng. Con mắt hình như cũng càng nghiêm trọng. Không thể kéo dài được nữa, ta đi gọi người cho ngươi sắc thuốc. Vân An không nói lời nào, chẳng qua là yên tĩnh nhìn qua Lâm Bất Tiện. Lâm Bất Tiện tạm thời coi là Vân An ngầm thừa nhận, thậm chí cảm thấy được thân thể Vân An không khỏe, không có khí lực nói chuyện. Nàng từ bên chân Vân An xuống giường, phủ thêm áo ngoài đi tới cửa trước, kêu, Thụy Nhi. Vâng, tiểu thư. Mời Bạch Đại Phu sắc một chén thuốc thanh nhiệt trừ hỏa đến, sai người đến tiền viện đi bẩm báo phụ thân. Nói Vân An hôm nay thân thể không khỏe, không thể đi thỉnh an, ta muốn lưu lại chiếu cố nàng. Vâng. Còn có, đến phòng bếp đi phân phó một tiếng, chuẩn bị chút đồ ăn thanh đạm, vâng. Đi đi. Vân An trừng mắt nhìn xem đỉnh đầu màn che, biểu lộ ngốc trệ, nghe được một hồi tiếng nước, Lâm Bất Tiện trở lại bên giường, đem một chồng chỉnh tề sạch bố ẩm ướt dán trên trán Vân An, ôm nhu hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Có hay không còn những địa phương khác không thoải mái? Vân An nhìn xem Lâm Bất Tiện, lâu chừng mấy hơi thở, ách cuốn họng nói ra, trong nội tâm không thoải mái. Lâm Bất Tiện khẩn trương lên, nói ra, không được, đây là chuyện lớn, nhất định phải mời Bạch Đại Phu đến cấp ngươi nhìn một cái. Lâm Bất Tiện quay người muốn đi gấp, lại cảm giác bàn tay bị siết chặt, nguyên lai là Vân An giữ nàng lại. Diệt Khê, làm sao vậy? Đừng đi, ta không sao mà. Ta nói đùa với ngươi. Lâm Bất Tiện đôi mi thanh tú cau lại, nói ra, thân thể sự tình sao có thể nói giỡn? Hay là nói ngươi không muốn làm cho ta lo lắng? Ra vẻ nhẹ nhõm. Vân An lắc đầu, đáp, ta thật sự không có chuyện, ngươi đừng lo lắng, thân thể của ta rất tốt, chính là suy nghĩ chút sự tình một đêm không ngủ, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Ngươi không nên đi mời đại phu, ta cũng không biết nhà các ngươi đại phu y thuật thế nào, nhưng là ta nghe nói có chút đại phu y thuật tinh xảo có thể thông qua bắt mạch để phán đoán một người là nam hay là nữ. Ta không muốn cho ngươi gây phiền toái. Không nên đi. Lâm Bất Tiện cũng có chút chần chờ. Vân An thừa cơ khuyên nhủ, ta thật sự không có chuyện gì đâu. Nếu như ta cảm giác tình huống của mình không tốt, nhất định trước tiên nói cho ngươi biết. Thật sự không được ta còn có thể cải trang xuất phủ tìm đại phu khác cho ta xem một chút. Biện pháp có rất nhiều, ngươi đừng lo lắng. Tốt lắm, ngươi trước ngủ một giấc, ta đi nhìn xem thuốc sắc thuốc đã tốt chưa. Ừ, đi đi. Thanh âm đóng cửa truyền đến. Vân An lẩm bẩm nói, biện pháp có rất nhiều, biện pháp có rất nhiều. A, nơi nào có biện pháp? Chương 36. Thuốc sắc thuốc tốt rồi, bữa sáng cũng làm tốt rồi. Bạch Đại Phu nói vị thuốc này, phục dụng trước khi ăn cơm hiệu quả rất tốt, cách xa nhau hai chung trà công phu có thể ăn cơm nữa. Thụy Nhi cùng Từ Nghi phân biệt bưng bữa sáng cùng chén thuốc theo Lâm Bất Tiện đi tới phòng ngủ. Vân An còn đang ngủ, Lâm Bất Tiện ý bảo hai người đem đồ vật buông, đi ra ngoài. Sau khi cho tất cả lui xuống, Lâm Bất Tiện ngồi vào bên giường, nhìn Vân An trong lúc ngủ mơ, có lẽ là mang bệnh vất vả a, thời điểm Vân An ngủ cũng cau mày. Lâm Bất Tiện nghĩ nghĩ hay là quyết định đánh thức Vân An. Vân An mở mắt ra, hỏi, mấy giờ rồi? Cái gì? A, giờ gì, ta ngủ bao lâu? Giờ tị, ngươi ngủ hơn một canh giờ. Ta tốt hơn nhiều, để cho liền đứng lên, ngươi đừng lo lắng. Trước tiên đem thuốc uống,
sau đó lại đem cơm ăn hết, nếu là cảm thấy thiếu sẽ thấy một lát thôi. Phụ thân mẫu thân bên kia ta đã đi qua rồi, buổi tối chúng ta không cần đi, ngay tại tiểu viện ăn, hôm nay ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt, không cần đặc biệt rửa mặt ngụy trang, cũng sẽ không có người đến quấy rầy ngươi. Lâm Bất Tiện đứng dậy cầm chén thuốc bưng tới, nói, nhiệt vừa vặn mát, uống được sao? Có muốn hay không ta uy ngươi? Không cần không cần, ta tự mình tới là được rồi. Tốt. Lâm Bất Tiện cầm chén thuốc đưa cho Vân An, người kia bưng chén dùng môi thử độ ấm, uống một hơi cạn sạch. Tuy nhiên đắng chát trong xen lẫn một tia ngọt, nhưng vẫn là rất khổ. Vân An ngủ quan xoắn suýt tại một chỗ, rụt lại bả vai đánh cho run một cái, thật khổ a. Thuốc đắng giả tật. Bộ này trong dược là một mặt thuốc đắng, tuy nhiên Lâm Bất Tiện mời Bạch Đại Phu ở bên trong thêm chút đường phèn, nhưng vẫn là không lấn át được hương vị thuốc đắng. Tuy ngoài miệng nói, thuốc đắng giả tật, Lâm Bất Tiện lại đi đến trước bàn, trên khay đồ ăn, thình lình bày biện một cái đĩa khéo léo, bên trong ba khối đường phèn ống ánh sáng long lanh. Lâm Bất Tiện cầm lấy đĩa trở lại Vân An bên người, hàm một khối, lập tức không khổ. Đa tạ. Lâm Bất Tiện là ôn nhu, mặc dù các nàng chẳng qua là danh nghĩa phu thê, nhưng lời nói cử chỉ của Lâm Bất Tiện đều thể hiện ra khí độ tiểu thư khuê các, đối đãi Vân An càng là vô cùng tốt. Vân An chép miệng trong miệng đường phèn, trong đầu cảm giác rất khó chịu. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Suy nghĩ một đêm cũng không được đến một cái đáp án kiên định. Một lát sau, Lâm Bất Tiện lại cùng Vân An cùng ăn bữa sáng, dặn dò Vân An nhiều chú ý, chính mình tức thì đến thư phòng đi. Tiến vào thư phòng, sau khi ngồi vào án thư, Lâm Bất Tiện vừa quay đầu liền thấy hai quyển sổ sách ngày hôm qua. Nàng trong lòng khẽ động, mở ra sổ sách, tại trang cuối cùng thấy được ba con số ngày hôm qua Vân An tính ra, trong đó phần lãi gộp nhuận, tiên sinh phòng thu chi thất bảo lầu cho một số lượng, cùng Vân An ra kết quả chỉ kém 10 lượng bạc. Kỳ thật, như vậy bề bộn một số sổ sách có một chút sai số không thể tránh được, 10 lượng bạc đối với cái này vốn sổ sách mà nói, trực tiếp có thể không đáng kể. Cũng không biết là tâm tư gì quấy phá, Lâm Bất Tiện thế mà xuất ra bàn tính, đem sổ sách lật đến tờ thứ nhất, từ đệ nhất nợ nần bắt đầu tính lên. Lâm Tứ Tiểu Thư rất là bận rộn, vì chính là 10 lượng bạc, nàng căn bản không cần phải lại lao động một hồi, nhưng lúc này đây, Lâm Bất Tiện thần sắc đúng là vô cùng chăm chú, mỗi lần tính toán vài nét bút sẽ dừng lại trên giấy ghi chép lại, giống như là sợ mình hội tính toán sai. Hơn một canh giờ đi qua, hai quyển dày đặt sổ sách rốt cục lật đến một tờ cuối cùng, âm thanh thanh thúy đánh bàn tính dừng lại, Lâm Bất Tiện nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn kết quả trên bàn tính, lại nhìn kết quả khác biệt của tiên sinh phòng thu chi cùng Vân An. Tiên sinh phòng thu chi thất bảo lầu là nổi danh nhất Lạc Thành, lão tiên sinh đã có vài thập niên kinh nghiệm. Không nghĩ tới lại sẽ bại bởi nhắm mắt tính nhẩm Vân An. Ngón tay ngọc nhỏ dài mơn trớn bàn tính, tính châu trở về vị trí cũ, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Hôm sau, lại đến thời điểm Lâm Tứ Tiểu Thư dò xét cửa hàng, Lâm Bất Tiện nguyên kế hoạch là muốn mang Vân An cùng nhau đi, thứ nhất là để cho tiểu nhị bên trong cửa hàng trông thấy chủ phu, cũng làm cho Vân An nhận thức cửa hàng nhà mình, tránh khỏi lại gây ra tình đập phá nhà mình cửa hàng giống lần trước, thứ hai là Vân An thể hiện ra buôn bán thiên phú, rung động Lâm Bất Tiện, nàng muốn mượn việc này để cho Vân An hiểu rõ thêm một ít, về sau nói không chừng lúc nào liền dùng. Đến. Bất quá Lâm Bất Tiện thấy Vân An tinh thần mệt mỏi, nghĩ đến nàng còn mang bệnh, liền bỏ đi ý nghĩ này, dặn dò Vân An nghỉ ngơi thật tốt, báo hướng đi của chính mình, liền dẫn Từ Nghi cùng gia đình xuất phủ. Vân An trên giường lười nửa cái buổi sáng, rời giường rửa mặt, ăn hết cơm trưa cũng ý định đi ra ngoài. Thụy Nhi thấy, hỏi, cô gia đây là muốn đi ra ngoài. Ừ, nghỉ trên đường phố lên đi một chút. Cô gia thân thể có thể tốt. Tốt hơn nhiều, đa tạ Thụy Nhi tỷ tỷ quan tâm. Thụy Nhi bưng miệng cười, so với việc Từ Nghi bài xích cùng quan sát, Thụy Nhi đối Vân An ấn tượng phải tốt hơn nhiều, nàng trả lời, cô gia không cần như thế, hầu hạ tiểu thư cùng cô gia vốn là một trong bổn phận của nô tỳ, cô gia chờ một chốc, nô tỳ đi gọi hơn mấy tên gia đình đắc lực cùng ngài đi ra ngoài. Vân An khoát tay áo, không cần làm phiền, ta chuẩn bị đi ra cửa tìm người bằng hữu, mang bọn hắn chỉ sợ bất tiện. Vừa dứt lời, Vân An trong lòng tim đập mạnh một cú. Tìm bằng hữu sao? Mình ở nơi đây ngoại trừ người Lâm gia, giống như chỉ nhận thức Lý Nguyên một người, vừa rồi thời điểm trả lời, chính mình căn bản không có suy nghĩ, thuận miệng đã nói ra, vấn đề xoắn suýt gần 2 ngày, chẳng lẽ đã có đáp án? Thụy Nhi xưng Vân lại hỏi, cô gia tối nay là có hay không hồi phủ dùng bữa? Cần để cho phòng bếp đem cơm tối cho ngài ôn ư? Vân An nghĩ nghĩ, đáp, không cần, ta khả năng cùng với bằng hữu ở bên ngoài ăn, đàm phán chút sự tình. Vâng, cô gia đi thong thả. Ra Lâm phủ,
Vân An tâm tình dần dần trong sáng, mặc dù mình còn không có quyết định trợ giúp Lâm Phủ cải biến kết cục, nhưng có một số việc là muốn sớm chuẩn bị, thực đến cuối cùng một khắc còn có một cơ hội lựa chọn, nếu cái gì cũng không làm, thực đến đó một ngày hối hận của mình cũng đã chậm, hiện lên kiệu, hiện chói tai mắt mà có thể không làm được. Vân An một đường nghe ngóng, đi tới Lý Phủ, nhớ lại Lý Nguyên nói đi vòng cửa sau Lý Phủ đem ngọc bội Lý Nguyên đưa cho nàng giao cho gia đình giữ cửa, nói, tại hạ Vân An, đặc biệt tới bái phỏng Lý Nguyên Lý công tử. Gia đình nhìn Vân An lại nhìn một chút ngọc bội, trả lời, chúng ta trong phủ không có người như vậy. Làm sao lại thế? Mấy ngày trước đây ta cùng hắn còn gặp qua, hắn chính là quý phủ tam công tử. Gia đình quay đầu lại nhìn thoáng qua, hướng Vân An đưa ra ý mắt liếc một cái, Vân An hiểu ý, xưng cáo từ ly khai, đi đến gốc rễ chờ, quả nhiên gia đình vụng trộn đuổi theo, đối Vân An nói, công tử gia, ngài là con rể Lâm Phủ. Là ta. Công tử có chỗ không biết, tam thiếu gia đã bị lão gia trục xuất phủ môn, tiểu viện hiện ở trong phố nhỏ tại thành Tây, tiểu nhân lúc trước là hạ nhân thiếp thân hầu hạ bên người tam thiếu gia, bởi vì sự kiện này bị giáng chức đến trong cửa. Lúc trước tam thiếu gia đã phân phó, ngài nếu là tới tìm hắn, nhất định phải cực kỳ chiêu đãi, ngài không ngại thì đi chỗ đó tìm tam thiếu gia. Trục xuất phủ môn. Đã xảy ra chuyện gì sao? Gia đình trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, trả lời, sự tình của gia chủ tiểu nhân vạn không dám nói. Công tử gia hay là trực tiếp đến hỏi tam thiếu gia a, được rồi, đa tạ ngươi. Công tử gia. Gia đình gọi Vân An, bước nhanh đi vào bên người Vân An, thấp giọng nói, nếu là tam thiếu gia không tại Miêu Nhi ngõ nhỏ, công tử gia đều có thể đi thành Tây Phiêu Miểu Lâu đi tìm, tam thiếu gia tám phần là ở chỗ ấy. Phiêu Miểu Lâu. Cái kia là địa phương gì? Công tử gia đi thì biết. Được rồi. Vân An sau khi nghe ngóng Miêu Nhi phố nhỏ, lộ trình cách nơi này lại có nửa canh giờ đi bộ, cũng có chút nhức đầu, cân nhắc một phen sau đến gần đây La Ngựa thành phố, bỏ ra 30 lượng bạc mua một con ngựa. Thời điểm tại đảo thời gian cũng học qua cưỡi ngựa bắn tên, đã có ngựa hành động liền thuận tiện nhiều. Lý Nguyên quả nhiên không tại, Vân An lại đi thành Đông đi, dằng co như vậy một vòng lớn, Vân An trong lòng có chút oán niệm, nàng vốn là chán ghét Lý Nguyên, nhưng nghĩ đến chính mình có chuyện mời nhân gia hỗ trợ, cũng chỉ tốt nhịn. Thật vất vả tìm được Phiêu Miểu Lâu. Trời đã nhanh đen, bên ngoài Phiêu Miểu Lâu dắt một loạt đèn lồng đỏ thẫm, cửa người cũng không phải nhiều, bất quá lại có thể nghe được từ trong lầu truyền tới ti trúc thanh âm cùng hoang thanh tiếu ngữ. Xem điệu bộ này, xem cái này vui mừng trang hoàng, Vân An đại khái hiểu Phiêu Miểu Lâu là địa phương nào, khó trách vừa rồi chính mình hỏi đường thời điểm người qua đường dùng kỳ quái ánh mắt dò xét chính mình, hợp lấy đem mình làm mặt người dạ thú đúng không? Vân An cười cười, dưới chân lưng ngựa, đã có quy nô như mũi tên bình thường vọt tới trước mặt Vân An, tiếp nhận dây cương cười nói, công tử gia, ngài thế nhưng rất lâu không có tới, trong lầu các cô nương nghĩ ngài nghĩ có thể nhanh đâu. Hôm nay là thời gian tim tim cô nương chọn lựa nhập màn chi tân, ngài đến khéo léo. Vân An nghe xong quy nô nói, trong nội tâm cười thầm, hỏi, cùng ngươi nghe ngóng một vấn đề. Công tử gia thỉnh giảng, có hay không một vị Lý Nguyên, Lý công tử tại? A, à, ngài là nói, Lý không cốc Lý công tử, chính là vị kia. Đúng. Hắn ở đây đâu? Liên tiếp đã đến vài ngày, công tử gia là Lý công tử bằng hữu. Đúng. Ngài đi theo ta. Tiểu nhân dẫn đường cho ngài. Quy nô giúp Vân An buộc ngựa tốt, cung kính đem Vân An mời đi vào. Vân An mở ra camera, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút hưng phấn, thanh lâu nơi này không biết biến mất đã bao nhiêu năm. Tại trái đất cũng chỉ là tại điện ảnh và tác phẩm truyền hình hoặc là trong tiểu thuyết xem qua, càng không có tư liệu lịch sử chuyên môn ghi chép nơi này, hôm nay chính mình cần phải hảo hảo mở mang mắt. Xốc lên lụa mỏng màu hồng phấn, Vân An hai mắt tỏa sáng, Phiêu Miểu Lâu chọn dùng chính là giếng trời, kết cấu kiến trúc hình chữ hồi. Đại sảnh lầu 1 chính là bên trong giếng, từng tầng bao phòng áp dụng chữ hồi, hình, tầng tầng chất cao, có thể rõ ràng chứng kiến trung tâm sân khấu nhóm vũ nương uyển chuyển dáng múa. Bao phòng giá cả cũng theo tầng lầu tăng cao, lầu một ngồi phần lớn là quần chúng trong túi không có gì bạc, cũng mười phần ồn ào. Nhóm vũ nương bên trên sân khấu, dáng người yểu điệu, mặc đồng dạng kiểu dáng váy dài lụa mỏng, nửa thấu không thấu, lờ mờ, thỉnh thoảng tiết ra xuân quang đều kích thích thần kinh đám khán giả. Vân An chẳng qua quét nhóm vũ nương một chút liền thu hồi ánh mắt, nàng đến từ hiện đại, loại này trang phục đối Vân An mà nói cũng không có gì. Ngược lại là những nam tử kia hiện ra dám quan trò hề, lại để cho Vân An nhịn không được nhíu mày. Chương 37. Công tử gia, bên này mời ngài. Quy Nô khoát tay đem Vân An dẫn hướng về phía vị trí trong góc, Lý Nguyên rõ ràng an vị đại sảnh tại lầu 1, so với nam tử chung quanh trái ôm phải ấp,
Lý Nguyên thoạt nhìn có chút mịch lạc, bên cạnh hắn không có một người, lẻ loi trơ trọi trên ghế ngồi ở nơi hẻo lánh, trên mặt bàn hai cái vò rượu không. Vân An thiếu chút nữa không nhận ra Lý Nguyên, ngắn ngủn mấy ngày quan cảnh Lý Nguyên giống như thay đổi thành người khác, mặc trên người một kiện trường sam phổ thông, đầy mặt cằm để râu. Tinh thần uể oải, cả người gầy một vòng không thôi, Lý Nguyên phảng phất đang chìm thấm tại trong thế giới chính mình, đối chung quanh ồn ào náo động không phản ứng chút nào, càng không ngừng tự rót tự uống, còn có thể thỉnh thoảng cười khổ. Vân An đứng bên người Lý Nguyên nhìn một hồi lâu, mới xác định người trước mắt này chính là công tử ca phong độ nhẹ nhàng ngày xưa. Vân An thán một tiếng, thầm nghĩ, có lẽ bị trục xuất gia môn đối Lý Nguyên đã kích thật sự rất lớn. Mặc dù gia đình đối với việc này giữ kín như bưng, Vân An cũng có thể đoán được chuyện này cùng trận kia trời ban lương duyên có quan hệ. Vân An mặc dù đối với Lý Nguyên có rất nhiều bất mãn, nhưng nàng là một người dễ tha thứ. Chứng kiến Lý Nguyên bộ dạng này, khí đã tiêu tan hơn phân nửa, mặc dù chưa nói tới triệt để tiêu tan, nhưng là không có ý định cùng Lý Nguyên phát cáo. Vân An ngồi đối diện Lý Nguyên, kêu, Lý Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lý Nguyên động tác rót rượu trì trệ, trừng mắt một bộ mê ly say lờ đờ nhìn Vân An một lát, tự hồ cố gắng đem người trước mắt ăn mặc đẹp đẽ quý giá, phong độ nhẹ nhàng cùng ngày xưa cái tên khất cái kia liên hệ cùng một chỗ, thật sự là thế sự vô thường, bất quá mới hơn tháng quan cảnh, có một số việc liền triệt để bất đồng. Lý Nguyên trong lòng hiện lên một tia phức tạp chua xót, cười khổ một tiếng, nói ra, thật sự là phong thủy luân chuyển, Vân Huynh hôm nay đường làm quan rộng mở. Vân An nhíu mày, thật vất vả sinh ra đồng tình biến mất hơn phân nửa, trầm mặc một lát, duy trì lễ phép nói ra, hôm nay ta là đặc biệt tới tìm ngươi, đi một chuyến Lý Phủ, chuyện của ngươi ta nghe nói. Lý Nguyên hừ nhẹ một tiếng, cầm qua một cái chén không đẩy tới Vân An. Trước mặt, làm Vân An rót đầy, nói ra, trước theo giúp ta uống một chén. Tốt. Vân An bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, rượu bên trong lầu này căn bản không thể cùng Thiên Túy Tửu so sánh. Vân An cảm giác nóng rát cháy từ miệng khoang một mực đốt tới trong dạ dày. Lý Nguyên biểu lộ dễ nhìn một ít, hắn thuở nhỏ gia cảnh hậu đãi, dưỡng thành thói quen tiêu tiền như nước. Từ khi hắn bị trục xuất Lý Phủ, sinh hoạt phí từ Lý Phủ bị đều chặt đứt, thời gian một trận không đáng kể. Lý Nguyên thứ nhất nghĩ đến là tìm những bằng hữu ngày xưa hỗ trợ, thế nhưng những tên Lý Nguyên cho rằng ái mộ tương giao hảo bằng hữu phản phất trong vòng một đêm cũng biến mất, mặc dù nhìn thấy một hai người, cũng đều hết sức từ chối. Đường đường tri phủ gia tam công tử, rất nhanh luân lạc tới tình trạng dựa vào cầm cố vật tùy thân đổi ngân lượng sống qua ngày, bản thân nhận thức thói đời nóng lạnh. Lý Nguyên vô cùng bị thương, muốn thông qua cảm tình để đền bù đau lòng, đi vào Phiêu Miểu lâu tìm kiếm nữ tử mà hắn cho rằng chịu trả giá hết thảy, diễm động bát phương, dương danh. Tứ Hải Thanh lâu danh kỹ, Ngọc Tim Tim bán nghệ không bán thân, hơn nữa cũng không phải có tiền có thể nhìn thấy, mỗi tháng ngày rằm cùng mồng một, Phiêu Miểu lâu đều cho Ngọc Tim Tim chiêu mộ nhập màn chi tân, dùng phương thức đấu giá, lúc trước đã hơn một năm, Lý Nguyên mỗi lần tiêu tốn 300-400 lượng có thể đắc thủ đấu giá, nhưng này hai lần trở thành nhập màn chi tân giá cả lại một lần tăng vọt đến ngàn lượng. Lý Nguyên căn bản không thể xuất ra nhiều bạc như vậy, vì thế còn bị khách nhân khác chế ngạo qua, có một cái hán tử thừa dịp cảm giác say đối Lý Nguyên nói, lúc trước ngại Lý Nguyên lão tử, tại khâu đấu giá mới cùng hắn chơi đùa, nếu không chỉ bằng mấy cái tiền đồng kia, có tài đức gì chiếm lấy hoa khôi hơn một năm, hán tử say còn nói, Ngọc Tim Tim đã bị Lý Nguyên bạch chơi một năm, cũng nên đến phiên người khác. Lý Nguyên tức giận cùng hán tử say đại đánh một chầu, còn bị thương, từ nay về sau liền mỗi ngày canh giữ ở Phiêu Miểu lâu, chẳng qua là chỗ ngồi càng ngày càng thấp, cũng sắp liền đại đường cũng ngồi không dậy nổi, bởi vì Ngọc Tim Tim ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện hiến nghệ. Lý Nguyên muốn gặp Ngọc Tim Tim một mặt, nói cho nàng biết chính mình vì nàng làm hết thảy, hôm nay mình bị trục xuất khỏi gia môn, có thể lấy nàng làm vợ, nhưng mà người, Lý Nguyên đợi đến lúc qua một lần, Ngọc Tim Tim nhưng ngay cả một tấc ánh mắt đều không cho hắn. Lý Nguyên lại cho Vân An rót một chén, phối hợp nói, không nghĩ tới người thứ nhất chịu chủ động thấy ta, lại là ngươi. Vân An không nói chuyện, lặng yên cùng Lý Nguyên uống một ly. Sự kiện kia là ta đối với ngươi không đúng, bất quá ta cũng nhận được kết cục ta nên nhận, ngươi lần này. Lý Nguyên đột nhiên kịp phản ứng, ngẩng đầu đánh giá Vân An, hỏi, ngươi là chuyên tới tìm ta, hay là trùng hợp gặp phải? Ta là tới tìm ngươi, vừa rồi đã nói với ngươi. À, ta nhớ ra rồi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngươi tìm đến ta, cần làm chuyện gì? Ngươi hôm nay say, nơi đây cũng không phải địa phương nói chuyện, không bằng chúng ta lại ước thời gian, ngày khác ta mời ngươi đến Thất Bảo lâu bàn lại đi. Lý Nguyên cười khổ một tiếng, chẳng bao lâu sau là mình mang Vân An đi Thất Bảo lâu, hôm nay hết thảy đều đã bất đồng. Thành tâm có lời mời. Đương nhiên. Lý Nguyên ánh mắt lóe lóe, nói ra, thời gian địa điểm cũng để ta làm định. Có thể.
ta đây muốn lúc này nơi đây. Ở chỗ này. Không phải địa phương nói chuyện a. Hôm nay là thời gian tim tim cô nương chiêu nhập màn chi tân, nếu như ngươi thiệt tình mở tiệc chiêu đãi ta, giúp ta lấy được cơ hội lần này, chúng ta đến Nhã Gian ở tầng cao nhất đàm phán, nói xong rồi ta có mấy câu cùng với tim tim cô nương nói. Được rồi. Vân An nghĩ đến mặc dù Lý Nguyên bị trục xuất Lý Phủ, nhưng rốt cuộc là cùng Ninh Vương có quan hệ máu mủ dứt bỏ không nổi, dẫn tiến lên muốn so những người khác thuận tiện, cầu người làm việc, hợp ý là không thể tránh được, Lý Nguyên vỗ cái bàn thoáng một phát, hưng phấn mà nói ra, sảng khoái. Bên kia, Lâm Tứ Tiểu Thư bận rộn một ngày, cuối cùng trở lại trong phủ, nghe Thụy Nhi bẩm báo nói, mình rời phủ không bao lâu, Vân An cũng xuất phủ, Lâm Bất Tiện có chút bận tâm thân thể Vân An, hỏi, nàng có từng nói qua đi đâu không? Cô gia nói đi bái phỏng một bằng hữu, Bất Tiện lại để cho hạ nhân đi theo, nói bữa tối ở bên ngoài dùng. Đã biết, truyền lệnh a, vâng. Theo một tiếng cái chiên kêu, ầm ĩ đại sảnh yên tĩnh trở lại. Tân khách trong đại sảnh lầu một nhao nhao đứng dậy, ca múa cơ trên sân khấu hướng hai bên thối lui, trên lầu tân khách nhao nhao từ trong gian phòng trang nhã đi ra, đi đến hành lang hình chữ hồi, lão bản Phiêu Miểu Lâu Lâm mụ mụ xuất hiện ở tầng cao nhất trên bình đài, vung khăn lụa màu đỏ trong tay, nói ra, hôm nay là ngày tốt lành nhà chúng ta tim tim chiêu mộ nhập màn chi tân, lên giá 100 lượng, người trả giá cao được. Cạch một tiếng, lầu một tiểu nhị lôi vang lên cái chiên mặt, Lý Nguyên gấp khó dằn nổi quát, 500 lượng. Sách. Vân An quay đầu nhìn Lý Nguyên liếc, cảm thấy một hồi da đầu rung lên, cái gia đình gì a, mở miệng liền hô 500 lượng. Bữa cơm này có phải hay không quá mắc một chút, không đợi Vân An mở miệng, lầu ba Nhã Gian liền truyền ra âm thanh đấu giá, 600 lượng. Ta ra 700. 800 lượng. Lý Nguyên hơi ngửa đầu uống xong rượu trong chén, giận dữ hét, 1000 lượng. Vân An chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cái giá này đã vượt qua năng lực thừa nhận của nàng, hơn nữa đây hết thảy phát sinh quá là nhanh, Vân An liền ngăn cản cũng không kịp liền đã mất khống chế, trong lầu có không ít khách nhân nhận thức Lý Nguyên, thấy Lý Nguyên bên người đứng một công tử lạ mặt hoa phục, lại thấy Lý Nguyên như phát cuồng kêu giá, lập tức đã minh bạch, vị Lý Tam công tử này đây là tìm đã đến một vị bằng hữu có tiền. Hôm nay trận này đấu giá là nguyện nhất định phải có. Đã trầm mặc sau một lúc, chỉ có một hai vị tân khách mở miệng nhất lên giá, Lý Nguyên liền con mắt cũng không nháy sẽ đem giá tiền úp tới. Mấy hiệp về sau, đấu giá tăng vọt đến 2000 lượng, lại không có người ra giá, trên bình đài Lâm mụ mụ trong bụng nở hoa, quơ quơ khăn lụa ý bảo, tiểu nhị gõ chiên đồng, cao giọng hát nói, chúc mừng Lý công tử, trở thành tim tim cô nương tối nay nhập màn chi tân, trên lầu mời. Lý Nguyên sải bước hướng thang lầu đi đến. Vân An vẻ mặt đau khổ đi theo sau lưng Lý Nguyên, trong nội tâm cũng tại tưởng tượng, phải như thế nào cùng người thanh lâu giải thích, chính mình mang theo Lý Nguyên có thể có cơ hội chạy hay không, nếu mời Diệt Khê giúp mình trả nợ, có khả năng hay không, chỉ sợ không được đi, đã xong, Lý Nguyên là khách quen trong lầu, mỗi lần đều là ngày hôm sau lúc rời đi tính tiền, trên đường đi cũng không có tiểu nhị ngăn trở, Vân An đâm lao phải theo lao, song chân như nhũn ra, xuất mồ hôi trán. Kiên trì đi theo sau lưng Lý Nguyên, hai người một trước một sau đi vào tầng cao nhất, Quy Nô không người đối Lý Nguyên cười mặt làm lành, Lý Nguyên nhìn không chớp mắt đi vào lầu các bên ngoài, gõ vang lên cửa. Phòng, tim tim, là ta. Nha hoàng mở ra cửa lầu các, làm một cái vạn phúc, nói ra, tiểu thư nhà chúng ta mời công tử đi vào. Vân An hít một tiếng, đi theo Lý Nguyên đi vào khuê phòng ngọc tim tim, dưới lầu truyền đến một hồi tiếng nghị luận, một lát sau lại lần nữa khôi phục ồn ào náo động, Vân An nhìn quanh một vòng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này trong phòng trần vượt, càng giống gian phòng của thư hương môn đệ, gia đại khuê tú, chính giữa phòng để đó một khung cổ sắt, bên tường đứng thẳng hai giá sách cao bằng một người, phía trên bày đầy các loại thư tịch, xa hơn trước vài bước, là một đạo cổng vòng tròn. Bằng gỗ, đem ngoại đường cùng phòng ngủ ngăn cách, cổng vòng bên trên treo lụa mỏng bích sắt. Tim tim, ta tới tìm ngươi. Lý Nguyên đứng ở bên ngoài cổng vòng, trong mong dùng mong mỏi, Vân An tháng một tiếng, ngồi vào trên ghế, đem sân nhà giao cho Lý Nguyên. Chẳng qua là mở ra camera nhắm ngay chỗ cổng vòm, dù sao bỏ ra 2000 lượng mua được vé vào cửa, muốn nhiều chút thu thập tư liệu sống mới không thiệt thòi. Theo một hồi hiếm toái tiếng bước chân, một đạo thanh lệ bóng hình xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt Vân An, ngọc tim tim rủ xuống đôi mắt, chậm rãi thi lễ một cái, ôn nhu nói, nô gia gặp qua tam công tử. Vân An đặng ngồi dậy, vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm ngọc tim tim, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mạnh Văn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vân An bước nhanh đi ra phía trước, tuy nhiên trước mắt vị này hoa khôi cùng Lâm Tứ tiểu thư giống nhau đeo nửa phiến diện sa, nhưng là Vân An đối gương mặt này quá quen thuộc, đừng nói là hé mở mặt, cho dù là chỉ thấy một đôi mắt Vân An cũng có thể nhận ra nàng, bạn gái sớm chiều ở chung được 4 năm,
người từng làm cho Vân An không gượng dậy nổi, sinh ra ý niệm lánh đời trong đầu, Vân An làm sao có thể hội nhận sai. Hết phần 3. Bye bye các vũ nữ nha, cảm ơn các tình yêu đã nghe truyện và ủng hộ kênh, Riel Radio, xin phép lượng đây, hẹn sớm gặp lại, mãi yêu. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way.